Chương 3566 Thẩm Tường đi tới ngoài thành, liền lao nhanh lên, ở đây tuy rằng có thể phi hành, nhưng bị bắt được, có thể cần chịu đến rất nghiêm trọng trừng phạt, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Cũng không biết Tiểu Xương Xương các nàng thế nào rồi. Thẩm Tường thập phần lo lắng các nàng, Tần Xương cùng Bành Tuyền Phỉ còn có Long Tuyết Di rời đi Thất Sơn Thần Đảo, đi ra ngoài tìm Lạc Cửu Dương, coi như các nàng có tin tức gì, cũng khó có thể truyền đạt đi vào. Các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Tô Mị Giao nói, nàng để Thẩm Tường không cần lo lắng, mà chính nàng nhưng trong lòng cũng lo lắng, chỉ là không nói ra thôi. Thẩm Tường lắc đầu, không nghĩ nữa chuyện này, nếu không sẽ để hắn tâm thần không yên. Sư phụ, Thẩm Tường đối Tiêu Tương Lâm hô, đã có kết quả, cái kia Ngạo Thế Đan Văn bên trong có bao nhiêu gan sáng đạo chú văn, trong đó có diễn sinh chú văn cùng tái sinh chú văn, mấy cái đối với ta mà nói đều không phải việc khó gì. Tiêu Tương Lâm nói, khó chính là, một ít ta không quen biết sáng đạo chú văn, ta nghĩ vậy hẳn là chí tôn chú văn, ta không hiểu được mấy cái chí tôn chú văn, vì lẽ đó không cách nào đem toàn bộ Ngạo Thế Đan Văn làm ra đến. Phi Thăng Đan Văn bên trong có chí tôn chú văn à? Thẩm Tường hỏi. Không có, Phi Thăng Đan Văn xem như là rất đơn giản loại này. Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu, nếu như có thể tìm tới những kia chí tôn chú văn, ta hay là có thể làm ra đến. Có chừng mấy cái chí tôn chú văn? Thẩm Tường hỏi. Có ít nhất hai cái đi. Tiêu Tương Lâm nói, mấy cái chí tôn chú văn cũng thật là lợi hại, phối hợp sáng đạo chú văn, có thể làm cho sáng đạo chú văn trở nên càng mạnh hơn. Thẩm Tường cũng coi như là có dự kiến trước, vì lẽ đó hắn hiện tại đã đang đi tới sáng đạo cổ địa trên đường. Hơn 10 ngày sau, Thẩm Tường đi tới một tòa trong thành phố. Thiên Cổ Thành, xuyên qua tòa thành này, khoảng cách sáng đạo cổ địa liền rất gần. Thẩm Tường trong ký ức địa đồ là như thế viết. Đi tới nơi này, hắn cũng có thể hỏi thăm một chút sáng đạo cổ địa bên trong sự tình. Người ở chỗ này, khẳng định có thật nhiều đều là tiến vào sáng đạo cổ địa. Sáng đạo cổ địa bên trong có lượng lớn sáng đạo thánh tinh cùng sáng đạo thánh thạch. Rất nhiều người đều sẽ mạo hiểm đi vào tìm kiếm. Có người nói đi vào người, chỉ cần vận may không phải quá kém. Ít nhiều gì đều có thể đào được một ít sáng đạo thánh thạch. Có thể tìm tới sáng đạo thánh tinh người cũng rất nhiều. Vì lẽ đó tại Thất Sơn Thần Đảo bên trên, sáng đạo thánh tinh số lượng rất nhiều. Đại đa số đều là sáng đạo cổ địa bên trong tìm tới. Thẩm Tường đi ở trên đường, đột nhiên cảm giác được phía trước có bao nhiêu cỗ khí tức mạnh mẽ, đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, chính hướng hắn bên này nhanh chóng áp sát, rất nhiều người cũng đều cảm ứng được, dồn dập đi tới phố lớn hai bên. Cường đạo, nhanh chào cường đạo. Một ông già giống to, ở sau lưng lão ta theo hơn 10 trung niên, bọn họ đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, từ mặc đến xem, bọn họ đều là đồng nhất cái thế lực bên trong. Bọn họ chính đang truy đuổi một người áo đen, người da đen kia tốc độ rất nhanh, lập tức liền từ Thẩm Tường trước mặt bay nhảy đi qua. Thẩm Tường nhíu mày, nhìn cái kia chạy xa người mặc áo đen, sau đó cũng đi theo, vừa mới cái kia người mặc áo đen thân pháp phi thường quỷ dị, xem ra như là tại chạy trốn, nhưng kỳ thực không phải, hắn ở bề ngoài là đạp lên bước tiến chạy trốn, kỳ thực hắn đã hơi huyền không, hai chân cũng không có chạm được mặt đất, đang nhanh chóng phi hành. Thẩm Tường theo sau. Chủ yếu là người này có một loại để hắn cùng rất quen thuộc khí tức, loại khí tức này rất yếu ớt, không mãnh liệt lắm, vì lẽ đó hắn cũng chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, cũng không biết là hắn cái nào người quen khí tức. Lẽ nào Vân Du ông lão Yến Cửu? Thẩm Tường trong lòng cảm thấy kỳ quái, bởi vì người đó thực lực không tầm thường. Yến Cửu mặc dù là Viêm Sơn Môn, nhưng Thẩm Tường cảm thấy hắn cùng Viêm Sơn Môn những tên kia không phải một đường, hắn cũng muốn tìm đến Yến Cửu hỏi một chút tình huống bây giờ. Thẩm Tường triển khai phản sức mạnh, ẩn thân lên, hắn sử dụng xích hỏa thần long sức mạnh, để cho mình thân thể trở nên mềm mại lên, học người mặc áo đen kia như vậy bán chạy bán phi hành, vậy thì có thể thu được rất nhanh tốc độ, cũng không bị nhận ra được. Người mặc áo đen ra khỏi thành sau đó, không có cái gì trở ngại, tốc độ trở nên huống chi, lập tức liền đem đuổi theo hắn đám người kia bỏ qua, chỉ có Thẩm Tường âm thầm theo. Người mặc áo đen chui vào một mảnh rậm rạp cổ trong rừng, hãm lại tốc độ, mãi cho đến trời tối, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vừa dừng lại không lâu, liền đột nhiên nhảy lên đến, hắn cảm ứng món đồ gì. Thẩm Tường triển khai phản sức mạnh ẩn thân, phi thường bí ẩn, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được cái gì. Ai? Người mặc áo đen hỏi một câu, chạy đi liền chạy, phi thường cảnh giác. Thẩm Tường lập tức đuổi tới. Cái tên này, lại bị hắn phát hiện ta. Thẩm Tường không xác định thân phận của đối phương, hắn là sẽ không cho thấy thân phận mình. Người mặc áo đen chạy chừng mấy ngày, trong lòng không ngừng thầm mắng lên. Hắn luôn cảm thấy có người tại theo hắn, nhưng hắn nhưng liền mau đều không nhìn thấy, làm cho hắn mấy ngày nay đều nghi thần nghi quỷ. Lẽ nào là thật quái đản? Người mặc áo đen tại một cây đại thụ bên bờ ngồi xuống, nhìn chung quanh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Lúc này một mảnh đại thảo nguyên, chỉ có sau lưng của hắn cây này, tầm nhìn trống trải, hắn không nhìn thấy có người theo hắn. Khả năng là chính ta quá mẫn cảm. Người mặc áo đen thầm nghĩ, sau đó kéo xuống màu đen khăn trùm đầu. Ở phía xa thẩm tường, nhìn thấy khuôn mặt này, nhất thời sừng sốt. Đây là một người trẻ tuổi, chính là hắn mới tới sáng đạo sơn nhận thức Tống Long Hiên, cái kia cả ngày gọi hắn đại ca gia hỏa. Tống Long Hiên nắm giữ học tập sáng đạo chú văn thiên phú, hắn nói bị một ông lão vừa ý, muốn cùng lão đầu đi học tập sáng đạo chú văn cùng luyện khí, thẩm tường liền cổ vũ hắn đi, không nghĩ tới sẽ ở thất sơn thần đảo gặp phải hắn. Long Hiên, là ta. Thẩm tường lập tức chạy tới, hô lớn. Đang uống nước Tống Long Hiên bị dọa đến giật mình, hắn vô cùng khó mà tin nổi nhìn thẩm tường. Đại ca, đúng là ngươi nha. Tống Long Hiên cười ha ha, xem ra mấy ngày nay thật sự có người đang theo dõi ta. Đại ca chính là lợi hại, có thể như vậy lặng lẽ theo ta mấy ngày. Tống Long Hiên hiện tại xác định, cũng không phải là mình nghi thần nghi quỷ. Hắn là thật sự cảm ứng được có người tại phụ cận. Ta chẳng qua là cảm thấy hơi thở của ngươi rất quen thuộc, lập tức không nhớ ra được hơi thở này là ai, vì lẽ đó hãy cùng tới xem một chút. Thẩm tường cười nói, không nghĩ tới là ngươi tiểu tử này. Ngươi đã là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, cũng thật là nhanh nha. Tống Long Hiên cũng không biết chiến huy thành sự tình, vẫn không có khối này truyền tới những thành thị khác. Đại ca ngươi cũng rất lợi hại, ta cảm giác ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi khi đó tu vi nhưng là so với ta thấp nha. Tống Long Hiên cảm khái nói. Long Hiên, ngươi là chính mình một người đi tới thất sơn thần đảo à? Thẩm tường hỏi. Là sư phụ của ta đưa ta đến. Tống Long Hiên nói, hắn để cho ta tới nơi này tìm ít đồ, ta tìm tới liền đi. Sư phụ của ngươi là ai nha? Thẩm tường tò mò hỏi. Cái này, đại ca xin lỗi, ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Tống Long Hiên gãi gãi đầu, xem ra hắn cùng sư phụ hắn quan hệ rất tốt. Không sao. Thẩm tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi tiểu tử này, làm sao sẽ bị người coi như cường đạo, ngươi cướp đi bọn họ món đồ gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tống Long Hiên lấy ra một cái hộp nhỏ, nói, đây là một cái tảng đá, có thể so với sáng đạo thánh tinh lợi hại có thêm. Vốn là ta phát hiện trước, tại ta đào lấy thời điểm, bọn họ đột nhiên chạy tới, nói là bọn họ, sau đó ta đào đi liền chạy, bọn họ liền đuổi theo ta nói ta là cường đạo, bọn họ mới là cường đạo. Tống Long Hiên quả bất địch chúng, chắc chắn sẽ không cùng đám người kia chiến đấu, liền trực tiếp chạy, hơn nữa còn chạy vào trong thành. Đây là cái gì tảng đá? Dĩ nhiên đem sáng đạo thánh tinh còn lợi hại hơn. Thẩm tường tiếp nhận cái kia cái hộp nhỏ, mở ra xem, là một khối đen thui tảng đá. Chỉ là từ mặt ngoài xem, thẩm tường không nhìn ra tảng đá kia so sáng đạo thánh tinh lợi hại ở nơi nào. Sáng đạo thánh tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ hùng hồn năng lượng. Đừng nói sáng đạo thánh tinh, chính là sáng đạo thánh thạch, bên trong năng lượng cũng có thể làm cho thời gian trận pháp vận chuyển lên. Ta cũng không biết loại này tảng đá xác thực tên. Sư phụ của ta đã nói, đây chỉ là xem ra như là tảng đá. Tống Long Hiên lấy tới. Ở trong tay quăng làm, sư phụ của ta đã từng cho ta xem qua, ta nhớ kỹ loại này tảng đá đặc hữu khí tức sau, ta đi ngang qua chỗ đó cảm ứng được, liền đào móc ra. Xem ra như là tảng đá đồ vật. Thẩm tường vừa cẩn thận nhìn một chút, hơn nữa còn đại lực đi nắm, dĩ nhiên có thể trực tiếp giẫm nát. Nếu là sáng đạo thánh tinh, cũng không có như vậy dễ dàng bị nắm biến hình. Sư phụ nói, đây là xương biến thành hóa thạch, bản thân là xương, bởi vì quá rất nhiều năm, vì lẽ đó hóa thành tảng đá. Tống Long Hiên cười nói, muốn cho loại này tảng đá trở nên mạnh mẽ, còn cần dùng hỏa diễm đốt cháy luyện chế quá mới được, bằng không chỉ có thể phi thường phổ thông. Sư phụ của ngươi nắm thứ này tới làm cái gì? Dùng để luyện khí sao? Thẩm tường phi thường hiếu kỳ, bởi vì Tiêu Tương Lâm chính là luyện khí, đối với loại này nàng xưa nay chưa từng nghe nói vật liệu, phi thường cảm thấy hứng thú. Luyện khí luyện đan cũng có thể, ta chỉ là nghe hắn nói thứ này rất lợi hại, còn cụ thể công hiệu, ta vẫn chưa từng gặp qua. Tống Long Hiên than thở. Lần này sau khi trở về, ta sẽ để hắn làm cho ta nhìn một chút. Đúng rồi đại ca, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Con đường này nhưng là đi về sáng đạo cổ địa, ngươi chẳng lẽ muốn đi sáng đạo cổ địa? Thẩm tường nhìn phía trước, gật gật đầu. Đúng, ngươi cũng biết sáng đạo cổ địa. Tống Long Hiên biểu hiện rất quái dị, hắn chỉ là gật gật đầu, hắn tựa hồ đang làm bí mật gì sự tình, cũng không có nói cho thẩm tường. Chỗ đó hiện tại tương đối nguy hiểm, bất quá đại ca thực lực ngươi mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện. Tống Long Hiên cười nói, lẽ nào ngươi đi qua sáng đạo cổ địa? Thẩm tường nhìn thấy Tống Long Hiên thần thần bí bí dáng vẻ, trong lòng càng là hiếu kỳ Tống Long Hiên sư phụ đến cùng là lai lịch gì, tựa hồ đang để Tống Long Hiên làm một ít không được sự tình. Tảng đá kia ngay ở sáng đạo cổ địa bên trong đào móc ra, đám người kia nhưng là từ sáng đạo cổ địa đuổi theo ra đến.
Tống Long Hiên hừ một tiếng, đám người kia liền biết lấy nhiều khi ít, nếu là bọn họ tùy tiện một cái đi ra cùng ta đơn đả độc đấu, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp đẽ. Long Hiên, như vậy ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Thẩm Tường hỏi. Ta có chuyện của chính ta. Ngươi nếu là tiến vào sáng đạo cổ địa, nhìn thấy có loại này đồ án địa phương liền muốn rời xa. Tống Long Hiên lấy ra một tờ chỉ, bên trên vẽ ra một cái bát giác tinh đồ án, tại bát giác tinh bên trong còn có rất nhiều đồ văn. Tại sao nhìn thấy mấy cái đồ án liền muốn rời xa? Thẩm Tường hỏi. Cái này, ta không thể nói quá nhiều, nói chung có loại này đồ án địa phương, chính là một cái rất mạnh ra hỏa địa bàn. Loại này đồ án bình thường đều sẽ xuất hiện tại đại thụ trên tảng đá lớn, ngươi chỉ cần hơi hơi chú ý một điểm, liền có thể phát hiện. Tống Long Hiên nói, đại ca, ta còn có việc trọng yếu đi làm, nếu không ta rồi cùng ngươi đồng thời đi vào. Không có chuyện gì, ngươi đi làm ngươi đi. Thẩm Tường tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn bên trên đồ án, cảm thấy là lạ. Long Hiên, ngươi biết chí tôn chú văn sự tình sao? Đương nhiên biết, đại ca, ngươi lẽ nào muốn đi vào sáng đạo cổ địa bên trong tìm? Tống Long Hiên kinh ngạc nói. Thẩm Tường gật gật đầu, như hắn muốn nắm giữ càng thêm cao tuyệt ngạo thế đan văn, nhất định phải tìm được chí tôn chú văn. Cái này dường như khó, ngươi khả năng không biết, có thể từ sáng đạo cổ địa bên trong được chí tôn chú văn người, đại đa số đều là truyền thuyết cảnh trung kỳ hậu kỳ, cần có nhất định thực lực. Tống Long Hiên than thở. Tống Long Hiên dĩ nhiên biết có liên quan với chí tôn chú văn sự tình, Thẩm Tường trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn cảm thấy khẳng định là Tống Long Hiên sau lưng sư phụ nói cho hắn. Muốn làm sao mới có thể được? Thẩm Tường nhất định phải đi thử một chút xem. Tại sáng đạo cổ địa bên trong có một loại thú, gọi là chú văn thú, còn như thế xuất hiện ta liền không biết. Nói chung mấy cái chí tôn chú văn thú trong cơ thể đều có một viên tinh hạch bên trong có chí tôn chú văn. Ngươi muốn lấy được chí tôn chú văn, chỉ cần săn giết loại này thú là được. Tống Long Hiên biểu hiện nghiêm nghị, đại ca... Ngươi nếu là gặp phải, phát hiện không địch lại, liền muốn lập tức chạy trốn. Loại này chú văn thú năng vận dụng tự thân chú văn phóng thích sức mạnh rất mạnh. Long Hiên, ngươi biết được thật nhiều đồ vật, thực sự là lợi hại. Thẩm Tường cười nói, hiện tại hắn cuối cùng, cũng coi như biết một chút có liên quan với chí tôn chú văn sự tình. Tống Long Hiên căn dặn Thẩm Tường một phen sau đó, liền vội vã đi rồi, nhìn ra được hắn thật sự có chuyện quan trọng phải làm, cũng không biết là chuyện gì. Thẩm Tường nhưng là một thân một mình đi tới sáng đạo cổ địa. Sư phụ, ngươi có thể nhìn ra bức đồ án kia bên trong có cái gì không? Thẩm Tường đem Tống Long Hiên, cho hắn cái kia hình bát giác đồ án đưa cho Tiêu Tương Lâm xem. Rất kỳ quái đồ án. Tiêu Tương Lâm ồ một tiếng, kinh ngạc nói, bát giác tinh bên trong đồ án là do 8 cái đường nét hội tụ thành, mà này 8 cái đường nét đều là có quy luật, cũng không phải tùy tùy tiện tiện vẽ lên đi, cho tới là tình huống thế nào, ta liền không biết. Bước vào sáng đạo cổ địa, Thẩm Tường liền lập tức cảm giác được một sức mạnh kỳ dị kéo tới. Loại sức mạnh này cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Đây chính là sáng đạo cổ địa sao? Sáng đạo tà tổ xào huyệt. Thẩm Tường nhìn phía trước cái kia mảnh mông lung khói xám, như là khăn che mặt bao phủ mảnh này sáng đạo cổ địa ẩn giấu thần bí. Bảy sơn các phái, hiện tại như cẩu hùng như thế trốn tới chỗ này, có thể thấy được bọn họ có cỡ nào e ngại sáng đạo tà tổ. Bạch U nói, mà lúc trước bảy sơn các phái nhưng là nắm giữ sức mạnh to lớn. Đem sáng đạo tà tổ phong ấn, còn sáng tạo ra cái này thất sơn thần đảo, bọn họ hiện tại không có thực lực đó. Lúc trước còn có rất nhiều sáng đạo thủy tổ tham dự, mấy cái sáng đạo thủy tổ đều là bảy sơn các phái tổ sư gia. Thẩm Tường nói, nhưng hiện tại tựa hồ mấy cái sáng đạo thủy tổ cũng không thấy. Hà Phượng Viện nói, rất có thể, những sáng đạo đó thủy tổ liền trốn ở sáng đạo cổ địa bên trong. Ta không phải là đoán mò, sáng đạo, cổ địa bên trong nắm giữ lượng lớn sáng đạo thánh tinh cùng sáng đạo thánh thạch. Hơn nữa còn có một cái kỳ lạ kết giới, sẽ không để cho trong này trôi mất năng lượng. Còn có chính là, bảy tòa sáng đạo sơn đều lớn vô cùng, nhưng chất chứa sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh nhưng không nhiều, chỉ có nơi này nhiều nhất, ta suy đoán. Bảy tòa sáng đạo sơn nắm giữ sáng đạo thánh tinh cùng sáng đạo thánh thạch bộ phận, đều bị tập trung ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Tường trước cũng có như vậy nghi hoặc. Tại sao này thất sơn thần đảo trung gian sáng đạo cổ địa, sẽ chất chứa lượng lớn sáng đạo thánh liền sáng đạo thánh thạch? Nếu là ngươi không suy đoán sai, bên trong đúng là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Thẩm Tường lấy ra Tống Long Hiên giao cho hắn tờ giấy kia, cao mày nói, lẽ nào cái này đồ án mang ý nghĩa bên trong có thế lực phân bố, để cho tiện phân biệt, lý do sẽ khắc lên loại này đồ án. Ngươi đến đây mục tiêu là chí tôn chú văn, những chuyện khác phân biệt suy nghĩ nhiều. Tiêu Tương Lâm nói, trước tiên đi xem những kia chú văn thú thực lực làm sao, nếu là không địch lại, nghĩ biện pháp khác nữa. Thẩm Tường bước vào khói xám bên trong,
Hắn nhìn một chút mặt đất bùn đất, cũng là màu xám, nhưng cũng lộ ra một loại kỳ dị sức sống, này một mảnh thần bí thổ địa, tựa hồ chất chứa vô cùng sức mạnh. Tiến vào người bên trong này cũng không ít, hắn ở trên đường liền nhìn thấy rất nhiều vết chân, còn có thể nghe thấy xa xa có huyên nháo âm thanh truyền đến, nơi này là sáng đạo cổ địa khu vực bên ngoài, lý do sẽ tương đối an toàn. Thẩm Tường bước nhanh đi tới, trước hắn hiểu rõ qua sáng đạo cổ địa một ít chuyện, chỉ là bên ngoài có khói xám bao phủ, chỉ cần xuyên qua khói xám, sẽ nhìn thấy sáng đạo cổ địa đạo thứ hai bình phong, chính là liên miên không ngừng to lớn núi cao. Chỉ có thể bay vào đi tới, tại nơi như thế này hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện đi. Thẩm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, triển khai phản sức mạnh ẩn thân, hắn cảm thấy chỉ cần phi hành chậm một chút là được. Bay đến trên không sau đó, hắn trông thấy xa xa phía dưới từng mảng núi cao. Trong lòng sợ hãi, hắn cảm thấy nếu là dựa vào đi bộ, chí ít cần vượt qua 10.000 ngọn núi lớn, mới có thể xuyên qua dãy núi này bình phong. Ngăn cản tại phía trước núi lớn, tổng cộng thì có vạn tầng. Thẩm Tường bay vào núi lớn sau đó, nhìn thấy có không ít người tại bên trong ngọn núi lớn đào đến đào đi, bọn họ chính là tới nơi này tìm kiếm sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh người. Có thật nhiều núi lớn đều bị đào phẳng. Thẩm Tường sau khi nhìn thấy, kinh hãi không thôi, bên ngoài có ít nhất 100 tầng khoảng chừng. Trái phải núi cao bị móc xuống, này đều là nhiều năm qua, tiến vào nơi đây tìm kiếm sáng đạo thánh liền sáng đạo thánh thạch người gây nên. Thẩm Tường, ngươi liền như vậy phi hành trên không trung, khả năng không gặp được chú văn thú. Tiêu Tường Lâm nói, cũng đúng, ta tầng trời thấp phi hành đi. Thẩm Tường phi hành chống đỡ một ít, đồng thời cẩn thận quan sát phía dưới. Nửa ngày qua đi, hắn không phát hiện có cái gì chú văn thú, đúng là nghe thấy xa xa truyền đến từng đạo chấn hưởng thanh. Như là có hai cỗ sức mạnh to lớn tại phía trước quyết đấu. Có người tại chiến đấu. Chẳng lẽ là cùng chú văn thú chiến đấu? Thẩm Tường vội vàng bay qua, hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức chú văn thú lợi hại. Điều này có thể để hắn có chuẩn bị. Hắn lặng lẽ tới gần sau đó, trong lòng thất vọng, bởi vì cái kia cũng không phải tại cùng chú văn thú chiến đấu, mà là tại nhân loại đang đại chiến. Thẩm Tường phi hành gần vừa nhìn, trong lòng khiếp sợ, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Yến Cửu tiền bối. Thẩm Tường trong lòng kinh ngạc thốt lên, Yến Cửu đang cùng người khác chiến đấu. Hắn bị hơn 100 người vây quanh, những tên kia đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Thẩm Tường trong lòng ngơ ngác, mà Yến Cửu đã vết thương chẳng chịt, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, cái kia vây công Yến Cửu hơn 100 người, thực lực đều là phi thường đáng sợ. Tại thần phong đấu trường bên trong, vậy cũng là vương bài chiến thắng, có mấy cái còn nắm giữ đế bài chiến thần thực lực. Yến Cửu cũng mạnh đến nỗi đáng sợ, lại chính mình chống đối nhiều như vậy người thời gian dài như vậy. Có thể nhìn ra được hắn bị đuổi giết rất lâu. Hắn hiện tại chạy không được. Thẩm Tường thầm nghĩ, hắn âm thầm thôi thúc lục đạo thần kính. Không gian bên trong trận pháp cùng thời gian trận pháp, trực tiếp tại lục đạo thần kính bên trong dung hợp thành thời không lực lượng, sau đó để cho hắn sử dụng. Yến Cửu thân thể, đã bị xen vào hơn 10 đoạn kiếm, cả người máu me đầm đìa, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Một tuần tay đầu ngón tay đều đứt đoạn mất mấy cây, con mắt cũng bị đâm mù một con. Thời không Nazi. Thẩm Tường xúc tích đến đầy đủ thời không lực lượng sau, liền đem Yến Cửu na di lại đây, sau đó lại thời gian sử dụng không lực lượng qua lại rất xa một đoạn đường. Vừa nãy đám người kia vẫn cùng Yến Cửu đánh cho hừng hực, mà trong nháy mắt Yến Cửu liền biến mất không còn tăm hơi. Yến Cửu đây, bị người cứu đi, vừa nãy có một luồng rất mạnh lực lượng không gian. Có thể nắm giữ lực lượng không gian tốt như vậy người, cũng thật là hiếm thấy nha. Này không phải chúng ta sai, chúng ta nhanh đi về bẩm báo đi. Truy sát hơn một tháng, liền như vậy uổng phí. Tiểu quỷ, là ngươi. Yến Cửu tuy rằng vết thương chẳng chịt, nhưng cũng không ngất đi, hắn dùng chỉ còn lại con mắt nhìn thấy là Thẩm Tường, cảm thấy khó mà tin nổi. Yến tiền bối, ngươi lần trước đã cứu ta, ta bây giờ cuối cùng cũng coi như báo ân. Thẩm Tường cười nói, sau đó bắt đầu băng Yến Cửu xử lý thương thế. Hắn đầu tiên đem Yến Cửu trên người đoạn kiếm nhổ ra, sau đó lấy ra một ít trong suốt hạt châu, hắn đem mấy cái hạt châu bóp nát sau đó. Bên trong tràn ra một ít thủy, mấy cái giọt nước mưa rơi vào Yến Cửu trên người, khiến cho hắn vết thương nhanh chóng khép lại. Chỉ là gần nửa canh giờ, Yến Cửu thân thể lên liền hoàn toàn khôi phục được rồi, hắn cũng không có bị cái gì nội thương. Hắn tại thời điểm chiến đấu, đối với mình thần hải bảo vệ đến vô cùng tốt, hắn hiện tại cũng chỉ là vô cùng uể oải mà thôi. Thật là không có nghĩ đến, ngươi tiểu quỷ này dĩ nhiên sẽ chạy đến nơi đây đến. Yến Cửu ha ha cười nói, lần trước thấy ngươi thời điểm. Ngươi còn rất yếu, suýt chút nữa bị Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo tiêu diệt. Yến Cửu cảm khái vạn phần. Ta trước đi qua sáng đạo Viêm Sơn, muốn tìm ngươi. Nhưng sau đó ta phát hiện, Viêm Sơn môn cũng không có ta tưởng tượng tốt như vậy. Thẩm Tường nói, lúc trước Viêm Sơn môn, nhưng là muốn từ Hoa Ly Tỉnh trong tay được các loại phương pháp luyện đan. Ha ha, đâu chỉ là ngươi,
liền ngay cả ta cái này từ nhỏ tại Viêm Sơn Môn lớn lên người, cũng không nghĩ tới Viêm Sơn Môn bộ mặt thật dĩ nhiên là như vậy, chính là Viêm Sơn Môn phái người đến truy sát của ta. Yến Cửu nói tới việc này, trong mắt rưng rưng, có thể thấy được hắn đối Viêm Sơn Môn có thâm hậu bao nhiêu cảm tình. Đây là vì sao? Thẩm Tường bị khiếp sợ đến, đối Viêm Sơn Môn trung thành tuyệt đối Yến Cửu, lại bị như vậy truy sát. Nói rất dài dòng nha. Yến Cửu lắc lắc đầu, ta đối Viêm Sơn Môn quá thất vọng rồi. Tiền bối, ta nhớ tới trước người đã nói, muốn hướng về Viêm Sơn Môn bẩm báo sáng đạo tà tổ sự tình. Bây giờ sáng đạo tà tổ đã tiêu diệt một tòa sáng đạo sơn. Thẩm Tường nói, hừ, sáng đạo sơn bị diệt, không phải là sáng đạo tà tổ làm ra. Yến Cửu cười lạnh nói, chuyện này ta cũng là vừa biết được. Bảy tòa sáng đạo trong ngọn núi, đều có một cái siêu cường sát trận cùng phong ấn, vì là chính là chờ sáng đạo tà tổ. Một khi sáng đạo tà tổ giáng lâm tòa kia sáng đạo sơn, sẽ phát động bên trên sát trận cùng phong ấn. Đầu tiên là phong ấn đại trận phát động, đem sáng đạo tà tổ phong ấn, sau đó sát trận mở ra. Chuyện này, đây là có thật không? Thẩm Tường không thể tin được, chính bọn hắn trưởng quản sáng đạo sơn, cũng không có thiếu đệ tử lên sáng đạo sơn lên, tại sao muốn tiêu diệt đi? Trưởng quản, bọn họ đều trốn ở thất sơn thần đảo, sáng đạo sơn đều là đối với bọn họ không trọng yếu ngoại môn. Bọn họ đã sớm đem nội môn di chuyển tới nơi này. Yến Cửu nói. Thẩm Tường lúc này ở một tòa núi cao trên đỉnh. Hắn nhìn một chút phía trước, nói, lẽ nào này sáng đạo cổ địa bên trong, ẩn giấu đi bảy sơn các phái sức mạnh mạnh nhất. Yến Cửu gật đầu nói, không sai, ta cũng là tìm hiểu nguồn gốc mới tìm được nơi này đến. Lúc trước ta bẩm báo sáng đạo ta tổ sự tình sau, bọn họ đối sáng đạo sơn không có chút nào lưu ý, trái lại là đem nội môn sức mạnh toàn bộ chuyển đến thất sơn thần đảo. Ta đi tới thất sơn thần đảo sau đó, phát hiện nội môn bên trong thiếu rất nhiều người, những người này đều là khá là ưu tú một nhóm. Sau đó ta điều tra đến một ít manh mối, liền tìm đi vào. Vậy bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Thẩm Tường cảm thấy Yến Cửu khẳng định là biết một ít không được sự tình. Ta chỉ biết là, ẩn giấu ở sáng đạo cổ địa bên trong bảy sơn các phái, đối sáng đạo tà tổ không có chút nào lo lắng. Yến Cửu nói, không có chờ ta tra xét rõ ràng. Ta liền bị phát hiện, bọn họ cần ta vĩnh viễn ở lại bên trong, ta không chịu, bọn họ liền xuống sát tâm, sau đó ta liền bắt đầu đào tẩu. Hà Phượng Viện suy đoán đến không sai, sáng đạo cổ địa nơi sâu xa, ẩn giấu đi bảy sơn các phái sức mạnh to lớn, mà bọn họ cũng không lo lắng sáng đạo tà tổ, cũng không biết tại sao. Thẩm Tường, ngươi đến đây làm gì? Yến Cửu cũng hết sức tò mò. Ta tới đây tìm Chí Tôn chú Văn. Thẩm Tường nói, nghe nói trong này có cái gì chú Văn thú, ta liền đi vào nhìn. Ngươi hiện tại lại như giết chú văn thú, đây cũng quá sớm một điểm đi. Yến Cửu lắc lắc đầu. Đúng rồi tiền bối, quên cảm tạ ngươi, ngươi lần trước cho ta phi thăng đan văn, ta học được. Thẩm Tường cười nói, nếu không phải là có này phi thăng đan văn, ta hiện tại khả năng cũng không cách nào đột phá đến như vậy nhanh. Cái gì? Ngươi nắm giữ phi thăng đan văn? Yến Cửu bị sợ hết hồn, hắn lúc trước mang Thẩm Tường đi chỗ đó, cái có khắc phi thăng đan văn sơn động liền đi. Không nghĩ tới Thẩm Tường lại học được phi thăng đan văn, đồng thời có thể dùng để luyện đan. Yến Cửu lúc trước nhưng là học tập rất nhiều năm đều không thể ngưng khắc đi ra. Đây là ta luyện chế, tên là ngạo thế hóa thần đan. Thẩm Tường lấy ra một hạt đưa cho Yến Cửu. Yến Cửu chỉ là ăn, liền xác định bên trong có phi thăng đan văn, hắn thán phục liên tục. Xem ra người có học tập ngạo thế đan văn thiên phú. Yến Cửu cũng nghe qua chuyện như vậy. Nhưng ngạo thế đan văn không có như vậy dễ dàng tiếp xúc được, vì lẽ đó ta liền đến nơi này tìm kiếm Chí Tôn chú văn, nhìn mình có thể không thể dằn vặt ra ngạo thế đan văn đến. Thẩm Tường nói, xác thực như vậy, bảy sơn các phái những kia đan văn luyện đan sư, tuy rằng nắm giữ ngạo thế đan văn, nhưng bọn họ đều cùng tông môn có khế ước, không thể để lộ ra đi. Phi thăng đan văn là ta người bạn kia rất nhiều năm trước làm ra đến cho của ta, ta người bạn này bây giờ cũng tại sáng đạo cổ địa bên trong. Yến Cửu thở dài nói. Thẩm Tường vội vã lấy ra một tờ chỉ, chính là Tống Long Hiên cho hắn tấm kia, bên trên vẽ ra hình bát giác đồ án. Tiền bối, ngươi biết đây là vật gì sao? Thẩm Tường hỏi. Yến Cửu sau khi nhìn thấy, vội vàng nhận lấy, đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú. Bát tổ khế ước đồ. Yến Cửu kinh hô, ngươi nơi nào đến? Ta một người bạn cho ta, hắn nói ta tiến vào trong này, nhìn thấy có loại này đồ án địa phương, liền muốn rời xa. Thẩm Tường nói, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng. Thế nhưng biết này đồ án người không nhiều, ta chỉ là nghe nói qua bát giác tinh đồ án, nhưng xưa nay chưa từng thấy. Yến Cửu nhìn phương xa, người bằng hữu này đến cùng là lai lịch gì? Hắn là của ta huynh đệ tốt, sau đó bị một cái thần bí ông lão thu làm đồ đệ, sư phụ hắn là ai ta cũng không biết, hắn không có nói cho ta.
Thẩm Tường không nghĩ tới này đồ án dĩ nhiên là cái gì bát tổ khế ước đồ. Tiền bối, này bát tổ khế ước đồ rốt cuộc là thứ gì? Yến Cửu đem tấm này đồ trả lại Thẩm Tường, nói, lúc trước sáng đạo trong núi có bát tổ. Bây giờ bảy tòa sáng đạo sơn cùng lúc trước sáng đạo tà sơn, sau đó sáng đạo tà sơn bị hủy. Thẩm Tường gật gật đầu, chuyện này hắn biết, chính là tám vị sáng đạo thủy tổ đúng không? Yến Cửu nói, hừm, này bát tổ khế ước đồ là lúc trước bát tổ định ra khế ước, mà cái này khế ước ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Có người nói bởi vì cái này khế ước sức mạnh, dựng dục ra rất nhiều thứ mạnh mẽ, có thậm chí so thủy tổ còn mạnh hơn, bởi vì những thứ đồ này là tám cái thủy tổ cộng đồng sáng tạo. Mấy cái thứ mạnh mẽ sẽ phụ trách bảo vệ một vài thứ, hoặc là giữ gìn sáng đạo sơn trật tự. Nếu là mảnh này sáng đạo cổ địa thật sự có loại này đồ án, nói rõ thứ này vẫn còn, nếu là không cẩn thận tiến vào thứ này lĩnh vực, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thẩm Tường rất muốn đem Tống Long Hiên tìm tới hỏi hỏi, hắn vì sao lại có này bát tổ khế ước đồ. Còn có chính là, bát tổ khế ước đồ cũng là một cái mạnh mẽ phong ấn. Xem ra sáng đạo cổ địa phong ấn một vài thứ. Yến Cửu nói, muốn loại bỏ phong ấn, hoặc là điều động bát tổ khế ước sáng tạo đồ vật, liền cần bát tổ dòng máu mới được, bằng không tùy tiện một cái thủy tổ cũng không có thể ra sức. Tiền bối, ta đi tới nơi này, cũng không muốn tay không mà về, làm sao nói ta đều đến cho tới một cái chí tôn chú văn đi. Thẩm Tường nói, hắn nhưng là vội vã dùng để luyện đan, sớm ngày bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Hiện tại hắn là xích hỏa thần long bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, mà hắn nhưng không có bước vào, dẫn đến hắn lúc này thân thể đều không thể thả ra xích hỏa thần long sức mạnh mạnh nhất đến. Chú văn thú cũng không có như vậy dễ dàng săn giết, mặc dù là ngạo thế truyền thuyết cảnh hảo thủ, đều có không ít chết ở chú văn thú trong miệng. Ngươi khả năng không biết, bình thường săn giết chú văn thú đều là mấy chục người, thậm chí hơn trăm người làm một cái tiểu đội điều động, nguồn sức mạnh này đều là trong tông môn hàng đầu sức mạnh. Yến Cửu nói, từ phát hiện chú văn thú đến săn giết này đều là trải qua ngàn năm, sau đó sẽ giao cho trong tông môn chú văn đại sư. Thẩm Tường khóe miệng co giật, này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Tiền bối, hiện tại ngươi không thể trở về Viêm Sơn môn, ngươi có tính toán gì hay không? Thẩm Tường hỏi. Ai, ta liền muốn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, ta dự định trước tiên đột phá lại nói. Yến Cửu nói, Viêm Sơn môn không trở về cũng được, ta đối Viêm Sơn môn trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy, bọn họ lại muốn giết ta diệt khẩu. Nhắc lên việc này, Yến Cửu vô cùng tức giận. Tiền bối, nếu không như vậy đi, ngươi đi Chiến Huy Thành, tìm Chiến Huy Thành thành chủ, coi như ngươi là ta Thẩm Tường đề cử đến. Đến thời điểm ngươi liền an thân tại trong phủ, thành chủ. Thẩm Tường cười nói, ta sau khi trở về cũng có thể tìm tới ngươi. Được. Yến Cửu lập tức đáp ứng rồi, hắn cảm thấy cùng với Thẩm Tường cũng xem là tốt. Thẩm Tường nhưng là nắm giữ học tập ngạo thế đan văn cực cao thiên phú, tiềm lực vô hạn. Yến Cửu sau khi thương thế lành, liền rời đi sáng đạo cổ địa, mà Thẩm Tường tiếp tục tại này vạn tầng trong núi tìm kiếm chú văn thú. Tuy rằng hắn biết mình đánh không lại, nhưng nếu đến rồi, thế nào cũng phải nhìn chú văn thú là như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Tường trước liền từ Yến Cửu nơi đó hiểu rõ đến, chú văn thú không chỉ khó có thể đối phó, hơn nữa còn phi thường ít ỏi. Thẩm Tường cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể gặp được một con chú văn thú. Đối phó một con chú văn thú, đều muốn điều động tông môn một đám người, còn cần nhiều năm thời gian mới có thể bắt, đây cũng quá đáng sợ đi. Thẩm Tường tầng trời thấp phi hành, qua lại ở một tòa ngọn núi lớn hướng về, hắn tốc độ phi hành rất chậm. Điều này có thể để hắn có thể nhìn rõ ràng phía dưới động tĩnh. Chí tôn chú văn là rất mạnh mẽ sáng đạo chú văn, hẳn là xen vào truyền thuyết chú văn cùng sáng đạo chú văn hướng về. Yến Cửu nói thu được chí tôn chú văn rất khó, nhưng ít ra cũng có một phương hướng, biết nơi này có chú văn thú có thể bắt giết, mà muốn thu được truyền thuyết chú văn liền khó càng thêm khó, căn bản không biết từ nơi nào được. Tiêu Tường Lâm nói, Thẩm Tường cũng cảm thấy là như vậy, bằng không lúc trước Long Tượng Môn Nguyên lão thì sẽ không dùng như vậy đê hèn thủ đoạn cướp đi hắn truyền thuyết chú văn, còn có chính là, truyền thuyết chú văn phi thường khó có thể nắm giữ, mặc dù có thể được, có thể hay không học được đồng thời vận dụng vẫn là một chuyện. Thẩm Tường cảm giác mình liền khó có thể nắm giữ truyền thuyết chú văn, nhìn thấy Tiêu Tương Lâm sử dụng phân thân chú văn phi thường ung dung, điều này làm cho hắn rất ước ao, chỉ là hắn không học được. Tiêu Tương Lâm thường thường để cho mình hai cái phân thân đi học tập mặt khác hai cái truyền thuyết chú văn. Vẫn là tại thời gian trong trận bàn học tập này đều trải qua thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có học được, có thể thấy được là cỡ nào khó. Sư phụ, ngươi nói ngươi có thể hay không đem truyền thuyết chú văn biến thành ngạo thế đan văn, sau đó để ta luyện đan, liền nảy sinh truyền thuyết chú văn công hiệu, tỉ như ta luyện chế đan bên trong, có phần thân chú văn, ta ăn sau đó, liền có thể phân thân đi ra. Thẩm Tường cười nói, như vậy ta liền không cần học tập truyền thuyết chú văn. Chắc là có thể.
chỉ có điều ngươi luyện đan thời điểm, muốn sử dụng cái gì vật liệu. Nếu là không có đầy đủ năng lượng, là không cách nào để cho truyền thuyết chú văn để phát huy công hiệu. Truyền thuyết chú văn nắm giữ năng lực kỳ lạ, cần thiết tiêu hao năng lượng liền vô cùng lớn lao. Tiêu Tường Lâm nói, nếu là chính ngươi nắm giữ truyền thuyết chú văn, tiêu hao khả năng sẽ không ít nhiều. Có cơ hội lại thử, ta chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Thẩm Tường nói, bây giờ hắn đau đầu làm sao tìm được chú văn thú. Tại mấy ngày nay bên trong, hắn đã từ bỏ săn giết chú văn thú ý nghĩ, cảm thấy có thể gặp gỡ thế là tốt rồi, chí ít không có đến không. Sáng đạo cổ địa rất lớn, mà chú văn thú nhưng phi thường hy hữu, muốn tìm được khẳng định không dễ dàng. Tiêu Tường Lâm nói, qua nhiều năm như vậy, chú văn thú cũng không ngừng bị bắt giết, số lượng càng ngày càng ít thì càng thêm khó tìm. Thẩm Tường ngừng lại, hạ xuống ở một tòa núi cao trên đỉnh núi. Sư phụ, chú văn thú mặc dù có thể sinh ra, khẳng định là bởi vì chí tôn chú văn duyên cớ, này sáng đạo cổ địa bên trong chắc là có giải rác chí tôn chú văn, sau đó mấy cái chí tôn chú văn liền hóa thành thú. Liền dường như A Hổ như vậy, A Hổ chính là truyền thuyết chú văn hóa thành. Là như vậy không sai, Tiêu Tường Lâm nói. Chú văn thú tinh hạch bên trong thì có chí tôn chú văn, nói cách khác, loại này thú khẳng định đối chú văn loại hình đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Tường nói, như vậy sư phụ ngươi có biện pháp gì có thể làm, cho mạnh mẽ chú văn thả ra khí tức, sau đó đi hấp dẫn chú văn thú sao? Tiêu Tường Lâm cảm thấy Thẩm Tường ý nghĩ này không sai, bản thân nàng suy nghĩ một chút, nói, nếu là ta không đoán sai, chú văn thú tự thân chắc là cũng có thể tiến hóa. Tiến hóa phương thức có hai loại. Một loại là thông qua trong cơ thể hắn chí tôn chú văn thu lấy năng lượng, cường hóa chính mình, mặt khác chính là học tập cái khác chú văn, sau đó cùng tự thân chú văn dung hợp, để cho mình chí tôn chú văn càng mạnh hơn. Vì lẽ đó có thể dùng này, hai loại phương pháp thử một chút xem có thể hay không đem chú văn thú dẫn ra. Tiêu Tường Lâm nói, loại thứ nhất năng lượng phương thức, chỉ sợ cũng khó khăn, bởi vì chú văn thú tự thân liền rất mạnh mẽ, mà trong này chất chứa lượng lớn sáng đạo thánh tinh, chúng ta hiện tại nắm giữ đồ vật. Thả ra ngoài năng lượng không hẳn có thể hấp dẫn đến chú văn thú. Cũng chỉ có loại thứ hai phương thức. Truyền thuyết chú văn mặc dù không thể so chí tôn chú văn lợi hại, cũng sẽ không kém đi nơi nào, chí ít cũng là cùng cấp. Thẩm Tường nói. Đúng, ta hiện tại nắm giữ phân thân chú văn có thể thử một chút xem. Tiêu Tường Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Sư phụ, ngươi hiện tại là bản thể vẫn là phân thân nhỉ? Thẩm Tường có thể nhận biết không ra Tiêu Tường Lâm phân thân. Bản thể, ta không có phóng thích phân thân. Tiêu Tường Lâm cười duyên nói, ngươi này tiểu bại hoại, liền sư phụ phân thân cùng bản tôn đều không nhận ra sao? Nếu như ngươi nhiều cùng ta thân mật, hay là ta liền có thể phân biệt ra được? Thẩm Tường nghiêm trang nói. Tiêu Tường Lâm thấp giọng sân mắng một câu, sau đó nhắm mắt lại, ở trong hư không ngưng khắc truyền thuyết chú văn. Truyền thuyết chú văn do 18 bút tạo thành, mà sáng đạo chú văn bên trong cao cấp nhất cửu trọng chú văn, cũng chỉ là 9 bút mà thôi, đều phi thường khó học. Huống chi này 18 bút truyền thuyết chú văn. Thẩm Tường nhìn Tiêu Tường Lâm, nước chảy mây trôi ngưng khắc ra một cái phức tạp 18 bút truyền thuyết chú văn, trong lòng khâm phục không thôi, hắn cũng không biết chính mình muốn cái gì thời điểm mới có thể làm đến. Tiêu Tường Lâm làm liền một mạch, dùng tự thân năng lượng ở trong hư không ngưng khắc ra một cái phân thân chú văn, Thẩm Tường cũng không có cảm giác đến cái gì khí tức, xem ra đúng là thần vận 10 phần. Chúng ta muốn rời xa nơi này. Tiêu Tường Lâm vội vàng nói, sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Thẩm Tường lập tức cưỡi lấy lục đạo thần kính rời đi, tại đối diện một tòa núi cao trên đỉnh quan sát, nhãn lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy đối diện, trên đỉnh ngọn núi cái kia ngưng khắc vào đá tảng trên vách phân thân chú văn. Sư phụ, ngươi cái này phân thân chú văn không có cái gì khí tức nha, sẽ có hiệu quả sao? Thẩm Tường hỏi. Vậy thì ngươi liền không hiểu, này truyền thuyết chú văn không có cái gì khí tức, thế nhưng chú văn cùng chú văn bên trong có chặt chẽ liên hệ, nếu là ngươi đến cảnh giới nhất định, ngươi liền có thể rõ ràng mối liên hệ này. Tỷ như ta, nếu là đụng tới bại lộ ở bên ngoài sáng đạo chú văn, ta liền lập tức cảm ứng được đến đồng thời nhận ra cái kia là cái gì chú văn. Tiêu Tường Lâm nói, hoặc là có thể trực tiếp từ một ít kết giới cùng trong trận pháp nhìn ra. Sư phụ ngươi thật là lợi hại nha. Ngươi sau đó nhất định phải tay lấy tay dạy ta học tập sáng đạo chú văn mới được. Thẩm Tường cười nói. Biết rồi, ngươi lúc nào muốn học ta nên cái gì thời điểm dạy ngươi. Tiêu Tường Lâm cười duyên nói, chỉ sợ ngươi sẽ không cái kia kiên trì. Tiểu Khả Nhi kiên trì liền rất tốt, nàng hiện tại tiến bộ có thể lớn đây. Tiêu Tường Lâm tại U Giao Sơn Trang bên trong, cũng thường thường dạy bên trong nữ tử học tập sáng đạo chú văn, ngược lại thời gian trận bàn mở ra thời điểm, đi vào một hai người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thẩm Tường chờ đợi dòng dã mười mấy ngày, đối diện trên đỉnh núi đá tảng bích phân thân chú văn vẫn, như cũ có thể thấy rõ ràng, lúc này buổi tối, nhìn ra càng thêm rõ ràng. Sư phụ,
ngươi dùng năng lượng ngưng khắc đi ra phân thân chú văn cũng thật là thần kỳ, năng lượng lại không có tiêu tan, này đều hơn 10 ngày. Thẩm Tường nói, nếu là hắn ngưng khắc sáng đạo chú văn, có thể kiên trì không được thời gian dài như vậy. Cái kia là, của ta truyền thuyết chú văn nhưng là có thể duy trì thời gian rất lâu. Tiêu Tương Lâm vừa nói xong, Thẩm Tường liền nhìn thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên liền xuất hiện, tại đối diện trên đỉnh ngọn núi đá tảng bích bên cạnh, cái này Thẩm Tường sợ bắn cả người. Có đồ vật xuất hiện, không biết có phải là chú văn thú. Thẩm Tường đối U Giao Sơn Trang kinh hô. Có cái gì đặc thù sao? Tiêu Tương Lâm cũng không dám đi ra, nàng lo lắng cho mình ẩn nấp khí tức không có Thẩm Tường làm tốt lắm, sẽ đem chú văn thú dẫn lại đây. Chú văn thú thực lực nhưng là rất mạnh, nếu là bị phát hiện, không phải là một cái chuyện tốt đẹp gì. Không thấy rõ đây là vật gì nha. Thẩm Tường rất là phiền muộn, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dạng như là khá là gầy đại hầu tử đi. Làm sao sẽ không thấy rõ đây? Tiêu Tương Lâm cảm thấy Thẩm Tường rất kỳ quái. Được rồi, vậy thì là một đoàn màu đen cái bóng, nhưng cũng sẽ động. Thẩm Tường nói, đồ chơi này chỉ có cái bóng. Cũng không biết có phải là chú văn thú. Tiêu Tương Lâm có chút rõ ràng Thẩm Tường. Nàng hỏi, vật này hiện tại đang làm gì? Hắn tại xem ngươi phân thân chú văn, nhìn ra rất chăm chú. Có lúc sẽ đi tới đi lui, hắn cũng không có đi đụng vào. Thẩm Tường nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Tương Lâm cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ không thể xác định đây là không phải chú văn thú. Nếu như là, bọn họ cũng không thể làm sao, bởi vì chú văn thú thực lực rất mạnh. Nếu là đi qua, sẽ khá nguy hiểm. Nếu không mạo hiểm tới gần đi xem. Tiêu Tương Lâm nói, được, coi như là tên rất lợi hại, bằng thực, lực của ta nhất định có thể chạy trốn. Thẩm Tường sớm đã có ý nghĩ như thế, sau đó cưỡi lấy lục đạo thần kính, dùng tốc độ chậm nhất bay qua. Hắn bay đến một nửa thời điểm, liền nhìn thấy đoàn kia khỉ ốm như thế dáng vẻ chuyển động, như là tại quay đầu nhìn hắn. Ta thật là một ngu xuẩn, lục đạo thần kính phi hành. Sẽ xúc động phi hành chú văn, đồ chơi này đối chú văn mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ phát hiện của ta. Thẩm Tường thầm mắng chính mình, sau đó bắt đầu mão trụ sức lực chuẩn bị thuấn di chạy mất. Hắn đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, hắn rất nhanh sẽ mở ra thời không lực lượng, tiến hành rồi một lần thuấn di. An toàn. Thẩm Tường thở phào nhẹ nhõm sau, nhưng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng đen, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Mẹ kiếp, ta làm sao sẽ thuấn di tới nơi này? Thẩm Tường trong lòng mắng to lên. Không nói hai lời, vung lên lục đạo thần kính liền che ở phía trước, thế nhưng cái bóng đen kia nhưng không có cái gì động tác. Thẩm Tường lại lùi lại mấy bước, bóng đen vẫn như cũ không nhúc nhích, sau đó hắn tiếp tục lùi về sau, khi hắn muốn phi hành thời điểm, lại bị một luồng áp lực cho ngăn chặn, không cách nào phi hành. Khỉ ốm, ngươi nghe hiểu được tiếng người sao? Thẩm Tường cảm giác đối phương không muốn để cho hắn rời đi, liền lớn mật hỏi. Khỉ ốm, bóng đen kia phát sinh một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ. Từ âm thanh xem, là một cô gái. Thẩm Tường trong lòng chảo cuồng, đây rốt cuộc là người là quỷ vẫn là thú nha. Ây, ngươi được, ngươi tại sao không cho ta chạy? Thẩm Tường hỏi. Chỉ thấy bóng đen kia đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó bạch quang lóe lên, xuất hiện một tên ăn mặc quần trắng nữ tử. Cô gái này vóc người cao gầy, có một tấm quyến rũ khuôn mặt, mái tóc đen nhánh trên có trắng như tuyết đẹp đẽ vật trang sức, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng sau thắt lưng có 9 cái lông bù xù trắng như tuyết đuôi dài. Phi thường mỹ lệ. Đây là hồ ly sao? Thẩm Tường thầm nghĩ trong lòng, nữ tử 9 cái đuôi, rất dễ dàng để người liên tưởng tới cửu vĩ hồ. Ngươi vừa nãy gọi ta khỉ ốm. Nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, nàng cười khẽ 2 tiếng, ta xem ra rất giống hầu tử sao? Cái này, vừa nãy ngươi chỉ là một đoàn cái bóng, ta nhìn từ đằng xa đi. Thẩm Tường vò đầu nở nụ cười, kỳ thực chính hắn cũng bị người xem thành là hầu tử nhiều lần. Nữ tử hì hì nở nụ cười. Sau đó chỉ vào đá tảng trên vách phân thân chú văn đồ, nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Thẩm Tường gật gật đầu, hắn hiện tại vẫn chưa thể khẳng định trước mắt này, quyến rũ đến cực điểm hồ ly tinh có phải là chú văn thú, có thể khẳng định chính là, nàng đối cái kia truyền thuyết chú văn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tôi khiến Thẩm Tường hoảng sợ chính là, này cửu vĩ hồ ly tinh tựa hồ rất mạnh mẽ, nhưng hắn nhưng không có cảm ứng được cái gì khí thức mạnh mẽ, đúng là người được từng trận làm hắn xuân tâm nảy mầm mê người mùi thơm cơ thể. Đều là để hắn thỉnh thoảng mơ tưởng viển vông, rất là chịu tội. Là ngươi làm ra đến sao? Thật là lợi hại. Nữ tử một đôi quyến rũ con mắt nhìn chăm chú phân thân chú văn, vẻ mặt tràn ngập kính nể, thở dài nói. Không phải, là sư phụ của ta làm ra đến. Thẩm Tường không cảm giác được cô gái này có cái gì sát ý, cũng yên tâm không ít. Cô nương, vừa nãy ta muốn rời khỏi, có phải là ngươi đem ta cho tới nơi này đến? Ta cảm giác được có người muốn qua lại không gian ly khai, ta cũng phóng thích lực lượng không gian.
đem ngươi mở ra đường hầm không gian liên tiếp đến nơi này đến, sau đó liền để ngươi tới. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, loại này thanh thuần cảm động trong nụ cười, nhưng lộ ra vô tận quyến rũ, khiến cho Thẩm Tường trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chuyện này mà thôi. Nữ tử tay ngọc khẽ vuốt đá tảng bích, này chú văn rất mạnh mẽ. Thẩm Tường chính đang xin chỉ thị Tiêu Tương Lâm sau đó phải làm như thế, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi nhân gia có phải là chú văn thú đi. Sư phụ, hồ ly tinh này rất tốt, liền để ngươi đến thu rồi nàng đi. Thẩm Tường nói. Hừ, kỳ thực là ngươi muốn thu đi. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, ngươi trực tiếp hỏi nàng, này truyền thuyết chú văn có phải là đối với nàng lại dùng. Thẩm Tường lập tức hỏi dò cô gái này, cô nương, vật này đối với ngươi có phải là có trợ giúp rất lớn? Ngươi tựa hồ đối với này phi thường mê. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, ta cảm giác đây chính là ta sinh mệnh một phần, ta rất muốn nắm giữ, nhưng tựa hồ không thể, bởi vì thời gian không đủ, ta cảm giác được nó chính đang biến mất. Sư phụ của ta nàng có thể lợi hại, chỉ là dùng thời gian rất ngắn liền có thể nắm giữ đồng thời vận dụng. Thẩm Tường nhìn một chút nàng sau thắt lưng mông mẩy lên múa chín cái trắng như tuyết đuôi, hắn rất muốn đi tới sờ sờ, nhưng này không thể nghi ngờ so mỏ con cọp cái mông còn nguy hiểm. A, vậy này cái chú văn có năng lực gì? Có thể nói cho ta biết không? Nữ tử quyến rũ trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, điềm đạm đáng yêu nhìn. Thẩm Tường, hy vọng Thẩm Tường có thể nói cho nàng. Cái này, nếu không ta để sư phụ của ta đi ra, thế nào? Thẩm Tường nói, bất quá ngươi không thể gây tổn thương cho hại nàng. Ta cảm giác được thực lực của ngươi rất mạnh, so với ta cùng sư phụ của ta đều cường rất nhiều. Hai người này ngươi cầm, một cái cho ngươi sư phụ, một cái cho ngươi. Nếu là ta ra tay với các ngươi, chính ta cũng sẽ chịu đến rất lớn thương tổn. Nữ tử ngọt ngào nở nụ cười, sau đó tay ngọc vung lên, gỡ xuống hai cái trắng như tuyết đại đuôi dài cho Thẩm Tường. Thẩm Tường mới vừa rồi còn muốn sờ tới, không nghĩ tới như vậy nhanh liền có thể tìm thấy, này hai cái đuôi cầm trong tay, hắn liền yêu thích không buông tay vuốt ve đến, tuy rằng này không quá lễ phép, nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được loại này xoa xoa ý nghĩ. Nữ tử chỉ là nhìn ra cười khanh khách. Thẩm Tường cho Tiêu Tương Lâm một cái màu trắng đuôi, Tiêu Tương Lâm trực tiếp đem treo ở trên cổ, như là thật dài bạch mao khăn quàng cổ, cũng rất là đẹp đẽ. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn trang bên trong đi ra, cửu vĩ hồ ly tinh sau khi nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thẩm Tường sư phụ lại là một cái mỹ lệ như vậy nữ tử, tuy rằng khá là xinh xắn, nhưng nàng nhưng cảm thấy rất đẹp đẽ. Ngoài ra, nàng đối Tiêu Tương Lâm còn có một loại cảm giác kỳ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô nương, đây chính là sư phụ của ta, Tiêu Tương Lâm. Thẩm Tường cười nói. Chào ngươi. Tiêu Tương Lâm mỉm cười đối cửu vĩ hồ ly tinh chào hỏi, sau đó hỏi, xưng hô như thế nào? Ta tên Tiểu Bạch Hồ. Cửu vĩ hồ ly tinh cũng không có tên, bất quá nàng sẽ nói tiếng người, khẳng định cũng tiếp xúc qua nhân loại. Tiểu Bạch Hồ, ngươi ở chỗ này thường thường nhìn thấy nhân loại sao? Tiêu Tương Lâm hỏi, nàng có một loại mãnh liệt cảm giác, trước mắt này Tiểu Bạch Hồ chính là một con chú văn thú. Gặp qua, thường thường nhìn thấy bọn họ. Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu, bọn họ đều muốn bắt ta, mà ta cả ngày cùng bọn họ chảo mê tàng, chơi rất nhiều năm đây. Tiểu Bạch Hồ cười cợt nói, bất quá các ngươi xem ra cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ muốn giết ta, mà các ngươi không nghĩ, ta có thể cảm giác được. Thẩm Tường trước xác thực muốn giết, nhưng nhìn thấy này thanh thuần, mà quyến rũ cửu vĩ hồ ly tinh đối với hắn không có sát tâm, hắn cũng không cái gì sát ý, bằng không hắn liền phiền phức. Tiểu Bạch Hồ, ngươi khả năng không biết, chúng ta đi vào nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm chú văn thú. Tiêu Tương Lâm nói, ta làm ra cái này truyền thuyết chú văn, chính là vì đem chú văn thú đưa tới. Tiểu Bạch Hồ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, ta chính là chú văn thú nha. Những kia thường thường truy sát của ta người, đều là như thế xưng hô của ta. Các ngươi lẽ nào cũng muốn giết ta sao? Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là muốn học tập chí tôn chú văn. Tiêu Tương Lâm cười nói liền, như cùng ngươi muốn học tập cái này truyền thuyết chú văn như thế. Tiểu Bạch Hồ rất nhanh sẽ rõ ràng, nàng nhoẻn miệng cười, gật gật đầu, ta nắm giữ chú văn chính là chí tôn chú văn, ta có thể dạy ngươi, sau đó ngươi dạy ta học cái này, ngươi cái này truyền thuyết chú văn rất lợi hại, ngươi dạy cho ta có thể hay không rất chịu thiệt. Là có chút chịu thiệt, bất quá không liên quan, ai bảo ta yêu thích ngươi đây. Tiêu Tương Lâm cười nói đi tới lôi kéo Tiểu Bạch Hồ, rất là thân cận. Nếu không như vậy đi, ta bái ngươi làm thầy. Ta cảm giác ngươi tại chú văn phương diện rất lợi hại đây. Tiểu Bạch Hồ nói. Tiêu Tương Lâm liếc Thẩm Tường một chút, Thẩm Tường không lên tiếng, nhưng này tỏa sáng ánh mắt lại đã nói rõ, để Tiêu Tương Lâm mau mau nhận lấy cái này tiện nghi đồ đệ. Thực lực ta như vậy yếu, ngươi thật sự đồng ý bái ta làm thầy. Tiêu Tương Lâm khá là bất ngờ, Tiểu Bạch Hồ vì sao lại có ý nghĩ như thế?
đương nhiên đồng ý, sư phụ tại lên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Cũng không biết tiểu bạch hồ cái này chú văn thú là từ nơi nào học được, vội vàng quỳ xuống cúi đầu. Mau đứng lên. Tiêu Tương Lâm vội vàng cười nói, đem cao nàng một cái đầu tiểu đồ đệ nâng dậy đến. Sư muội ngươi tốt. Thẩm Tường đến trước suy nghĩ nát óc, đều tuyệt đối không nghĩ tới một cái chú văn thú lại trở thành sư muội của hắn. Tiêu Tương Lâm cũng như thế không nghĩ tới. Sư huynh, ngươi có thể phân biệt bắt nạt ta. Tiểu Bạch Hồ rất vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, kéo Thẩm Tường tay, khi kéo Thẩm Tường cánh tay, yểu điệu nói, khiến cho Thẩm Tường một loại nào đó hỏa diễm âm thầm bốc cháy lên. Ngươi nhưng là của ta tiểu sư muội, ta thương ngươi cũng không kịp, làm sao lên bắt nạt ngươi. Thẩm Tường cười nói, sau đó thuận tiện nặn nặn tấm kia gương mặt quyến rũ. Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đem đuôi cáo trả lại nàng, cũng không biết nàng làm sao, liền để cái kia hai cái đuôi liền sau lưng tự mình. Ai nha, có đồ vật lại đây, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Tiểu Bạch Hồ vội vàng hô, sư phụ, đem điều này cũng làm. Đi. Tiêu Tương Lâm gật gật đầu, vung tay lên, liền đem ngưng khắc phân thân chú văn cho thu hồi đến, sau đó cưỡi lấy Thẩm Tường lục đạo thần kính nhanh chóng bay khỏi. Tiểu Bạch Hồ đối Thẩm Tường lục đạo thần kính cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng ngồi ở bên trên, rất nhanh sẽ phát hiện lục đạo thần kính bên trong có đủ loại chú văn cùng linh văn. Sư muội, vừa nãy là món đồ gì lại đây? Thẩm Tường hỏi. Một con sói, ta rất đáng ghét hắn, đều là muốn ăn ta. Tiểu Bạch Hồ khẽ hừ một tiếng, ta không hắn lợi hại, nhưng hắn đều là tại thật xa liền bị ta phát hiện, vì lẽ đó hắn trước sau không bắt được ta. Hắn cũng là chú văn thú. Tiêu Tương Lâm hỏi. Đúng, hắn còn thường thường ăn thịt người, ta không thích ăn thịt người, ta bình thường chỉ ăn một ít trái cây bông hoa hoặc là lá cây. Tiểu Bạch Hồ nói. Liền lấy ra một mảnh lá cây màu tím, mảnh này lá cây thịt lá rất dày, nàng cắn xuống một nhạt đơn giản nhai, nghiền ngẫm, ăn được rất thơm ngọt. Sư phụ sư huynh, các ngươi cũng nếm thử. Tiểu Bạch Hồ cũng lấy ra hai mảnh, đưa cho Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm. Thẩm Tường nhận lấy cắn một cái, bất ngờ ăn ngon, hắn rất nhanh sẽ ăn sạch, Tiêu Tương Lâm cũng giống như vậy. Thẩm Tường khống chế lục đạo thần kính phi hành, đi tới Tiểu Bạch Hồ hồ ly oa. Ở trên đường thời điểm, Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm hiểu rõ đến Tiểu Bạch Hồ lại nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn cùng một cái chí tôn chú văn, này có thể so với Thẩm Tường lợi hại hơn nhiều. Ta trời sinh liền hiểu được những thứ đồ này. Tiểu Bạch Hồ nói, theo ta được biết, nơi này chú văn thú đều không khác mấy là tình huống như vậy. Nếu là ăn đi cái khác chú văn thú, cũng có thể lập tức được bọn họ chí tôn chú văn. Thẩm Tường ngồi ở Tiểu Bạch Hồ bên cạnh, vuốt nàng cái kia chín cái múa đuôi cáo, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Bạch Hồ cũng lay động đuôi cùng Thẩm Tường chơi nháo. Chỉ là nhận thức không bao lâu, người sư huynh này muội cảm tình liền rất tốt. Trong này có thật nhiều nhân loại, bọn họ có thể hỏng rồi, cả ngày đều muốn bắt ta đến ăn. Tiểu Bạch Hồ dịu dàng nói. Thấy ta muội xinh đẹp như vậy, bọn họ cũng quan tâm như vậy. Thẩm Tường sờ sờ Tiểu Bạch Hồ mặt, rất tức tối nói. Bọn họ tới bắt của ta mọi người rất yếu, bọn họ ăn không được của ta. Tiểu Bạch Hồ cười duyên nói, nàng cũng hiếu kỳ vuốt Thẩm Tường gương mặt tuấn tú. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc. Bay hơn nửa ngày sau đó, rốt cục đi tới Tiểu Bạch Hồ hang động, ở một tòa trên núi cao, tới gần trên đỉnh ngọn núi địa phương, phi thường bí ẩn, đi vào thời điểm, còn cần Tiểu Bạch Hồ mở ra thời không lực lượng, mới có thể đi vào. Bên trong phi thường sạch sẽ, có một trận nhàn nhạt hương thơm, sơn động đi ra hai bên, còn đủ loại các loại đẹp đẽ bông hoa, tại một gian rất rộng rãi trong nhà đá, trồng trọt đủ loại hoa cỏ cây cối, này đều là Tiểu Bạch Hồ đồ ăn. Nếu như bị cái khác chú văn thú phát hiện, ta liền muốn dọn nhà. Tiểu Bạch Hồ than thở, nàng qua nhiều năm như vậy, thường thường na oa, chính là bị cái khác mạnh mẽ chú văn thú phát hiện. Tiểu Bạch Hồ nói mình thực lực ở đây chú văn thú bên trong, là tương đối kém, bất quá cảm nhận của nàng lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, vì lẽ đó đều là có thể đúng lúc chạy mất. Tại chú văn thú bên trong, cũng là nhược nhục cường thực thế giới. Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm rất vui mừng, cái kia phân thân chú văn đồ có thể đem Tiểu Bạch Hồ hấp dẫn đến, nếu là hấp dẫn đến những khác, bọn họ liền bỏ qua tốt như vậy cáo nhỏ. Tiểu Bạch Hồ lúc này đùa bỡn Thẩm Tường lục đạo thần kính, bởi vì Thẩm Tường nói cho nàng, lục đạo thần kính bên trong so với nàng động phủ phải lớn hơn nhiều. Tiểu Bạch Hồ lúc này liền đem thần thức thẩm thấu đến lục đạo thần kính bên trong, đi thăm dò xem bên trong cái kia bao la không gian. Nàng đương nhiên biết đó là không chú văn duyên cớ, chỉ là nàng không biết lại vẫn có thể như thế dùng. Tiêu Tương Lâm nói muốn dạy sẽ nàng luyện khí, này làm nàng rất là hài lòng. Tiểu Bạch Hồ bản thân liền là chí tôn chú văn dựng dục ra đến dị thú. Nàng bản thân đối mấy cái chú văn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó Tiêu Tương Lâm truyền thụ truyền thuyết chú văn thời điểm cũng rất dễ dàng, chỉ cần ngưng khắc vào một khối tinh thể bên trong, để Tiểu Bạch Hồ chính mình nhìn lĩnh ngộ.
nếu là nàng có chỗ không hiểu, sẽ thỉnh giáo Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm cũng từ Tiểu Bạch Hồ nơi đó bắt được chí tôn chú văn, làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, Tiểu Bạch Hồ lại nắm giữ hai loại chí tôn chú văn. Tiểu Bạch Hồ trước cũng từng đánh chết một cái đầu chú văn thú, nàng ăn đi đối phương tinh hạch, vì lẽ đó phải đến đầu kia chú văn thú chí tôn chú văn. Sư phụ, sư muội đưa cho ngươi chí tôn chú văn đều có cái gì công dụng? Thẩm Tường tò mò hỏi, Tiểu Bạch Hồ đã tiến vào thời gian trong trận bàn học tập. Nàng không nói cho ta, hiện tại ta trước hết để cho hai cái phân thân tạm dừng học tập truyền thuyết chú văn, trước tiên đi học tập hai người này chí tôn chú văn. Học tập chí tôn chú văn nên nhanh rất nhiều, như vậy ta liền có thể sớm một chút giúp ngươi làm ra ngạo thế đan văn đến. Tiêu Tương Lâm nói. Sau đó nàng, để hai cái phân thân tại thời gian trong trận bàn bắt đầu học tập chí tôn chú văn, mà nàng bản tôn nhưng là đi quen thuộc thời gian chú văn, tái sinh chú văn cùng diễn sinh chú văn, này ba loại chú văn đều là phi thường khó. Nàng tuy rằng đã học được, nhưng hiện tại nhưng vẫn không có phi thường quen thuộc. Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, sử dụng lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp, Phong Khả Nhi cũng đi vào, cùng với nàng học tập sáng đạo chú văn. Thẩm Tường một người ở bên ngoài cũng không phải không có việc gì, hắn để Hà Phượng Viện đi ra, đi xem Tiểu Bạch Hồ trồng trọt kỳ hoa dị thảo có hay không tác dụng lớn đồ. Tiểu Bạch Hồ trước đã nói, nàng trồng trọt ở đây đồ vật, tùy tiện hắn ăn, chỉ cần không giết chết là được. Thẩm Tường chính mình cũng nếm trải một ít, đều là ăn rất ngon. Đều là dược liệu, có thể đại đa số đều là trung phẩm sáng đạo thần dược, bởi vì là dùng để thức ăn, vì lẽ đó dược liệu cũng không thích hợp luyện đan. Hà Phượng Viện cũng ăn một cái trái cây. Thẩm Tường cũng có thể rõ ràng, nếu như có thể luyện đan dược liệu, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể sử dụng hàm răng cắn phá. Những kia dùng để luyện đan dược liệu, có muốn so với thần binh còn kiên cố. Sư muội khẳng định biết nơi này có thượng phẩm sáng đạo thần dược, chờ nàng đi ra hỏi lại hỏi nàng. Thẩm Tường nói, hắn cũng nhân dịp hiện tại có thời gian, tiến vào lục đạo thần kính thời gian trong trận pháp, trong này chỉ có Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi, vừa vặn ba người. Nếu là lại tiến vào nhiều một hai người, thời gian trận pháp sẽ trở nên rất không ổn định, vì lẽ đó bình thường tốt nhất không vượt qua ba người. Sư phụ, dạy ta học tập sáng đạo chú văn. Thẩm Tường ôm Tiêu Tương Lâm cái kia mềm mại cánh tay, lặng lẽ cười nói, ngươi hiện tại cũng không tính là quá bận đi. Cố gắng, ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Tiêu Tương Lâm dùng ngón tay chỉ cho Thẩm Tường cái trán, sau đó bắt đầu chỉ đạo Thẩm Tường học tập sáng đạo chú văn. Thẩm Tường liền không gian chú văn đều không có học được, bất quá tại Tiêu Tương Lâm chỉ đạo hạ, hắn dĩ nhiên nắm giữ được tốc độ cực nhanh. Tiêu Tương Lâm bây giờ nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, vừa học tập một cái truyền thuyết chú văn, nàng có thể nói là chú văn phương diện này đại tông sư. Này làm nàng đối các loại chú văn cảm ngộ càng sâu, cho nên nàng chỉ đạo người khác học tập thời điểm, đều là có thể làm người tự nhiên hiểu ra, phi thường thông thuận nhanh chóng ngưng khắc xuất thần vận 10 phần sáng đạo chú văn đến. Bất chi bất giác, Thẩm Tường đi học tập đến thất trọng sáng đạo chú văn, cũng chính là thời gian chú văn. Phía trước phi hành chú văn, không gian chú văn, sóng âm chú văn cùng dung hợp chú văn hắn toàn bộ học được, đều có thể ngưng khắc đi ra. Có sư phụ chỉ đạo, không chỉ học được nhanh, hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy muộn, không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Thẩm Tường nhìn Tiêu Tương Lâm cái kia mặt xinh đẹp nhi, cười cợt nói. Tiểu bại hoại, chăm chú điểm. Tiêu Tương Lâm trắng Thẩm Tường một chút, trước đây thật lâu, Thẩm Tường lại đột nhiên hôn một cái nàng miệng nhỏ, bởi vậy nàng vẫn luôn rất đề phòng Thẩm Tường. Sư phụ, ngươi thật xinh đẹp, càng xem càng đẹp đẽ. Thẩm Tường cười nói. Tiêu Tương Lâm đi tới, một cái bóp lấy bên hông hắn thịt, gắt giọng, ngươi hãy thành thật điểm. Ngươi có tin ta hay không để U đi ra quản giáo ngươi. Đau quá. Thẩm Tường làm bộ rất thống khổ dáng vẻ, sau đó ôm lấy Tiêu Tương Lâm eo, đem nàng ôm tới. Tiêu Tương Lâm cũng không có Thẩm Tường mạnh như vậy, mặc dù dãy dụa cũng vô dụng, vẫn như cố bị Thẩm Tường ôm. Tiểu bại hoại, ta cùng ngươi không để yên. Tiêu Tương Lâm loạn nắm bắt Thẩm Tường thịt trên người. U, cứu ta. Thẩm Tường nhìn thấy Tiêu Tương Lâm gọi bạch U. Cũng lập tức buông tay, bĩu môi nói, nhân ra chính là cùng ngươi đùa giỡn mà. Tiêu Tương Lâm hầm hừ, nhéo một cái Thẩm Tường thịt trên người, lần này liền buông tha ngươi, nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ làm cho U cùng Mỹ Giao giáo huấn ngươi. Thẩm Tường cũng có chút sợ, vì lẽ đó lập tức liền trở nên thành thật, hắn vừa nãy xác thực chỉ là muốn cùng Tiêu Tương Lâm chơi đùa mà thôi. Thời gian trong trận pháp đi qua ngàn năm, bên ngoài cũng chỉ là đi qua 10 ngày mà thôi, Thẩm Tường ở bên trong học tập sáng đạo chú văn. Không thể không biết thời gian đang trôi qua, huống chi còn có Tiêu Tương Lâm mỹ nhân này sư phụ bồi tiếp, hắn đều là có thể hay không chiếm chút tiện nghi, Tiêu Tương Lâm cũng chỉ có thể nhận. Được rồi, cái kia hai cái chí tôn chú văn ta đã nắm giữ. Tiêu Tương Lâm nói, thật không hiếu học. Thẩm Tường tại Tiêu Tương Lâm chỉ đạo hạ, đã nắm giữ hết, thảy sáng đạo chú văn,
Hắn âm thầm vui mừng Tiêu Tương Lâm là một cái chú văn thiên sư, bằng không hắn còn không biết muốn học tập bao lâu mới có thể nắm giữ. Đem sáng đạo chú văn nắm giữ được, hắn học tập ngạo thế đan văn thời điểm liền có thể càng thêm dễ dàng, mặc dù ngạo thế đan văn bên trong có chí tôn chú văn, cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trở ngại, trước hắn học tập phi thăng đan văn chính là như vậy. Thẩm Tường từ thời gian trong trận pháp đi ra, tiểu bạch hồ sơn động có một điểm biến hóa, trở nên lạnh, vừa mới qua đi 10 ngày không tới đi. Thẩm Tường cau mày nói, sau đó nói cho thời gian trong trận bàn tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ học tập truyền thuyết chú văn cũng không dễ dàng, nàng không có Tiêu Tương Lâm loại này thiên phú, vì lẽ đó học tập lên muốn chậm chậm rất nhiều, cũng may có Tiêu Tương Lâm chỉ đạo, nàng lại học tập một quãng thời gian liền có thể nắm giữ. Gặp nguy hiểm, tiểu bạch hồ vừa ra tới, mặt cười nhất thời biến đổi, chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Có nguy hiểm gì? Thẩm Tường vội vàng hỏi. Tiểu bạch hồ bắt đầu thu thập nàng trồng trọt ở chỗ này kỳ hoa dị thảo. Thẩm Tường để Hà Phượng Viện, Mỹ Cảnh tỷ muội đi ra, giúp nàng đồng thời thu thập, nơi này kỳ hoa dị thảo rất nhiều, bản thân nàng thu thập cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Tiểu bạch hồ cũng chưa kịp hỏi này ba tên cô gái xinh đẹp là ai, nàng hiện tại phi thường tràn ngập. Hà Phượng Viện để cùng Mỹ Cảnh tỷ muội bản thân liền thường xuyên cùng dược liệu giao thiệp với, cho nên bọn họ đào lấy mấy cái kỳ hoa dị thảo thời điểm đều phi thường thông thạo. Tiểu bạch hồ nhìn thấy điểm ấy trở nên khá là yên tâm. Sư huynh, các nàng đều là người nào nhỉ? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Tiểu bạch hồ vẫn là không nhịn được hỏi lên. Bằng hữu của ta, các nàng bình thường đều tại của ta thần hải trong thế giới. Các nàng đối trồng trọt mấy cái kỳ hoa dị thảo phi thường tinh thông. Thẩm Tường nói, vì tăng nhanh tốc độ, Tiêu Tương Lâm để Tương Nhi cùng Lâm Nhi đi ra. Hai người bọn họ đều là Tiêu Tương Lâm nha hoàn. Các nàng vừa xuất hiện, Thẩm Tường liền hướng Tiểu Bạch Hồ giới thiệu. Sư muội, bên ngoài đến cùng có nguy hiểm gì? Thẩm Tường vốn là muốn đi xem một chút, nhưng Tiểu Bạch Hồ không cho. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử băng viên tại phụ cận, hơn nữa còn phóng thích màu tím bão tuyết. Tiểu Bạch Hồ nói, hắn phóng thích mấy cái bão tuyết một khi thẩm thấu vào, cảm ứng được chúng ta khí tức, hắn sẽ phát hiện chúng ta. Thẩm Tường không cần hỏi, liền biết này tử băng viên là một con chú văn thú. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ như thế dáng dấp lo lắng, liền có thể nhìn ra này tử băng viên phi thường mạnh mẽ. Sư muội, cái tên này mạnh bao nhiêu? Thẩm Tường hỏi. Rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn, qua nhiều năm như vậy, ta có đến vài lần suýt chút nữa bị hắn tóm lấy ăn đi. Tiểu Bạch Hồ cái kia quyến rũ mặt lên tràn đầy hoảng sợ. Có sư huynh tại, không cần sợ hắn. Thẩm Tường cười nói. Ừm. Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu, nàng trồng trọt dược liệu cũng thu thập đến gần như, bị Mỹ Cảnh tỷ muội tạm thời chuyển đến U Giao Sơn Trang bên trong. Thẩm Tường để Hà Phượng Viện các nàng tiến vào U Giao Sơn Trang sau đó, nói, muốn làm sao rời đi nơi này. Bên ngoài hiện tại là tình huống thế nào? Bên ngoài rất nguy hiểm, khắp nơi đều là màu tím bão tuyết. Chúng ta một khi đi ra ngoài, sẽ bị cảm ứng được. Tiểu Bạch Hồ nói, sư huynh, ngươi thời gian sử dụng không lực lượng thuấn di rời đi đi. Được. Thẩm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Sư muội, tới. Hắn duỗi ra một cái tay, lôi kéo Tiểu Bạch Hồ tay ngọc, đem nàng kéo lên. Sư muội, ta mang ngươi rời xa khu vực này, ngươi sau đó liền không cần lo lắng sẽ bị nơi này những kia kẻ đáng sợ ăn đi. Thẩm Tường sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng nhi, nói. Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu, ta không thể rời đi nơi này, trong cơ thể ta có một loại kỳ lạ sức mạnh, hạn chế ta không thể đi ra mảnh này sơn, ta trước đã nếm thử. Chú văn thú lại bị hạn chế rời đi nơi này, này lại là tại sao? Này khiến Thẩm Tường rất kinh ngạc. Ông ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi. Thẩm Tường kiên định nói, càng là không làm được sự tình, hắn càng là muốn làm. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Bạch Hồ ôm Thẩm Tường cánh tay, tựa ở Thẩm Tường trên bả vai. Nàng cũng không biết tại sao, Thẩm Tường cho nàng một loại rất tin cậy cảm giác. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Thẩm Tường ngưng xúc thời không lực lượng, hắn còn thả vào một cái sáng đạo thánh tinh, gia tốc ngưng xúc tốc độ. Đi. Thẩm Tường lập tức phóng thích này cỗ thời không lực lượng, tiến hành một đoạn rất dài khoảng cách xuyên qua không gian. Trong chớp mắt, hắn rồi cùng Tiểu Bạch Hồ cưỡi lấy tại lục đạo thần kính, rời đi mới vừa nói tại khu vực. Bọn họ vẫn còn đang vạn tầng sơn bình phong bên trong. Sư huynh ngươi xem, cái kia mảnh chính là vừa nãy tử băng viên phóng thích bão tuyết khu vực. Tiểu Bạch Hồ chỉ vào phương xa đoàn kia tử quang. Thẩm Tường có thể nhìn thấy bên kia không trung có một đám lớn màu tím quang hà, vậy thì là tử băng viên phóng thích bão tuyết bao phủ khu vực. Sư muội, hắn là chuyên môn tìm đến ngươi sao? Thẩm Tường hỏi. Khả năng không phải, hắn thường thường như vậy đi tìm đủ loại chú văn thú. Tiểu Bạch Hồ nói, nếu là bị hắn tìm tới, hơn nửa đều không trốn được. Ta trước bị hắn tìm tới quá hai lần, đều là chạm được hắn màu tím bão tuyết, cũng may ta chạy trốn nhanh, vì lẽ đó không có bị hắn đuổi theo.
Tiểu Bạch Hồ qua nhiều năm như vậy, thành công chạy trốn để quá rất nhiều lần truy sát, này làm nàng tích góp lại rất nhiều kinh nghiệm. Ta đến làm rõ, ngươi tại sao không thể rời đi khu vực này? Thẩm Tường nói, sư muội, nếu không như vậy, ngươi tiến vào của ta thần hải thế giới, ta thử một chút xem có thể hay không mang ngươi rời đi. Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu, không được, một khi ta rời đi cái này sáng đạo cổ địa, ta sẽ lập tức chết đi, ta trước mấy lần muốn đi ra ngoài, đều là đi tới một nửa liền phi thường khó chịu, cảm giác mình thân thể muốn nổ tung, cuối cùng không thể không nhanh lên một chút chạy về đến. Hóa ra là như vậy tình huống. Thẩm Tường nhíu mày, hắn cũng sẽ không ở chỗ này ngốc quá lâu, mà hắn cùng Tiêu Tương Lâm lại không nỡ Tiểu Bạch Hồ chính mình một người ở chỗ này, làm sao nói đều xem như là bọn họ người. Bạch U U nói, ở đây những môn phái kia khẳng định biết là nguyên nhân gì, hay là bọn họ có biện pháp. Bảy Sơn các phái rất sớm đã ẩn giấu ở nơi này, Tiểu Bạch Hồ cũng thường thường bị bọn họ truy sát, hay là bọn họ thật sự biết là tình huống thế nào, cũng có biện pháp thay đổi chuyện như vậy. Được, ta hiện tại liền đi chỗ đó chút trong tông môn tra xét. Thẩm Tường gật gật đầu, hắn nhìn khuôn mặt kiều mị, ánh mắt nhưng tràn ngập ngây thơ Tiểu Bạch Hồ, trìu mến khẽ vuốt gò má của nàng. Sư muội, ngươi tiếp tục cùng sư phụ học tập truyền thuyết chú văn đi. Nếu là ngươi nắm giữ, ngươi liền có thể thêm ra hai cái phân thân, đến thời điểm thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Thẩm Tường nói ừm. Tiểu Bạch Hồ chỉ trỏ, sư huynh, ta có thể hay không tiến vào ngươi thần hải thế giới nhìn? Đương nhiên có thể. Thẩm Tường lập tức đem Tiểu Bạch Hồ đưa vào đi. Sau đó Tô Mị Giao dẫn nàng ở bên trong đi dạo, quen biết một chút bên trong nữ tử. U Giao Sơn Trang nhưng là trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, tại mỹ cảnh tỉ muội tỉ mỉ vun bón bên dưới, đều trưởng thành rất khá, trong đó có không ít có thể thức ăn, này đều là Long Tuyết Di để Thẩm Tường thu thập. Tiểu Bạch Hồ ở bên trong một bên đi dạo, một bên thưởng thức bên trong các loại ăn ngon trái cây, bản thân nàng cũng hái rất nhiều, cuối cùng có chút không muốn cùng Tô Mị Giao các nàng cáo biệt, đi tới thời gian trong trận bàn. Trầm đại ca, ngươi còn nhớ cái kia viên thần bí hạt giống sao? Giang Tư Cảnh hỏi. Nhớ tới. Thẩm Tường nghĩ đến Huyền, đáp. Trước hắn tại Huyết Nê Bình Nguyên ba tòa quái sơn bên trong tìm tới thần bí hạt giống. Chính là cái này hạt giống đột nhiên phóng thích sức mạnh thần bí, để một tên ngự long thần không thể động đậy, mới để hắn giết ngược lại thành công. Lúc trước hắn cũng bị này hạt trồng trọt phóng thích sức mạnh làm cho không thể động đậy, hắn ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Sau đó viên mầm mống này tại hắn U Giao Sơn Trang bên trong mọc rễ nảy mầm. Cây này nở hoa rồi, nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ có thể kết quả. Giang Tư Cảnh nói, cũng không biết trái cây sẽ có cái gì công dụng. Lại có thể nở hoa kết quả. Thẩm Tường cảm thấy rất kinh ngạc, hắn lúc này cũng phóng thích chờ mong trái cây công hiệu. Phượng Viện Đại Mỹ Nhân, ngươi xem một chút vậy rốt cuộc là món đồ gì? Thẩm Tường nói với Hà Phượng Viện, ta trước xem qua, ta cũng không biết. Hà Phượng Viện lắc đầu nói, vật này dược hồn bên trong ký ức, chỉ có ngươi đánh giết ngự long thần khi đó bắt đầu. Thế nhưng Hà Phượng Viện cũng theo Thẩm Tường cùng đi, chính là nàng mang Thẩm Tường đi Huyết Nê Bình Nguyên. Được rồi, chỉ có thể chờ đợi kết quả nhìn lại một chút. Thẩm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, tầng trời thấp phi hành, đi tới những kia ẩn giấu đi tông môn. Thẩm Tường hỏi dò một hồi Tiểu Bạch Hồ, nàng là có thể đi những tông môn kia, nàng trước còn đi qua mấy lần, chính là muốn nhìn một chút có biện pháp nào. Hay không tìm được giải trừ linh hồn nàng gông xiềng pháp môn, nàng đã sớm với bên ngoài thế giới phi thường ước mơ. Không chỉ là Tiểu Bạch Hồ, cái khác một ít chú văn thú cũng đều đi qua, cũng may chú văn thú thực lực đều đủ mạnh, đều có thể toàn thân trở ra. Từ Tiểu Bạch Hồ có thể nhìn ra, thực lực của nàng ở chỗ này là lót đáy, nhưng cũng sống được rất dài. Chủ yếu là nàng trời sinh thì có siêu cường sức quan sát cùng tốc độ cực nhanh, lúc này mới có thể làm cho nàng đều là có thể tại thời khắc nguy cấp chạy mất. Luôn cảm giác mặt sau truyền đến từng trận băng hàn khí tức. Thẩm Tường về phía sau nhìn lại, lúc này là buổi tối, hắn không nhìn thấy cái gì. Sư huynh, khả năng là tử băng viên đuổi. Theo, Tiểu Bạch Hồ âm thanh nghiêm nghị, nàng lập tức từ thời gian trong trận bàn đi ra. Nàng nhắm mắt lại, cảm ứng chỉ chốc lát sau, biểu hiện nghi hoặc là tử băng viên không sai. Nhưng ngoại trừ tử băng viên, còn có cái khác chú văn thú khí tức, rất có thể là hai con chú văn thú đánh tới đến rồi. Như vậy rất tốt, chúng ta có cần tới hay không nhìn? Thẩm Tường vội vàng nói, nếu là bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương, ta liền kiếm bộn rồi. Tiểu Bạch Hồ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, sư huynh ngươi nhất định phải cẩn thận chút, nếu là tình huống không đúng, ngươi liền lập tức gọi ta. Thẩm Tường thật không tiện cười nói, ta là sư huynh của ngươi, nhưng gặp nguy hiểm còn phải để sư muội đi ra bảo vệ ta người sư huynh này thật vô dụng. Sư huynh ngươi đừng nói như vậy, ngươi rất lợi hại, ta có thể cảm giác được. Tiểu Bạch Hồ cười duyên nói, sau đó cầm Thẩm Tường tay, sư phụ cũng cùng ta đã nói như vậy. Sư muội ngươi cẩn thận học tập truyền thuyết chú văn, học được một cái, còn có hai cái chờ ngươi học đây.
Thẩm Tường nói. Tiểu Bạch Hồ cảm giác mình có thể gặp phải Tiêu Tương Lâm, cùng Thẩm Tường là chính mình to lớn nhất vận may. Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đều là đến từ bên ngoài thế giới người, hơn nữa còn nắm giữ truyền thuyết chú văn. Mặt khác chính là bọn họ đối với nàng đều rất tốt, rất thương nàng, nhiều năm qua bản thân nàng như vậy cô độc, bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể cùng người thật vui vẻ cùng nhau. Thẩm Tường cũng có thể cảm thụ được Tiểu Bạch Hồ nội tâm vui sướng, vì lẽ đó hắn nhất định phải băng người sư muội này rời đi nơi quỷ quái này. Vì không bị phát hiện, Thẩm Tường thu hồi lục đạo thần kính, đi tới mặt đất, triển khai phản sức mạnh ẩn thân, cẩn thận từng ly từng tí một hướng hàn khí kéo tới phương hướng chạy tới. Tử băng viên là mạnh mẽ chú văn thú, ở chỗ này nắm giữ sức mạnh to lớn chú văn thú, đều là nắm giữ nhiều chí tôn chú văn, nếu như có thể đến nhặt được tử băng viên tiện nghi, vậy thì kiếm bộn rồi. Thẩm Tường tuy rằng trên mặt đất chạy, nhưng hắn tốc độ không có chút nào chậm, hắn rất nhanh sẽ tiếp cận hàn khí mạnh nhất khu vực. Đây tuyệt đối không phải tử băng viên sức mạnh, vì sao lại đáng sợ như vậy đây? Rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Tường cảm thấy là hai con chú văn thú tại chiến đấu. Bất quá khi hắn tiến vào khu vực này sau, nghe thấy có mấy người kêu to, lập tức biết hắn đoán sai. Ở đây còn có người. Lẽ nào là sáng đạo tông môn? Thẩm Tường thầm nghĩ, sau đó cẩn thận tới gần. Phía trước không ngừng mà bốc lên từng trận hàn khí, cùng với ầm ĩ tiếng quát tháo. Để Thẩm Tường cảm thấy kỳ quái chính là, nếu là có người tại phía trước loạn chiến, nhất định sẽ bùng nổ ra đủ loại năng lượng khí tức, nhưng hắn nhưng không có cảm ứng được, chỉ là cảm ứng được một trận đặc biệt mà mạnh mẽ hàn khí. Càng ngày càng gần, Thẩm Tường nhìn thấy phía trước có một trận u ám ánh sáng, hàn khí càng ngày càng đáng sợ, cũng may hắn có thể chống đối. Tiến vào cái kia mảnh u ám ánh sáng khu vực sau, Thẩm Tường nhìn thấy phía trước có hơn 10 cả người che kín xương trắng người, bọn họ đang không ngừng hí, muốn động đậy thân thể. Nhưng thân thể tựa hồ cứng ngắc, dẫn đến bọn họ nửa bước khó đi. Thẩm Tường không có lập tức đi vào, hắn ở bên ngoài cẩn thận quan sát, hắn còn phát hiện, tại càng sâu xa có một cái rất cao lớn bóng người. Hắn cẩn thận nhìn một chút, đây là một cái tiểu người khổng lồ, cái kia tráng kiện hai tay tràn đầy lông màu tím, trước ngực có màu tím bông tuyết vảy giáp, hắn có thể khẳng định, đây chính là tử băng viên. Tử băng viên có cùng người như thế khuôn mặt, thân thể chỉ là có bộ phận còn duy trì thú loại đặc thù. Lại như là Tiểu Bạch Hồ như thế, nàng còn bảo lưu chín cái mỹ lệ đuôi cáo. Hàng này chính là tử băng viên, hắn bị đông lại, đến cùng là ai ra tay? Thẩm Tường cảm thấy khiếp sợ, hắn chỉ là rất xa nhìn thấy tử băng viên, đều có thể cảm thụ được tử băng viên đáng sợ kia khí tức. Còn có chính là cái kia bị đóng băng hơn 10 người, mỗi một người đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh, bọn họ đối loại sức mạnh này cũng không có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể dãy giụa. Ta tuyệt không có thể đến gần. Thẩm Tường yên tĩnh ở bên cạnh quan sát, hắn biết nơi này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hắn rời đi, sẽ bỏ mất một lần săn cơ hội giết tử băng viên, hiện tại nhưng là ngàn năm một thuở nha. Ta phải nghĩ biện pháp. Thẩm Tường khởi động suy nghĩ, hắn cảm thấy có thể dùng lục đạo thần kính đi thử xem. Lục đạo thần kính bị Tiêu Tương Lâm luyện chế quá nhiều thứ, gia nhập không ít sáng đạo thánh tinh, phi thường kiên cố, hắn cũng không biết có thể hay không nhốt lại tử băng viên. Sư muội, ngươi cảm thấy lục đạo thần kính có thể nhốt lại tử băng viên sao? Thẩm Tường hỏi, Tiểu Bạch Hồ cũng nhìn kỹ lục đạo thần kính cấu tạo, đối lục đạo thần kính có sự hiểu biết nhất định. Thẩm Tường cũng gấp vội vàng đem tử băng viên tình huống lúc này nói cho Tiêu Tương Lâm, cùng Tiểu Bạch Hồ, làm cho các nàng hỗ trợ xuất một chút chủ ý, lục đạo thần kính hẳn không có vấn đề, nếu là tử băng viên ở bên trong sằng bậy, đến thời điểm ta liền ra tay hạn chế hắn. Tiểu Bạch Hồ nói, hắn bị vây ở lục đạo thần kính bên trong, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa hắn hiện tại bị đóng băng lại, phải mở ra cũng cần một quãng thời gian. Tiêu Tương Lâm cũng xác định, lục đạo thần kính có thể nhốt lại tử băng viên. Thẩm Tường hít sâu một hơi, thôi thúc thời không lực lượng, đem tử băng viên trực tiếp đưa vào lục đạo thần kính bên trong. Nguyên bản hắn còn định đem cái kia hơn 10 người làm tiến vào, nhưng hắn lấy đi tử băng viên sau đó, cái kia cỗ băng hàn nơi này đột nhiên trở nên phi thường cuồng bạo, hắn không thể không lập tức thuấn di lách người. Tại hắn lấy đi tử băng viên trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng khu vực này có một cái sát trận, bởi vì ít đi tử băng viên, vì lẽ đó sát trận không cần đối phó tử băng viên, liền có thể tập trung hết thảy sức mạnh đi đối phó cái kia hơn 10 người. Nếu là hắn đem cái kia hơn 10 người lấy đi, sát trận sức mạnh sẽ tập trung tại trên người hắn, đến thời điểm chết chính là hắn. Động thủ. Thẩm Tường đối Tiểu Bạch Hồ nói, Tiểu Bạch Hồ từ lâu tại lục đạo thần kính bên trong một chỗ trống trải địa phương chờ. Tử băng viên bị làm đi vào lục đạo thần kính một cái không gian sau. Thẩm Tường liền lập tức mở ra các loại trận pháp kết giới cùng sát trận, lục đạo thần kính cũng điên cuồng hấp thu hơn 10 sáng đạo thánh tinh sức mạnh, nện tử băng viên. Tiểu Bạch Hồ sử dụng sức mạnh cũng phi thường kỳ lạ, như là một loại áp lực, vô hình chung, liền nảy sinh rất mạnh áp lực,
Sau đó nàng khống chế này cỗ áp lực điên cuồng nện đánh Tử Băng Viên. Tiểu Bạch Hồ phóng thích áp lực còn có thể đến bản thân bốn phương tám hướng, đồng thời xung kích Tử Băng Viên thân thể, đem Tử Băng Viên mặt ngoài màu tím bông tuyết vảy giáp đập vụn, cuối cùng nàng đem áp lực mạnh mẽ ngưng đến mức rất tế rất nhỏ, dường như một cái trong suốt kiếm, xuyên thấu Tử Băng Viên thân thể. Thẩm Tường đúng là không nghĩ tới, Tiểu Bạch Hồ loại sức mạnh này sẽ đáng sợ như vậy. Sư muội, ngươi quá lợi hại. Thẩm Tường thở dài nói. Đây là một cái chí tôn chú văn sức mạnh, gọi là áp lực chú văn. Tiểu Bạch Hồ cười duyên nói, sư huynh, ngươi cũng có thể học tập, nếu như ngươi học tập, nói không chắc có thể sử dụng tốt hơn ta. Được. Thẩm Tường gật đầu nói. Sư huynh, sư phụ nói ngươi hỏa diễm rất mạnh, ngươi đem ngươi mạnh nhất hỏa diễm thả ra ngoài, ta dùng của ta áp lực đem hỏa diễm ép vào Tử Băng Viên trong cơ thể, Tử Băng Viên sợ nhất mạnh mẽ hỏa diễm. Tiểu Bạch Hồ nhưng là bị này Tử Băng Viên truy sát nhiều năm, cho nên nàng đối Tử Băng Viên hiểu rất rõ. Thẩm Tường thông qua xích hỏa thần long thả ra ngoài hỏa diễm nhưng là ngạo thế truyền thuyết chi hỏa, nếu là thông qua nữa tăng cường chú văn, loại này truyền thuyết long hỏa sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Ta thử một chút xem. Thẩm Tường không thể khẳng định chính mình có hay không có thể thả ra mạnh nhất truyền thuyết long hỏa đến, bởi vì hỏa diễm thả ra ngoài muốn thông qua thân thể của hắn. Hắn thử một hồi, phát hiện truyền thuyết long hỏa phi thường bỏng, chỉ là tương đối kém đúng là không thành vấn đề, mà muốn thả ra mạnh nhất liền khó khăn. Không được đâu. Thẩm Tường lúc này cả người đều trở nên phi thường nóng bỏng, đều là bởi vì hắn vừa nãy phóng thích một điểm mạnh nhất truyền thuyết long hỏa. Thẩm Tường suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đem xích hỏa thần long thả ra ngoài, khống chế xích hỏa thần long trực tiếp phóng thích hỏa diễm rót vào lão băng viên không gian. Tiểu Bạch Hồ lúc này nhìn chằm chằm Tử Băng Viên, sẽ chờ Thẩm Tường hỏa diễm. Sư muội, đã chuẩn bị tốt hay chưa, ta muốn bắt đầu rồi. Thẩm Tường nói. Được rồi, sư huynh, ngươi có thể phóng thích hỏa diễm. Tiểu Bạch Hồ gật đầu nói. Thẩm Tường cũng tiến vào lục đạo thần kính bên trong, tại giam giữ Tử Băng Viên không gian bên ngoài nhìn, hắn phóng thích xích hỏa thần long đi ra. Xích hỏa thần long rất nhỏ, có một đôi phát sáng hỏa rực, sau khi bay lên như là một con bốc lửa húc. Đây là cái gì? Thật là lợi hại nha. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy này tiểu bất điểm như thế long, sợ hãi hô, đây là long sao? Ừm. Thẩm Tường để xích hỏa thần long phun ra lửa, đánh về phía Tử Băng Viên. Tiểu Bạch Hồ cũng coi như là thú loại, đối với xích hỏa thần long loại này thần bí, mà siêu cường ngạo thế thần thú hết sức e ngại, Thẩm Tường tu vi là không bằng nàng, nhưng con rồng này lại làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Ngươi này Huyền Ly, ta muốn giết chết ngươi. Tử Băng Viên ở bên trong nhìn thấy là Tiểu Bạch Hồ, nhất thời gào thét lên. Tiểu Bạch Hồ hừ lạnh một tiếng, phóng thích sức mạnh của chính mình, chỉ thấy Tử Băng Viên bốn phía xuất hiện áp lực vô hình, đem tán loạn ở bên trong truyền thuyết long hỏa toàn bộ đè ép hướng về Tử Băng Viên. Sư huynh, thả nhiều một chút hỏa diễm, ta muốn thiêu chết cái tên này. Tiểu Bạch Hồ đầy mặt làm nũng nộ, Tử Băng Viên, ngươi lại nhiều lần muốn ăn ta, hiện tại cuối cùng cũng coi như rơi vào trong tay ta ba hừ hừ, này đều là ngươi tự tìm, nếu là ngươi không đối địch với ta, ngươi cũng sẽ không có như vậy kết cục. Chết hồ ly tinh, ngươi chờ ta à, Tử Băng Viên ở bên trong điên cuồng hét lên lên, trước hắn xác thực không ngờ tới này Tiểu Bạch Hồ có thể đối với hắn tiến hành phản kích. Tiểu Bạch Hồ chỉ là tự thân phòng ngự không mạnh, mà lực công kích của nàng lại hết sức đáng sợ, nàng hiện tại liền đem vô hình mà siêu cường áp lực phát huy đến mức tận cùng, đem Thẩm Tường thả ra ngoài truyền thuyết long hỏa toàn bộ ép vào Tử Băng Viên trong cơ thể. Tử Băng Viên mặt ngoài màu tím bông tuyết đã hòa tan rất nhiều. Muốn giết chết một con chú văn thú chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống chi này vẫn là một con sức phòng ngự rất mạnh chú văn thú. Tử Băng Viên rít gào tức giận mắng Tiểu Bạch Hồ, này không có bất kỳ tác dụng gì, sẽ chỉ làm Tiểu Bạch Hồ tăng cường sức mạnh. Thẩm Tường trong lòng thán phục, này Tử Băng Viên thân thể dĩ nhiên đáng sợ như thế, hắn liên tục đốt cháy mấy cái canh giờ, còn có Tiểu Bạch Hồ áp lực phối hợp, hiện tại cũng chỉ là vừa bắt đầu chia cứu mà thôi. Tử Băng Viên bề ngoài bông tuyết vảy giáp bị đánh tan sau đó, cả người bị nhanh chóng đốt thành tro bụi. Thân thể bị thiêu sau đó, Tiểu Bạch Hồ vội vàng hô, vậy thì là Tử Băng Viên tinh hạch, có hai khối. Thẩm Tường lập tức bỏ chạy hết thảy kết giới cùng trận pháp, cùng Tiểu Bạch Hồ đi tới. Tử Băng Viên bản thân chí tôn chú văn là Tử Băng chú văn, có thể như hắn như vậy ngưng ra màu tím bông tuyết vảy giáp. Tiểu Bạch Hồ nói, mặt khác một khối ta liền không biết. Sư huynh, ngươi chỉ cần ăn mấy cái tinh hạch, liền có thể cấp tốc thu được chí tôn chú văn, ngươi ăn trước cái nào một khối? Thẩm Tường nhìn Tiểu Bạch Hồ đưa tới tinh hạch, cao mày hỏi, sư muội, có phải là chỉ có thể ăn một khối? Tiểu Bạch Hồ gật đầu nói, tạm thời chỉ có thể ăn trước một khối, ngươi ăn một khối tinh hạch sau đó, muốn chí ít vạn năm khoảng chừng, trái phải, mới có thể ăn khối thứ hai, chủ yếu là, tinh hạch cùng tinh hạch hướng về sẽ nảy sinh rất mạnh bài xích lực, cần vạn năm thời gian mới có thể tiêu trừ đi.
Thẩm Tường vô cùng do dự, Tử Băng chú văn rất lợi hại, có thể tạo được rất mạnh sức phòng ngự, thời điểm chiến đấu thả ra ngoài, có thể làm cho mình không cần quá lo lắng thân thể gặp công kích. Mà mặt khác một khối tinh hạch nắm giữ chí tôn chú văn nhưng không rõ, nếu như không phải đồ tốt, nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Sư muội, ngươi lẽ nào liền không biết Tử Băng viên, mặt khác một khối tinh hạch nắm giữ chính là cái gì chí tôn, chú văn sao? Thẩm Tường nội tâm không phải thẩm kết. Tiểu Bạch Hồ lắc duệ, tại sáng đạo cổ địa bên trong, chúng ta chú văn thú không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không bại lộ cái khác chú văn năng lực giống ta, rất nhiều người cũng không biết ta đệ nhị chí tôn chú văn là cái gì. Thẩm Tường đã biết Tiểu Bạch Hồ trời sinh chí tôn chú văn, chính là ép linh văn, cũng từng trải qua loại này chí tôn chú văn lợi hại. Cái kia đệ nhị chí tôn chú văn là cái gì? Thẩm Tường hỏi. Tụ khí của ta đệ nhị chí tôn chú văn có thể tụ tập truyền thuyết khí. Tiểu Bạch Hồ nói, đây là ta bất ngờ được. Này Tử Băng viên lợi hại như vậy, lại cũng chỉ cướp đoạt đến một cái chí tôn chú văn mà thôi. Thẩm Tường nhìn trong tay cái kia hai khối tinh hạch, hắn cũng không biết muốn cái nào một khối. Được rồi, ta không muốn Tử Băng chú văn, ta muốn mặt khác một khối không biết, đánh cuộc xem. Tinh hạch rất nhỏ, một miệng liền có thể nuốt lấy, hắn nuốt vào sau đó, tinh hạch rất thần kỳ liền hòa vào máu thịt của hắn bên trong, cuối cùng tiến vào trái tim của hắn, lúc này trong đầu của hắn cũng xuất hiện rất nhiều chú văn. Hắn cái này chí tôn chú văn tổng cộng là 13 bút tạo thành, xem như là dường như khó. Ăn đi, rất nhanh sẽ có thể vận dụng, thử một chút xem có sức mạnh nào. Tiểu Bạch Hồ phi thường hiếu kỳ. Thẩm Tường nhắm mắt lại, tại thần hải bên trong thế giới ngưng khắc ra một cái chí tôn chú văn đến, sau đó đem cái này chí tôn chú văn ngưng xúc sức mạnh thả ra ngoài. Chỉ thấy cái kia là một đoàn trong suốt đồ vật, không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Đây là sức mạnh nào? Tiểu Bạch Hồ dùng tay đi đụng một cái, cũng không có đem đâm thủng. Ta có thể khống chế vật này huyền cát đến, đồng thời có thể thông qua vật này nghe thấy nhìn thấy nhận biết được bốn phía đồ vật. Thẩm Tường khống chế trong suốt năng lượng huyền cát đến, có thể nhanh chóng phi hành. Hắn lúc này có thể thông qua này đoàn năng lượng thần bí, nhìn thấy xa xa đồ vật, tương đương với chính mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Rất có thể Tử Băng viên chính là thông qua vật này tìm tới hành tung của ta. Tiểu Bạch Hồ thường thường bị đuổi giết, ngoại trừ Tử Băng viên ở ngoài, cái khác chú văn thú cũng chỉ là truy sát quá nàng một lần, Tử Băng viên nhưng là thường thường, truy sát nàng. Hẳn là, Thẩm Tường nói, vật này phi thường tiêu hao năng lượng, ta không thể vận dụng quá lâu. Hơn nữa ta tự hồ còn có thể đào móc ra càng nhiều năng lực đến. Còn có năng lực gì? Tiểu Bạch Hồ vội vàng hỏi. Ta có thể tại này đoàn đồ vật bên trong làm ra một cái không gian. Nếu là gặp phải cái gì, liền có thể trực tiếp thuận đi ở ta sức mạnh có hạn, không thể kéo dài quá dài thời gian. Thẩm Tường cười nói. Cho này chí tôn chú văn lấy cái tên đi. Tiểu Bạch Hồ cảm thấy cái này chí tôn chú văn tốt lắm lắm, gọi là huyễn thể chú văn làm sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được, liền gọi làm huyễn thể. Thẩm Tường gật gật đầu, cái này Tử Băng chú văn tạm thời giữ đi, hiện tại không có gì lớn công dụng. Thẩm Tường trước cũng là đắn đo suy nghĩ quá, Tử Băng chú văn cũng không thích hợp hắn, bởi vì bản thân hắn chính là sử dụng hỏa diễm, cùng Tử Băng chú văn có xung đột. Hắn đúng là cảm thấy Bạch U U sử dụng không sai, Bạch U U vốn là chủ công chiến đấu. Mà Tử Băng chú văn có thể làm cho nàng nắm giữ rất mạnh phòng ngự. Hắn cùng Bạch U U nói ra một hồi, Bạch U U dự định tạm thời không cần, nàng cần thời điểm lại nói. Liền như vậy, Thẩm Tường rốt cục được một cái chí tôn chú văn, nếu là chính hắn học tập, còn không biết muốn học tập tới khi nào. Tử Băng viên qua nhiều năm như vậy, chỉ cho tới một cái chí tôn chú văn nha. Thẩm Tường nói, ta còn tưởng rằng hắn có mấy cái đây. Chú văn thú đều là rất mạnh, không phải như vậy dễ dàng liền có thể đem giết chết. Đang đối chiến thời điểm, mặc dù không đối địch mới, cũng có rất lớn khả năng chạy trốn. Tiểu Bạch Hồ nói, tỷ như ta, thực lực của ta tại chú văn thú bên trong yếu nhất, nhưng ta đều là có thể nhận biết được bọn họ đi tới. Hơn nữa tốc độ của ta cũng rất nhanh, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể giết chết ta. Tử Băng viên ở chỗ này xem như là cường, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là giết chết một con chú văn thú. Có thể thấy được chú văn thú là cỡ nào khó bắt giết, trước Yến Cửu rồi cùng hắn đã nói. Sư muội. Ngươi gặp qua loại này đồ án sao? Thẩm Tường lấy ra bát tổ khế ước đồ. Tiểu Bạch Hồ sau khi nhìn thấy, biến sắc mặt, liền vội vàng gật đầu. Ta đã thấy, đây là ác ma chi đồ, chỉ cần có loại này đồ địa phương, đều vô cùng nguy hiểm, người có đều sẽ chết ở bên trong. Thẩm Tường nói, trước Tử Băng viên cùng cái kia hơn 10 nhân loại vị trí, rất có thể chính là có loại này đồ địa phương, bởi vì tại buổi tối, vì lẽ đó chúng ta không có nhìn thấy. Nghe thấy Thẩm Tường nói như vậy, Tiểu Bạch Hồ mặt bị dọa đến trắng bệch, nàng ở đây thời gian dài như vậy,
tự nhiên rất rõ ràng có bát tổ khế ước đồ địa phương đáng sợ rừng nào. Bây giờ trở về nhớ tới đến, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tử Băng Viên, tại sao cùng cái kia hơn 10 nhân loại mạnh mẽ sẽ bị vây ở chỗ đó. Đám nhân loại kia hiện tại khẳng định đã chết đi. Sư huynh, làm sao ngươi biết bức tranh này? Tiểu Bạch Hồ từng thấy, nàng đồng thời tại đại thụ trên cây khô, hoặc là một ít trên tảng đá, gặp qua bát tổ khế ước đồ, nàng vừa nhìn thấy đều là ngay lập tức chạy trốn rất xa. Ta một người bạn cho ta, hắn nói cho ta, tiến vào nơi này, nhìn thấy có loại này đồ xuất hiện, liền muốn rời xa. Thẩm Tường nói, ta trước quá bất cẩn, ta nghĩ lên Tử Băng Viên cùng cái kia hơn 10 người bị vây ở trong sát trận, ta mới nghĩ tới đây trưng đồ. Sư huynh, chúng ta lần sau nhất định phải cẩn trọng một chút, ngươi phi hành ở đây, cũng phải thời khắc cảnh giác, gặp phải loại này đồ liền muốn rời xa, phi hành cũng không muốn từ phía trên bay qua. Tiểu Bạch Hồ vẻ mặt thành thật, vừa nãy nàng nhưng là bị dọa đến cả người run. Thẩm Tường sờ sờ gương mặt của nàng, cười nói, biết rồi, sư huynh sẽ không tái xuất sai, ngươi tiếp tục an tâm học tập truyền thuyết chú văn, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi nơi quỷ quái này. Tiểu Bạch Hồ trở lại U Giao Sơn Trang bên trong, tiến vào thời gian trận bàn, tiếp tục học tập truyền thuyết chú văn. Thẩm Tường không có lập tức lên đường, mà là vận dụng huyễn thể chú văn, phóng thích trừ một cái huyễn thể đến, hắn để huyễn thể nhanh chóng phi hành trên không trung, kiểm tra bốn phía. Hắn muốn quen thuộc khống chế huyễn thể. Chuyện này với hắn sau này đối phó trong này bảy sơn các phái có trợ giúp. Thẩm Tường dằn vặt đến trời tối, cuối cùng cũng coi như quen thuộc không ít, hắn có thể khống chế huyễn thể, từ bên ngoài ngàn dặm kiếm về một cái tảng đá huyễn thể tốc độ phi hành, mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ cần thời gian nhất định, qua lại đều cần thời gian, hơn nữa huyễn trong cơ thể bộ thần bí không gian cũng không phải quá lớn, ổn định tính cũng không đủ, hắn cảm thấy này chủ yếu cùng tu vi của hắn có quan hệ. Chí ít có thể giúp ta tra xét. Điều này có thể để ta càng thêm thuận tiện càng thêm an toàn. Thẩm Tường tại buổi tối chạy đi tới cách nơi này gần nhất tông môn. Tiểu Bạch Hồ nói nơi đó gọi là gì Mộc Sơn Phái, sáng đạo Mộc Sơn Phái. Thẩm Tường quen thuộc nhất bất quá, chỉ là hắn hiện tại đi tới, mới thật sự là mạnh nhất Mộc Sơn Phái, muốn so với ngoại môn cùng nội môn mạnh mẽ. Trời đã sáng, Thẩm Tường phi hành ở trên không, nhìn thấy phía trước bên trong vùng rừng rậm, có thật nhiều đá tảng. Mấy cái đá tảng trải rộng rừng rậm, nhưng không có ép đến cây cối, phi thường chỉnh tề sắp xếp tại cây cối khe hở bên trong, vừa nhìn liền biết là do người khác. Thẩm Tường lập tức đem này cự thạch trận sự tình nói cho Tiểu Bạch Hồ, Tiểu Bạch Hồ nghe thấy sau đó, vội vàng để Thẩm Tường dừng lại, để hắn tra xét cẩn thận. Thẩm Tường trực tiếp phóng thích một cái huyễn thể, để huyễn thể trôi nổi ở trong rừng rậm. Tương đương huyễn thể đi tới gần nhất một tảng đá lớn phía trước lúc, chỉ thấy bên cạnh một cây đại thụ trên cây khô, xuất hiện một cái đồ án. Cái này đồ án hắn hết sức quen thuộc, thực sự là bát tổ khế ước đồ. Nhìn thấy cái này đồ án, Thẩm Tường không nói hai lời, trực tiếp rời xa, xa xa tránh khỏi khu vực này, thế nhưng hắn huyễn thể chính ở chỗ này. Sư muội, ngươi nói ta dùng huyễn thể đi vào tra xét, sẽ không có chuyện gì đi. Thẩm Tường nói, huyễn thân thể như là bị đánh nát, cũng chỉ là của ta một đoàn năng lượng vỡ nát mà thôi. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi tự thân rời xa chỗ đó là được. Tiểu Bạch Hồ nói, nàng hiện tại cũng là hiếu kỳ tâm tràn đầy, Thẩm Tường huyễn thể tra xét loại địa phương nguy hiểm này phi thường thích hợp, cũng rất thuận tiện. Thẩm Tường khống chế huyễn thể tiến vào cự thạch trận bên trong, hắn phát hiện cự thạch trận bên trong tảng đá đều là hình thù kỳ quái, thỉnh thoảng sẽ có một hai khối trên tảng đá xuất hiện bát tổ khế ước đồ. Huyễn thể vẫn phi hành, bay mấy cái canh giờ sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước một tảng đá bên trên, ngồi xếp bằng một tên lưỡng tóc mai bạc người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hình thể khôi ngô, có một tấm anh tuấn mà tràn đầy tang thương khuôn mặt, hắn ngồi ở đó tảng đá lên, nhắm mắt lại, phẳng phất cùng tảng đá hòa làm một thể, cái cảm giác này rất quái dị, Thẩm Tường huyễn thể trước ở phía xa đều không nhìn thấy, cũng chỉ có tới gần thời điểm mới phát hiện. Thẩm Tường thông qua huyễn thể phát hiện trung niên nam tử này sau đó, người đàn ông trung niên cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn huyễn thể. Huyễn thể năng để Thẩm Tường người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vì lẽ đó nhìn thấy trung niên nam tử này tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Thẩm Tường cũng không khỏi cả người run lên. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên hỏi, này không phải ngươi bản thể, chỉ là năng lượng hóa thành, nhưng cũng có một tia tinh thần liên hệ, ngươi bản thể chắc là ở phía xa, đúng không? Tiền bối, ta chỉ là tiến vào sáng đạo cổ địa thăm dò người, bởi vì đối với nơi này hết sức tò mò mới đi vào nhìn, có bao nhiêu quấy rối, xin hãy tha thứ. Thẩm Tường lập tức khống chế huyễn thể nói, ngươi làm ra vật này là chí tôn chú văn sức mạnh sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt trở nên ôn hòa lên, không giống trước đáng sợ như vậy. Phải. Thẩm Tường đáp, quấy rối tiền bối, tiểu tử vậy thì đi. Chờ đã, trước tiên đừng đi, ta lại không nói ngươi quấy rối ta. Người đàn ông trung niên vội vàng hô.
tiền bối, có gì phân phó? Thẩm Tường lễ phép hỏi, bát tổ khế ước đồ nhưng là sắp xếp một ít cường giả bảo vệ cái gì, chỉ có 8 vị sáng đạo thủy tổ tụ hội, mới có thể làm cho những người bảo vệ này nghe lệnh khiến, bằng không bọn họ đều sẽ giết chết không cần luận tội. Ta đã rất lâu không có cùng người nói chuyện. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, thán trong tiếng tràn đầy tang thương, có thể thấy được hắn tại khối đá này ngồi bao lâu, đều sắp cùng tảng đá dung hợp. Trước đây, chỉ cần đi vào người bên trong này, vẫn không có nhìn thấy ta, hơn nửa đều sẽ chết đi, bị bên ngoài sát trận giết chết, mà ngươi phương thức này đi vào, vẫn là lần đầu, sát trận cũng không có cảm ứng được. Người đàn ông trung niên nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Thẩm Tường. Tiền bối đây. Nói rồi ngươi cũng không quen biết, liền gọi ta Thạch Thúc đi. Thạch Thúc, ta biết bát tổ khế ước đồ sự tình, ta trước ở bên ngoài nhìn thấy bát tổ khế ước đồ, bản thể liền chạy trốn rất xa, sau đó để cái này huyễn thể đi vào. Thẩm Tường nói, ngươi làm đúng, nếu là không chạy xa, sẽ không chịu nổi mê hoặc, chỉ cần đi vào, cũng không đủ sức mạnh to lớn, ngươi có đều sẽ chết đi. Thạch Thúc nói, Thẩm Tường cũng chỉ là biết có bát tổ khế ước đồ địa phương, đều phi thường đòi mạng, Yến Cửu nói những chỗ này bên trong đều cất giấu món đồ gì. Hiếu kỳ hắn, đương nhiên phải cố gắng hỏi một chút cái này Thạch Thúc. Thạch Thúc nói, biểu hiện tràn ngập hồi ức, ta bảo vệ đồ vật, ngươi biết là cái gì không? Không biết, khẳng định rất lợi hại. Thẩm Tường nhìn những kia hình thù kỳ quái tảng đá. Ta ngược lại thật ra muốn nói cho ngươi, nhưng đem ngươi không chịu nổi dụ hoặc chạy vào. Thạch Thúc lặng lẽ cười nói, vì lẽ đó vẫn là quên đi. Thạch Thúc, định lực của ta rất tốt, hơn nữa bây giờ cách ngươi nơi này xa như vậy, ta nhất định có thể chịu đựng được dụ hoặc. Hơn nữa ta ở trong này còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ta đối với mình mạng nhỏ nhưng là yêu quý vô cùng. Thẩm Tường vội vã cười nói. Được rồi, ngươi nên nghe nói qua truyền thuyết chú văn đi. Không nói gạt ngươi, trong này 10 vạn đồng đá tảng bên trong đó có 100 khối bên trong đều là truyền thuyết chú văn. Thạch Thúc nói. Lại có 100 cái truyền thuyết chú văn. Thẩm Tường trong lòng khiếp sợ cực kỳ, truyền thuyết chú văn dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy, muốn so với sáng đạo chú văn còn nhiều. Còn có 200 chí tôn chú văn, này đều là rất nhiều người muốn đồ vật nha. Thạch Thúc nói, xác thực như vậy, ta hiện tại cũng có chút động tâm, nhưng ta đi theo ý cái mạng nhỏ của chính mình. Thẩm Tường rất bất đắc dĩ than thở, đây chính là một cái bảo tàng, nhưng cũng sẽ phải người mệnh. Ngươi mặc dù có thể thông qua sát trận, nhưng khẳng định quá không được ta này quan. Nếu là ngươi có thể trải qua ta này quan, ngươi khẳng định cũng không lọt mắt những thứ kia. Thạch Thúc ha ha cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi ở chỗ này có chuyện quan trọng gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Ta thực sự tẻ nhạt, hay là nghĩ ra kế cho ngươi? Ta biết một cái chú văn thú, đồng thời nàng bái ta sư phụ vi sư, trở thành sư muội của ta, có thể nàng không thể rời đi sáng đạo cổ địa. Tại sáng đạo cổ địa bên trong, có 7 cái môn phái, ta nghĩ đi chỗ đó 7 cái môn phái hỏi bọn họ một chút, có biện pháp gì trợ giúp thầy ta muội rời đi sáng đạo cổ địa. Thẩm Tường ăn ngay nói thật. Tiểu tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ Thạch Thúc, tuyệt đối không nên đi tìm cái kia 7 cái môn phái. Ngươi như nói cho bọn họ biết sư muội của ngươi là chú văn thú, ngươi khẳng định lập tức đem ngươi nắm lên đến, đồng thời cướp đi sư muội của ngươi, đem sư muội của ngươi giết chết, lấy đi nàng cậu ăn đi. Thạch Thúc âm thanh lạnh lẽo, hắn tựa hồ phi thường căm hận cái kia 7 cái môn phái. Thẩm Tường nhớ tới Yến Cửu trước liền bị Viêm Sơn môn truy sát, nếu không là hắn xuất thủ cứu giúp, đã sớm chết. Thạch Thúc, nơi này gọi là Thất Sơn Thần Đảo. Là năm đó 7 cái sáng đạo thủy tổ kiến tạo, cái kia 7 cái sáng đạo, thủy tổ bây giờ chắc là tại cái kia 7 cái môn trong phái chứ. Bọn họ trưởng quản môn phái, tại sao như vậy xấu? Thẩm Tường đột nhiên cảm thấy 7 sơn các phái sáng đạo thủy tổ có gì đó quái lạ. Chuyện này nói rất dài dòng. Còn có, Thất Sơn Thần Đảo không phải 7 cái sáng đạo thủy tổ kiến tạo, mà là 8 cái. Bằng không bát tổ khế ước đồ liền không ở nơi này. Thạch Thúc nói, nơi này phải gọi làm sáng đạo thần đảo, là dùng sáng đạo thần chủ sáng đạo thần sơn xây dựng mà thành. Sáng đạo thần chủ, không phải tà tổ sao? Thẩm Tường vội vã hô. Cái gì? Sáng đạo tà tổ? Truyền thuyết đều là như thế nào? Cùng ta nói một chút. Thạch Thúc cũng gấp vội vàng hô. Thẩm Tường lập tức đem sáng đạo tà tổ sự tình nói một lần. Nói láo. Sáng đạo tà tổ đã sớm chết, hơn nữa còn là bị cái kia 7 cái môn phái sáng đạo thủy tổ cho làm chết. Người biết không, này 7 cái gia hỏa phi thường đáng tiếc sáng đạo tà tổ, cái kia một thân sức mạnh, vì lẽ đó bọn họ đồng thời thôn phệ sáng đạo tà tổ sức mạnh, sau đó bị sáng đạo tà tổ sức mạnh phản phệ, cuối cùng biến thành bán tà, khi đó sáng đạo thần chủ cũng không biết chuyện này, cùng bọn họ hợp lực kiến tạo tòa này sáng đạo thần đảo, nào có biết xây dựng tốt sau, bọn họ rồi cùng sáng đạo thần chủ bạo phát chiến đấu. Bọn họ có thực lực giết chết sáng đạo thần chủ,
nhưng không có giết, bởi vì một khi giết chết Sáng Đạo Thần Chủ, nơi này có bát tổ khế ước đổ phong ấn bảo tàng, bọn họ đều không thể được, vì lẽ đó bọn họ chỉ có đem Sáng Đạo Thần Chủ phong ấn lên. Thẩm Tường nghe xong mấy cái bí ẩn, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, hắn vẫn cho là đại trong kết giới diện phá tan phong ấn chính là tội ác tày trời Sáng Đạo Tà Tổ, không nghĩ tới lại là Sáng Đạo Thủy Tổ bên trong tốt nhất. Này rất rõ ràng là cái kia bảy cái thủy tổ cố ý mặt Sáng Đạo Thần Chủ, trước hắn liền cảm thấy bảy sơn các phái không đúng. Tuy nói có một tòa Sáng Đạo Sơn bị diệt đi, nhưng này Sáng Đạo Băng Sơn chính là chính bọn hắn diệt, sau đó vu cho Sáng Đạo Thần Chủ, để mọi người căm hận Sáng Đạo Thần Chủ. Đây là Yến Cửu nói cho Thẩm Tường. Ta hiện tại đã biết rõ, chẳng trách Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng sẽ đi theo Sáng Đạo Thần Chủ, thì ra là như vậy. Thẩm Tường nội tâm mừng thầm, Tần Sương các nàng Lạc Cửu Dương sau đó, nhất định sẽ vô cùng an toàn. Mà hiện tại bên ngoài tất cả mọi người đều cho rằng cái kia là Sáng Đạo Tà Tổ. Thẩm Tường than thở, này bảy cái thủy tổ thực sự là quá đáng ghét, ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này truyền đi, mặc kệ có người hay không xác thực. Cái này Sáng Đạo Thần Đảo đại trận, mặc dù là Sáng Đạo Thần Chủ bản thân, cũng khó có thể phá tan nha. Này đã biến thành cái kia bảy cái bán tà thủy tổ khống chế thế giới, mà nơi này phong ấn lượng lớn bảo vật, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp một chút được. Thạch Thúc nói, tại sao nơi này sẽ phong ấn nhiều như vậy tài nguyên? Thẩm Tường hỏi. Lúc trước chủ yếu là lo lắng Sáng Đạo Tà Tổ chết rồi sẽ bùng nổ ra lượng lớn tà ác lực lượng, sau đó Sáng Đạo Thần Chủ liền đem lượng lớn tài nguyên bao bọc ở chỗ này, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng thuận tiện diệt đạo trùng kiến. Thạch Thúc nói, Sáng Đạo Tà Tổ đã sớm chết, hơn nữa bị bảy cái thủy tổ thôn phệ cái kia một thân tà lực. Bảy cái thủy tổ còn đem Sáng Đạo Thần Chủ phong ấn lên, sau đó bịa đặt nói Sáng Đạo Thần Chủ là cái kia tội ác tày trời tà tổ, bởi vì lúc trước không người nào, vì lẽ đó mọi người cũng không biết những chuyện này, vì lẽ đó bọn họ muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lâu dần, biến thành truyền thuyết, liền thấu triệt lòng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Tường nếu như không phải gặp phải cái này Thạch Thúc, hắn hiện tại nhất định sẽ cho rằng bên ngoài cái kia chính là tội ác tày trời Sáng Đạo Tà Tổ. Bất quá dù vậy, trong này bảy sơn các phái cũng không có cho hắn hảo cảm gì. Hắn đi tới trước Sáng Đạo Sơn lúc, đầu tiên chính là gặp phải Mộc Sơn phái đệ tử, khi đó liền cho hắn phi thường kém cỏi ấn tượng, hơn nữa còn cùng hắn phát sinh xung đột, sau đó hắn đi tới Sáng Đạo Viêm Sơn, Mộc Sơn phái người vẫn như cũ đến gây sự với hắn, mà Sáng Đạo Viêm Sơn vì được Hoa Ly Tình nắm giữ lượng lớn phương pháp luyện đan, đối Hoa Ly Tình gặp phải Mộc Sơn phái cưỡng bức khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy, Viêm Sơn môn cũng để lại cho hắn ấn tượng xấu. Trước hắn gặp phải Yến Cửu, lại biết bảy sơn các phái hiểm ác, khi đó hắn liền đối bảy sơn các phái cảm thấy căm ghét cực kỳ, bây giờ hắn rốt cuộc biết chân tướng, bảy sơn các phái sau lưng Sáng Đạo Thủy Tổ, đều đang thôn phệ lượng lớn tà tổ sức mạnh, bọn họ có thể coi là nửa cái tà tổ. Thạch Thúc, bây giờ Sáng Đạo Thần Chủ ngay ở bên ngoài, hắn khẳng định rất muốn đi vào, muốn làm sao mới có thể giúp hắn đi vào. Thẩm Tường nói, biện pháp là có, nhưng cũng vô cùng phiền phức, ngươi nếu là không có cái khác việc trọng yếu. Đúng là có thể đi thử một chút xem. Thạch Thúc suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực tại này Sáng Đạo cổ địa bên trong, thì có một cái thần bí đường nối. Đây là năm đó Sáng Đạo Thần Chủ lưu lại. Cái kia bảy cái thủy tổ biết không? Thẩm Tường sáng mắt lên, nơi này dĩ nhiên lại đi về bên ngoài thần bí đường nối. Tòa này thần đảo hiện tại nhưng là đóng kín lên, đi ra ngoài dễ dàng đi vào khó. Nếu như có thể tới lui tự nhiên cái này ngược lại cũng đúng vô cùng tốt, hắn liền có thể đi ra ngoài tìm kiếm Long Tuyết Di các nàng. Bọn họ không biết, nhưng cũng hoài nghi, bởi vì chỉ có chỗ đó không có bố trí bát tổ khế ước đồ, chỉ để lại Sáng Đạo Thần Chủ chính mình bố trí kết giới. Thạch Thúc nói, nếu là bị bọn họ phá tan cái kia kết giới, vậy thì không có cách nào. Ở nơi nào, ta đi xem. Thẩm Tường nói, được, bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia kết giới không phải là đùa giỡn. Thạch Thúc nói, ta ở chỗ này tuy có sức mạnh to lớn, nhưng ta không thể rời đi mảnh này cự thạch trận, cũng không thể ra sức. Thạch Thúc, ngươi tại sao không thể rời đi? Thực lực của ngươi chắc là rất mạnh mới đúng. Ngươi dĩ nhiên cam nguyện ở chỗ này bảo vệ nhiều năm như vậy. Thẩm Tường đối này cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi không hiểu. Sáng Đạo Thần Chủ đối với ta mà nói, thì tương đương với là phụ thân, có hắn mới có ta. Tuy rằng tu vi của ta rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là cha của ta. Ta cũng chỉ là tại làm chính mình chuyện nên làm. Thạch Thúc than thở, chỉ là sau đó không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, dẫn đến Sáng Đạo Thần Chủ chán nản đến mức độ này. Thạch Thúc, ta sư muội là chú văn thú, nàng tựa hồ bị một loại sức mạnh cho hạn chế lại, không thể rời đi nơi này, ngươi có biện pháp gì sao? Thẩm Tường hỏi. Ta không có cách nào, bất quá Sáng Đạo Thần Chủ chắc là có biện pháp. Lúc trước Sáng Đạo Bát Tổ ở chỗ này lưu lại lượng lớn chí tôn chú văn, mấy cái chí tôn chú văn hấp thu các loại năng lượng sau,
hóa thành linh thể, cuối cùng tiến hóa thành thú loại. Sáng đạo bát tổ lúc trước đều dự liệu được chuyện như vậy, bởi vì trong thiên địa đều có sáng đạo tà tổ sức mạnh, vì lẽ đó chú văn thú có thể sẽ hóa thành tà ác thú loại, vì phòng ngừa mấy cái mạnh mẽ thú loại đi ra ngoài, vì lẽ đó liền làm ra hạn chế. Tại sáng đạo cổ địa bên trong phần lớn chú văn thú đều rất hung tàn, nếu không là sáng đạo bát tổ có dự kiến trước, mấy cái chú văn thú đã sớm đi ra ngoài khắp nơi gieo vạ. Xem ra ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm sáng đạo thần chủ. Thẩm Tường cảm thấy chuyện này sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề, hiện tại Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng rồi cùng sáng đạo thần chủ cùng nhau, mà sáng đạo thần chủ bây giờ khẳng định nguyên khí đại thương, cũng cần giúp đỡ. Được, ta hiện tại liền đem sáng đạo thần chủ lưu lại đường nối nói cho ngươi, ngươi đi. Tới đó, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu là có mạnh mẽ sát trận, lập tức đào tẩu. Thạch Thúc nói, sau đó tại bầu trời dùng năng lượng ngưng ra một bức rất tỉ mỉ địa đồ. Mặt trên bản đồ có thật nhiều màu đỏ khu vực, Thạch Thúc chỉ vào mấy cái màu đỏ khu vực nói, những chỗ này đều là có bát tổ khế ước đồ, ngươi muốn tách ra. Thẩm Tường đem nhớ kỹ, gật gật đầu, hỏi, cái kia điểm sáng màu vàng óng, chính là đường nối vị trí sao? Đúng, khoảng cách nơi này có chút xa. Thạch Thúc nói, trên đường phải cẩn thận, nói như vậy, ở chỗ này chỉ cần tách ra những kia màu đỏ khu vực, đều là tương đối an toàn, khả năng chính là chú văn thú sẽ đối với ngươi có uy hiếp. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Thẩm Tường nói, tiểu huynh đệ, vậy thì tạm biệt, hy vọng sau này có thể có cơ hội nhìn ngươi, sau đó cùng uống rượu. Thạch Thúc ha ha cười nói, cáo từ Thạch Thúc, chúng ta nhất định có thể gặp mặt. Thẩm Tường đem huyễn thể thu hồi lại, sau đó đem hắn cùng Thạch Thúc nói chuyện sự tình nói cho U Giao Sơn Trang. Bên trong nữ tử, Tiêu Tương Lâm cùng Tiểu Bạch Hồ các nàng tại thời gian trong trận bàn, cũng có thể nghe được. Sư muội, đến thời điểm ta khả năng muốn rời khỏi nơi này một trận, mà ngươi tạm thời không thể theo ta đi. Thẩm Tường nói, âm thanh tràn đầy không muốn cùng lo lắng. Tiểu Bạch Hồ cười khúc khích, dịu dàng nói, sư huynh, ta hiện tại mạnh hơn ngươi, hơn nữa ta học được sư phụ truyền thụ phân thân chú văn sau đó, ta liền có thể có hai cái phân thân, đến thời điểm ta sẽ càng mạnh hơn, ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta. Thẩm Tường cũng nhớ tới chuyện này, nàng học được phân thân chú văn sau đó, xác thực sẽ mạnh phi thường, ba cái Tiểu Bạch Hồ, đồng thời phóng thích nàng loại này huyền bí áp lực mạnh mẽ chú văn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hừm, vậy ta liền yên tâm. Thẩm Tường cười nói, hắn bay đến trong trời cao, dựa theo trong địa đồ an toàn con đường, đi tới cái kia thần bí đường nối. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy Thẩm Tường như vậy quan tâm nàng, trong lòng cũng là ấm áp, nàng cũng không phải sợ cái gì, chỉ là không nỡ cùng sư huynh sư phụ tách ra. Đồng thời còn có chút bận tâm sau đó không thấy được sư phụ cùng sư huynh. Sư phụ, sư muội chí tôn chú văn thích hợp dùng cho luyện đan bên trong sao? Thẩm Tường hỏi. Đương nhiên thích hợp, nếu là ta có thể đem biến thành ngạo thế đan văn, vậy khẳng định phi thường có lợi cho ngươi luyện đan. Nàng áp lực chú văn có thể cho ngươi ngưng đan thời điểm nhanh chóng hoàn thành. Ngươi nên biết, nếu là có rất mạnh áp lực nhanh chóng đè ép ngưng đan, sẽ bùng nổ ra càng mạnh hơn năng lượng, phẩm chất sẽ càng tốt hơn. Sau đó chính là Tiểu Bạch Hồ tụ khí chú văn, tụ tập truyền thuyết khí, vậy thì càng thêm lợi hại. Ngươi luyện chế đan, có thể tụ tập lượng lớn truyền thuyết khí, này sẽ có như thế nào hiệu quả? Thẩm Tường lúc này ngẫm lại cũng âm thầm kích động, hắn chỉ có thể chờ đợi Tiêu Tương Lâm tin tức tốt. Hơn nữa Tiêu Tương Lâm còn nói muốn hòa vào phi thăng đan văn bên trong, đến thời điểm phi thăng đan văn cũng sẽ bị cải đến hoàn toàn thay đổi, sẽ không bị Cao Minh luyện đan sư nhận ra. Hiện tại, Thẩm Tường càng thêm cảm thấy chú văn thiên sư đáng quý, nếu là chính hắn, khẳng định không cách nào dằn vặt trừ đặc biệt ngạo thế đan văn đến, nếu là muốn lấy được cũng không có cái khác con đường, này sẽ đối với hắn con đường luyện đan có rất lớn hạn chế. Thẩm Tường căn cứ trong ký ức địa đồ đi tới, đột nhiên phát hiện phía trước thiếu rất nhiều sơn, vì để cho Thẩm Tường nhận rõ ràng phương hướng, Thạch Thúc trên địa đồ vẽ rất nhiều sơn. Thẩm Tường hỏi dò Tiểu Bạch Hồ từ thời gian trong trận bàn đi ra. Nhìn một chút, thấp giọng nói, phía trước là một cái tông môn, sẽ dùng băng, cũng chỉ có sáng đạo băng sơn, tên là băng ngọc tông, cũng coi như bọn họ đem mình sáng đạo băng sơn làm không, chính là vì làm thương sáng đạo thần chủ, đồng thời giá họa cho sáng đạo thần chủ, để rất nhiều người đều căm hận hắn. Phía trước sơn hẳn là bị bọn họ săn bằng. Thẩm Tường gấp đến độ đi tới đi lui, cái kia kết giới chắc là ngay ở này băng ngọc tông bên trong, thực sự là phiền phức. Thẩm Tường trước cũng chỉ là dự định tại mấy cái tông môn bên ngoài đi dạo, chào mấy người tới hỏi hỏi một ít chuyện, chủ yếu là hỏi dò có biện pháp nào hay không để Tiểu Bạch Hồ theo hắn đi ra sáng đạo cổ địa. Bây giờ hắn đã từ Thạch Thúc nơi đó biết được, chỉ có sáng đạo thần chủ mới biết biện pháp, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tiến vào cái kia kết giới, đi ra ngoài tìm sáng đạo thần chủ, đồng thời bọn họ làm đi vào. Sư huynh, có muốn hay không ta mang ngươi đi vào? Tiểu Bạch Hồ nói, ta đã tới một lần.
Không, ta trước tiên không đi vào. Thẩm Tường nói, ta phải đợi ngươi nắm giữ phân thân chú văn, bởi vì ta sau khi đi vào, rất có thể liền muốn rời đi, ta không thể mang ngươi đi ra ngoài. Tiểu Bạch Hồ nghĩ tới đây sự kiện, khẽ cắn môi dưới, gật gật đầu, nàng cũng vô cùng không nỡ Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm. Không sao, ta nhất định sẽ trở về, sắp tới ta liền đi tìm ngươi. Thẩm Tường khẽ vuốt sợi tóc của nàng, làm cho nàng tiến vào thời gian trong trận bàn, dành thời gian đi học tập phân thân chú văn. Mà Thẩm Tường nhưng là trong khoảng thời gian này bên trong, phóng thích huyễn thể đi vào bên trong tra xét, hắn huyễn thể năng bị Thạch Thúc phát hiện, chủ yếu là Thạch Thúc thực lực rất mạnh, tại này Băng Ngọc Tông bên trong, cũng chỉ có cái kia thủy tổ khả năng có thực lực như vậy, mà cái này thủy tổ khẳng định đang bế quan, những người khác khó có thể phát hiện hắn. Thẩm Tường phóng thích huyễn thể từ không trung chậm chậm trôi về cái kia kết giới, cẩn thận tra xét một phen sau đó, hắn yên tâm rất nhiều, bởi vì cái kia kết giới bốn phía không có quá nhiều người, chỉ là bị tường cao vây quanh, bên trong là một mảnh rừng rậm. Kết giới vẫn như cũ thả ra sức mạnh rất mạnh, Thẩm Tường cũng không tự tin có thể phá tan, hắn cảm thấy kết giới này vẫn luôn là dáng dấp như vậy, xác thực đã bị Băng Ngọc Tông Sáng Đạo Thủy Tổ biết, nhưng không có bị phá tan. Sáng Đạo Thần Chủ kết giới cũng thật là lợi hại. Thẩm Tường trong lòng suy đoán, nếu là cái khác Thủy Tổ liên thủ, nói không chắc có thể phá tan, thế nhưng Băng Ngọc Tông Thủy Tổ lo lắng sẽ có thứ tốt, cho nên mới không có nói cho cái khác Sáng Đạo Thủy Tổ. Thẩm Tường đã tìm tới kết giới vị trí. Hiện tại vấn đề khó là hắn muốn làm sao mới có thể đi vào, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ đi đến, để Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi nhìn mới biết. Mấy ngày trôi qua, Tiểu Bạch Hồ cuối cùng cũng coi như thành công nắm giữ phân thân chú văn, nàng nhưng là dùng gần như 2.000 năm, mà lúc trước Tiêu Tương Lâm tắc không tới 100 năm. Nhưng Thẩm Tường vẫn là khâm phục Tiểu Bạch Hồ, tốc độ như thế này đã rất nhanh, chỉ ít hắn không làm được. Hiện tại hắn không có đi học truyền thuyết chú văn dự định, Tiêu Tương Lâm cũng đã nói, phi thường tiêu hao thời gian. Thẩm Tường dự định chờ Tiêu Tương Lâm, nắm giữ mặt khác hai cái truyền thuyết chú văn lại nói, nếu là cái kia hai cái truyền thuyết chú văn bên trong có phi thường thích hợp hắn, hắn đi học cái kia là được, bởi vì học tập một cái truyền thuyết chú văn sau đó, lại đi học tập thứ hai, thì càng thêm khó khăn, Tiêu Tương Lâm tại thời gian trong trận bàn nhưng là dùng mấy ngàn năm, đều không có nắm giữ. Sư huynh, chính ngươi một người phải cẩn thận nha. Tiểu Bạch Hồ rất không yên lòng, nàng dự định để hai cái phân thân theo Thẩm Tường. Nàng biết Thẩm Tường U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử, đều không có ngạo thế truyền thuyết cảnh. Nhưng Thẩm Tường không cho nàng phân thân đi, Thẩm Tường đối với mình ẩn nấp rất yên tâm, hắn cảm thấy sẽ không bị phát hiện. Sư muội, ngươi trước tiên rời xa nơi này, cái này cho ngươi. Thẩm Tường cho một mảng nhỏ xích hỏa thần long vảy rồng nàng, đến thời điểm hắn chỉ cần thông qua xích hỏa thần long, liền có thể cảm ứng được Tiểu Bạch Hồ vị trí. Ngươi thật sự không cần của ta phân thân bảo vệ sao? Tiểu Bạch Hồ thấp giọng nói. Sư huynh người ta lợi hại lắm. Thẩm Tường ngắt một hồi nàng cái kia quyến rũ lại tràn ngập ngây thơ khuôn mặt. Người sư huynh kia nhất định phải tới tìm ta, ta chờ ngươi. Tiểu Bạch Hồ dùng nước long lanh con mắt nhìn Thẩm Tường. Hừm, ngươi mau rời đi nơi này. Ở đây có nhiều như vậy mạnh mẽ ra hỏa, bị bọn họ dùng một ít thủ đoạn phát hiện liền không tốt. Thẩm Tường thúc giục. Tiểu Bạch Hồ đi mấy bước, quay đầu lại nhìn một chút hắn, sau đó cắn cắn môi, mới nhanh chóng rời đi. Sư phụ, nếu là ngươi hai cái phân thân bị diệt rơi mất, đối với ngươi bản thể có ảnh hưởng gì sao? Thẩm Tường hỏi. Sẽ một điểm ảnh hưởng, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bởi vì chưa từng thử qua, nói chung bản thể sẽ không chết là được rồi. Tiêu Tương Lâm nói, nàng đối với vấn đề này cũng rất tò mò, chính mình cũng chỉ quá giả thiết, nhưng đều không có đáp án xác thực. Đến thời điểm hỏi một chút Sáng Đạo Thần Chủ, hắn khẳng định biết đến. Thẩm Tường cười nói, hắn đã triển khai phản sức mạnh, đi tới cái kia bị tường cao vây quanh rừng rậm. Băng Ngọc Tông rất nhiều kiến trúc đều là dùng màu trắng băng dựng mà thành, tới gần sau đó, liền có thể nhìn thấy rất nhiều trắng xóa đủ loại kiến trúc, những kiến trúc này đều là người phóng thích mạnh mẽ băng lực lượng ngưng tụ thành, đủ loại kiểu dáng đều có, còn rất đẹp. Thẩm Tường xuyên qua một đám lớn băng chế kiến trúc, rốt cục đi tới cái kia tường cao bên ngoài, cái này tường cao dĩ nhiên dùng Sáng Đạo Thánh Thạch dựng mà thành, Thẩm Tường trước dùng huyễn thể không có cảm giác đến, chính hắn tự mình đi tới sau đó mới phát hiện. Cái này tường cao bản thân liền là một cái kết giới. Thẩm Tường trước dùng huyễn thể cũng chỉ là ở phía xa nhìn, cũng không có tới gần, hiện tại hắn tại mới tìm được, rừng rậm bên ngoài tường cao cũng là kết giới một phần. Nơi này không có những người khác, Thẩm Tường lặng lẽ để Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi đi ra, cách nàng cũng cần thời gian nhất định mới có thể tra xét rõ ràng kết giới này tình huống. Thẩm Tường cũng dùng huyễn thể tại bốn phía bay tới bay lui thông khí, nếu là có người tới gần. Hắn liền lập tức đem Phong Khả Nhi cùng Tiêu Tương Lâm đưa vào U Giao Sơn Trang, bên trong. Cũng may khu vực này là Băng Ngọc Tông cấm địa, vì lẽ đó Băng Ngọc Tông đệ tử rất ít tới gần nơi này. Một ngày sau khi đi qua, Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi đã tới U Giao Sơn Trang.
Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Kết giới này tốt mở ra sao? Thẩm Tường hỏi. Không được. Tiêu Tương Lâm ngữ khí nghiêm nghị, ta hiện tại vẫn không có nghĩ đến biện pháp. Tại Băng Ngọc Tông bên trong khẳng định cũng có trận pháp tông sư, bọn họ dùng nhiều như vậy thâm niên cũng không thể mở ra, liền chứng minh kết giới này mạnh mẽ. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Tường cuống lên. Biện pháp đúng là có, nhưng cũng không biết có được hay không đến thông. Phong Khả Nhi nói, ta cùng Tương Lâm tỷ tỷ thảo luận qua, chúng ta chỉ cần làm ra một cái lỗ kim to nhỏ động là được, ngươi lại dùng biến hóa thuật đem mình biến thành xương khói sâu vào. Cái này lỗ nhỏ dễ dàng làm sao? Thẩm Tường hỏi. Đương nhiên không dễ dàng. Ta nghĩ đến biện pháp chính là dùng Tiểu Khả Nhi kim châm. Sau đó rót vào lượng lớn thời không lực lượng. Tiêu Tương Lâm nói, tốt nhất là để ngươi xích hỏa thần long đi ra. Sau đó ngươi thông qua xích hỏa thần long ngưng ra thời không lực lượng, trong nháy mắt rót vào kim châm bên trong, sau đó xuyên thấu kết giới. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ trong nháy mắt, ngươi liền hóa thành yên vụ đi xuyên qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Tường cảm thấy quá trình cũng không phải khó, chỉ là như thế làm nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Xích hỏa thần long một khi lực bộc phát lượng, khí tức nhất định không che lấp được. Xác thực sẽ bại lộ ngươi xích hỏa thần long, cái này cũng là biện pháp duy nhất. Nếu để cho Tiểu Bạch Hồ đến vậy có thể, có muốn hay không đem nàng gọi tới? Tiêu Tương Lâm nói, vẫn là không cần, tuy rằng chỉ là để phân thân đến, nhưng hiện nay còn không biết phân thân bị hao tổn đối bản thể thương tổn. Nếu để cho nàng bản thể tạo thành ảnh hưởng không tốt, nàng bị đuổi giết sau đó, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Thẩm Tường nói, nếu là nơi này không có cái kia cái gì sáng đạo thủy tổ, Thẩm Tường đúng là sẽ làm Tiểu Bạch Hồ đến, chỉ có điều sáng đạo thủy tổ thứ này thật đáng sợ, trời mới biết cái kia là thực lực ra sao. Được rồi, chỉ có thể dùng xích hỏa thần long, tiết lộ liền tiết lộ, chỉ cần có thể nhìn thấy sáng đạo thần chủ, ta cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu không ít. Thẩm Tường quyết định, nếu là thật có thể làm cho Tiểu Bạch Hồ rời đi này sáng đạo cổ địa, hắn lại cảm thấy không có gì. Hơn nữa đến lúc đó cũng có thể làm cho sáng đạo thần chủ đi vào. Sau đó nơi này 7 cái bán tà sáng đạo thủy tổ liền do sáng đạo thần chủ tới đối phó. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Tương Lâm nói. Thẩm Tường cầm kim châm, hắn cùng Tiêu Tương Lâm đến nay đều không làm rõ này thần bí kim châm rốt cuộc là thứ gì. Trước hắn cùng Phong Khả Nhi còn tưởng rằng là sáng đạo thánh tinh luyện chế ra đến. Thế nhưng Tiêu Tương Lâm dùng kim châm từng thử, phi thường dễ dàng liền xuyên thủng vạn đạo thần thổ tinh, lại như đâm đậu hũ như thế. Vì lẽ đó Phong Khả Nhi cùng Tiêu Tương Lâm mới sẽ đối này kim châm có rất lớn tự tin. Thẩm Tường đem xích hỏa thần long thả ra, rên lên một tiếng, khống chế xích hỏa thần long ngưng ra thời không lực lượng. Hắn hiện tại đã nắm giữ hết thảy thời gian chú văn cùng không gian chú văn, vì lẽ đó không cần thông qua lục đạo thần kính. Xích hỏa thần long năng lượng lập tức bộc phát ra, ngưng tụ thành 9 cái thời gian chú văn cùng 9 cái không gian chú văn. Lại bị Thẩm Tường dùng dung hợp chú văn trùng điệp cùng nhau, sau đó sẽ thêm vào tăng cường chú văn, nguồn sức mạnh này liền trở nên phi thường đáng sợ, làm cho toàn bộ Băng Ngọc Tông đều đang run rẩy, không ít băng chế phòng ốc đều rạn nứt. Có người đến rồi. Thẩm Tường huyễn thể cảm ứng được vài cỗ ngạo thế truyền thuyết cảnh, khí tức nhanh chóng áp sát, ngoài ra, còn có một luồng hơi thở hết sức đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở, khiến cho hắn vô cùng sốt sắng. Mở. Xích hỏa thần long hết thảy năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Thông qua các loại chú văn tăng cường hóa thành thời không lực lượng, rót vào kim châm bên trong, xuyên thấu cái kia mặt tường. Cái kia mặt tường trong nháy mắt thêm ra một cái lỗ nhỏ, Thẩm Tường dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành yên vụ, chui vào cái hang nhỏ kia, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hắn vừa hóa thành yên vụ chui vào sau đó, hơn 10 ông lão bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa đồng thời đánh ra từng luồng đáng sợ ánh sáng. Thẩm Tường đã xuyên thấu cái kia mặt tường, hắn tại tường một mặt khác nghe thấy rầm 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 vang vọng. Tường cao cũng đang điên cuồng rung động, nhưng không có bất kỳ vết, rách, phi thường kiên cố. Hù chết ta. Thẩm Tường nhìn thần hải thế giới cái kia uể oải tiểu long, thở ra một hơi dài, thân thể bốc lên mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân quần áo. Một người trong đó sáng đạo thủy tổ chắc là đến rồi. Thẩm Tường hồi tưởng vừa nãy suýt chút nữa sẽ chết trong nháy mắt, cảm thấy sợ không thôi, hắn chậm một chút nữa điểm, nói không chắc liền bị đánh thành tro. Vừa nãy cái kia khổng lồ như thế động tĩnh, rất được Băng Ngọc Tông sụp xuống hơn một nửa kiến trúc, Băng Ngọc Tông bốn phía đại địa cũng bị chấn động đến mức rạn nứt, xa xa nhiều tòa cao to núi đá, bị đánh nứt không ít. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Có người đi tới nơi này, đồng thời đi vào. Một tên sắc mặt nghiêm túc ông lão, cả người phả ra tà khí. Hẳn là, cái kia tựa hồ là mạnh mẽ thú loại khí tức. Một ông già cảm nhận được cái kia cỗ tà khí, ánh mắt né qua một tia sợ hãi. Con này thú nằm ở nghịch sinh giai đoạn.
đã rất lâu không gặp phải tình huống như thế. Thần băng thủy tổ, thứ này tại sao muốn đi vào này thần bí kết giới? Chúng ta có muốn hay không đem chuyện này nói cho cái khác tông môn, để bọn họ tới xem một chút, đồng thời phá? Không cần, việc này nhất định phải bảo mật, coi như một cái nào đó trưởng lão tu luyện lúc xảy ra sai sót, mới gợi ra như vậy động tĩnh. Cái kia thần băng thủy tổ phất phất tay, đi vào người bên trong, nhất định sẽ trở ra, nơi này nhưng là tên kia lặng lẽ lưu lại địa phương, bên trong khẳng định cất giấu cái gì. Cái khác hơn 10 cái ông lão gật gật đầu, bọn họ đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh, nhưng cũng đối này thần băng thủy tổ cảm thấy e ngại, có thể thấy được thần băng thủy tổ thực lực đáng sợ dừng nào. Tiểu Bạch Hồ còn tại rời xa băng ngọc tông trên đường, cảm ứng được vừa nãy gợn sóng, nàng rất là lo lắng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng rời xa nơi này. Nàng tin tưởng Thẩm Tường nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẩm Tường xuyên qua sau tường cao, yên tâm rất nhiều. Hắn phóng thích huyễn thể, sau đó phân công nhau tra xét vùng rừng rậm này. Rất nhanh sẽ tại rừng rậm trung gian tìm tới một tảng đá lớn. Toàn bộ rừng rậm đều là cây cối, chỉ có trung gian có như thế một tảng đá lớn. Này gây nên Thẩm Tường chú ý, rời đi nơi này đường nối ở nơi nào? Ngay ở tảng đá kia bên trong. Thẩm Tường đại lực đẩy một cái, không thể thúc đẩy tảng đá. Tiêu Tường Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng nhìn một chút sau đó, kinh hô, đây là một khối sáng đạo thánh tinh. Sáng đạo thánh tinh. Thẩm Tường ngẩn người, lùi lại mấy bước, nhìn ngọn núi nhỏ này khâu như thế đá tảng, này dĩ nhiên là sáng đạo thánh tinh, hắn còn chưa từng thấy lớn như vậy. Hơn nữa còn là một khối đặc thù sáng đạo thánh tinh, bị người dùng cao minh thủ pháp luyện chế quá, bên trong có thời không chú văn. Tiêu Tường Lâm lấy tay đặt tại khối đá này lên, cảm ứng bên trong, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Lẽ nào đây là một cái truyền tống trận? Thẩm Tường kinh ngạc nói. Rất có thể. Bên trong có thật nhiều cùng thời gian chú văn, không gian chú văn tương tự chú văn, nhưng cũng muốn so với này hai loại chú văn kỳ lạ phức tạp. Hẳn là này hai loại chú văn tiến hóa đi ra, ta không đoán sai. Chí tôn chú văn hẳn là trải qua đặc thù cải tạo hoặc là tiến hóa mà thành, căn cứ vào chính loại phổ thông sáng đạo chú văn diễn hóa, mà cuối cùng sẽ hình thành truyền thuyết chú văn. Tiêu Tường Lâm nhìn bên trong những kia phi thường phức tạp đủ loại chú văn, tràn đầy cảm ngộ. Thẩm Tường chỉ có thể ở bên cạnh kiên trì nghe. Tiêu Tường Lâm muốn phát hiện khối này to lớn sáng đạo thánh tinh huyền bí, khẳng định cần một ít thời gian. Chờ một chút, ta đem bên trong các loại chú văn nhớ kỹ, ta cảm thấy lấy sau ta có thể từ đây lấy làm gương, làm ra cực cường thời không truyền tống trận, nói không chắc có thể truyền tống sẽ các ngươi nói tới Thần Long Hồ. Tiêu Tường Lâm nói, điều này cũng khiến Thẩm Tường cảm thấy hưng phấn. Thẩm Tường cũng không biết Tiêu Tường Lâm dùng biện pháp gì, chỉ là 3 ngày thời gian liền bị nàng ký toàn. Nàng tuy rằng không có trong lòng bàn tay các loại chú văn, nhưng cũng có thể rơi ở trong đầu. Chủ yếu là bên trong sáng đạo chú văn đều là căn cứ vào những kia phổ thông sáng đạo, chú văn diễn biến, cho nên nàng có thể nhanh chóng rơi ở trong đầu. Đây chính là chú văn thiên sư thiên phú. Ta hiện tại muốn mở ra. Tiêu Tường Lâm nói, mở ra vô cùng đơn giản, chỉ cần phát động bên trong một cái nào đó chú văn, liền có thể hấp thu khối này to lớn sáng đạo thánh tinh năng lượng. Thẩm Tường liền vội vàng gật đầu, nhanh mở ra đi. Tảng đá chấn động, đột nhiên biến thành màu trắng, bị bạch quang bao vây, Tiêu Tường Lâm tay cũng rơi vào trong tảng đá, sau đó nàng lôi kéo Thẩm Tường tiến vào trong tảng đá. Sau khi đi vào, bọn họ xuất hiện tại một nơi khác, cái kia là một hang núi, ở đây cũng có khối giống như đúc tảng đá, hơn nữa tại tảng đá trước mặt còn có một tên nam tử. Đại ca, nam tử chính là Tống Long Hiên, hắn nhìn Thẩm Tường như là nhìn thấy quỷ như thế, con ngươi trừng tròn xoe, kinh hô. Long Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Thẩm Tường cũng là một bộ quái đản biểu hiện, hét lớn. Thẩm Tường trước cùng Tống Long Hiên từng gặp mặt, ngay ở sáng đạo cổ địa bên ngoài tòa thành thị này, bọn họ còn hàn huyên một lúc, khi đó Tống Long Hiên liền thần thần bí bí. Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ lại ở chỗ này gặp mặt. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi là từ khối đá này đi ra sao? Ta phải đến tìm sư phụ. Tống Long Hiên hô, sư phụ để ta bảo vệ khối đá này. Nói có người đi ra liền muốn lập tức đi nói cho hắn, đại ca, người ở chỗ này vân vân. Sư phụ của ngươi đến cùng chính là ai? Thẩm Tường muốn một phát bắt được Tống Long Hiên hỏi rõ, nhưng Tống Long Hiên chạy trốn rất nhanh, lập tức liền không còn bóng. Thẩm Tường nhìn một chút bên cạnh Tiêu Tường Lâm, nói, cái tên này sư phụ lẽ nào là sáng đạo thần chủ? Tiêu Tường Lâm lắc đầu nói, chắc là không phải, thấy thế nào đều không giống, chúng ta ở chỗ này chờ đợi xem liền biết rồi. Không bao lâu, Tống Long Hiên liền mang theo một ông già đi tới, nhìn thấy người lão già này, Thẩm Tường cùng Tiêu Tường Lâm đều ngẩn người. Lạc tiền bối, Thẩm Tường kinh hô, Tống Long Hiên sư phụ lại là Lạc Cửu Dương, này ngược lại là ra ngoài Thẩm Tường dự liệu.
Tiêu Tương Lâm đúng là cảm thấy không có gì, Lạc Cửu Dương bản thân liền là một cái đối sáng đạo chú văn phi thường cuồng nhiệt người, hắn vừa ý Tống Long Hiên thiên phú cũng bình thường. Lạc Cửu Dương hiện tại khẳng định cùng sáng đạo thần chủ cùng nhau, Tống Long Hiên trước tại sáng đạo cổ địa bên ngoài, rất hiển nhiên bị dặn dò đi làm cái gì sự tình. Thẩm Tường, Tương Lâm, các ngươi từ khối đá này đi ra. Lạc Cửu Dương cũng rất bất ngờ. Tống Long Hiên nhìn thấy Thẩm Tường cùng sư phụ hắn nhận thức, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, trong lòng hắn cảm thấy là lạ, trước hắn đều là gạt sư phụ mình thân phận, không có nói cho Thẩm Tường, nào có biết Thẩm Tường lại cùng Lạc Cửu Dương nhận thức. Đúng, chúng ta trước tại sáng đạo cổ địa bên trong. Thẩm Tường nói, này nói rất dài dòng. Đúng rồi tiền bối, ngươi nhìn thấy Tần Xương tỷ sao? Nhìn thấy, các nàng này mấy cái nha đầu tìm tới ta sau đó, liền bị ta sắp xếp ở một cái chỗ an toàn, này bên ngoài hiện tại tương đối loạn. Lạc Cửu Dương nói, ngươi tại Thất Sơn thần đảo bên trong, khẳng định nghe nói có liên quan với chuyện bên ngoài đi. Đặc biệt cái gì sáng đạo tà tổ? Ta rất sớm đã nghe nói sáng đạo tà tổ sự tình. Thẩm Tường gật đầu nói, đại ca, kỳ thực cái kia không phải sáng đạo tà tổ. Tống Long Hiên liền vội vàng nói, ta biết, cái kia là sáng đạo thần chủ, đúng không? Thẩm Tường cười nói, ta cũng là vừa biết đến, cái kia bảy sơn các phái sáng đạo thủy tổ mới là bại hoại. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Lạc Cửu Dương nhìn Tống Long Hiên, Tống Long Hiên liền vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không nói gì quá, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Thẩm Tường tiến vào sáng đạo cổ địa trước cũng không biết chuyện này. Tiêu Tương Lâm quan sát phía sau tảng đá kia, bọn họ trước chính là từ tảng đá kia đi ra. Lạc tiền bối, các ngươi không có thông qua khối đá này tiến vào sáng đạo cổ địa sao? Tiêu Tương Lâm cau mày hỏi, lẽ nào khối đá này chỉ có thể từ bên trong đi ra, không thể từ nơi này đi vào? Không phải, có thể tới hồi. Chỉ có điều lúc trước sáng đạo thần chủ đang luyện chế lúc xảy ra chút bất ngờ, sử dụng thời điểm cần từ mặt khác khối này, kích hoạt bên trong các loại chú văn mới được. Các ngươi từ bên kia lại đây, cũng đã kích hoạt các loại chú văn, vì lẽ đó hiện tại chúng ta có thể tiến vào Thất Sơn thần đảo. Nói tới chuyện này, Lạc Cửu Dương tương đối cao hưng, nếu không là các ngươi tới đến, chúng ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi vào Thất Sơn thần đảo. Hóa ra là như vậy. Tiêu Tương Lâm thông qua bên kia thánh tinh đá tảng cũng được rất lớn thu hoạch, có thể học tập đến bên trong nhiều loại chú văn. Đột nhiên có người đi vào sơn động, là một tên thiếu niên. Cổ tiền bối. Thẩm Tường vội vã hô. Cổ tiền bối được. Tiêu Tương Lâm cười duyên nói. Là hai người các ngươi người trẻ tuổi nha. Cổ đồng đi tới nơi này, liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn cười nói, thật là không có nghĩ đến. Các ngươi nhưng là bang chúng ta đại ân. Sáng đạo thần chủ hiện tại vội vàng sao? Ta nghĩ đi tìm hắn hỏi chuyện. Thẩm Tường nói, có được hay không? Đương nhiên thuận tiện, đại ca ngươi giúp hắn lớn như vậy một tay, lão nhân gia người nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi. Tống Long Hiên cười nói, đi, chúng ta đi thấy sáng đạo thần chủ đi. Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm theo bọn họ đi ra sơn động, tiến vào một mảnh trong rừng rậm, đi tới một cái bên trong nhà gỗ nhỏ. Bên trong nhà gỗ nhỏ có một tên áo bào đen bạch phát lão giả, chính nhìn một quyển sách, vô cùng chăm chú, đây là một cái xem ra phi thường hiền lành ông lão, cả người lộ ra một luồng chính khí, căn bản không phải cái gì sáng đạo tà tổ. Đại ca, Lạc Cửu Dương sau khi đi vào, khẽ gọi nói, vị tiểu huynh đệ này chính là Thẩm Tường, ta trước hướng về ngươi nhắc qua, ngươi còn nhớ sao? Sáng đạo thần chủ đang đọc sách thời điểm, tựa hồ đối với chuyện bên ngoài không có chút nào biết, vì lẽ đó vừa nãy Tống Long Hiên tới nơi này gọi Lạc Cửu Dương, hắn cũng không biết. Nghe thấy Lạc Cửu Dương, hắn mới nghiêng đầu sang chỗ khác xem Thẩm Tường. Sáng đạo thần chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn ánh mắt tràn ngập ôn hòa, nhưng cũng thâm thúy cực kỳ. Thẩm Tường cảm giác mình khẳng định bị sáng đạo thần chủ nhìn ra gì đó đến. Sáng đạo thần chủ tiếu ý càng nồng, đặc biệt nhìn thấy Tiêu Tương Lâm sau đó. Thẩm Tường cũng không ngờ tới, Lạc Cửu Dương cùng cổ đồng hai người bọn họ lại cùng sáng đạo thần chủ lạy bó. Thẩm Tường cùng Tiêu Tương Lâm hướng về sáng đạo thần chủ hành lễ. Các ngươi là làm sao biết cái kia thần bí đường nối? Biết chuyện này người không nhiều. Sáng đạo thần chủ đứng dậy đi tới Thẩm Tường trước mặt bọn họ, mỉm cười hỏi. Là Thạch Thúc nói cho của ta. Thẩm Tường nói, ngươi biết hắn sao? Hóa ra là Thạch Thúc. Ngươi nhìn thấy hắn, mà lại không có chuyện gì, này tựa hồ phi thường không được nha. Sáng đạo thần chủ khá là kinh ngạc, hắn biết rõ Thạch Thúc ở nơi nào, vậy cũng là phi thường nguy hiểm, bất kể là ai, không có bát tổ máu, Thạch Thúc đều sẽ tôn sùng bát tổ khế ước đồ, giết chết không cần luận tội. Mặc dù bát tổ trong đó một tổ đi qua, cũng sẽ bị công kích. Ta dùng cái này đi qua. Thẩm Tường phóng thích trong suốt huyễn thể. Thì ra là như vậy. Sáng đạo thần chủ cười ha ha, chẳng trách, nhờ có các ngươi, chúng ta mới có biện pháp tiến vào sáng đạo cổ địa, bằng không còn không biết phải chờ tới lúc nào, các ngươi tới được thời điểm,
có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Rất nguy hiểm. Thẩm Tường đem băng ngọc, tông nhiều tên cường giả chuyện vây công hắn nói cho Sáng Đạo Thần Chủ. Sáng Đạo Thần Chủ sau khi nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm túc, bọn họ lại ở bên ngoài kiến tạo một cái tông môn. Tiêu Tường Lâm lúc này cho Thẩm Tường truyền âm, nhắc nhở hắn, Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng cũng đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Nếu không là Tiêu Tường Lâm nhắc nhở, Thẩm Tường còn không phát hiện. Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, điều này hiển nhiên cùng Sáng Đạo Thần Chủ có quan hệ. Thẩm Tường, ngươi không phải mới vừa nói có việc muốn hỏi một chút sao? Cổ Đồng nói, đúng rồi tiền bối, tại Sáng Đạo cổ địa bên trong chú văn thú muốn làm sao mới có thể rời đi? Thẩm Tường liền vội vàng hỏi, ta ở bên trong thu rồi một con chú văn thú làm đồ đệ, là Thẩm Tường tiểu sư muội, nàng cũng không phải loại này hung ác man thú. Tiêu Tường Lâm nói, có biện pháp nào hay không làm cho nàng rời đi Sáng Đạo cổ địa? Sáng Đạo Thần Chủ nghe xong, cười sang sảng nói, này rất dễ dàng. Các ngươi nắm này hạt đan cho nàng ăn là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáng Đạo Thần Chủ cho Thẩm Tường một hạt màu xanh nhạt đan. Thẩm Tường cùng Tiêu Tường Lâm đều không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, còn có chút không tin, bất quá đây là Sáng Đạo Thần Chủ cho, khẳng định không có vấn đề gì. Cảm tạ tiền bối. Tiêu Tường Lâm rất là cảm kích. Bởi vậy, Tiểu Bạch Hồ liền có thể rời đi Sáng Đạo cổ địa. Cửu Dương, Cổ Đồng, các ngươi khoảng thời gian này liền thủ tại chỗ này, ta phải đến một chỗ tìm kiếm giúp đỡ, bằng không tiến vào Sáng Đạo cổ địa, khẳng định đánh không lại bọn hắn. Sáng Đạo Thần Chủ nói, bây giờ chúng ta không cần tại tiến vào Thất Sơn Thần Đảo sự ra thao trường lao, mọi người cũng tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vâng, đại ca, Cổ Đồng đáp. Sáng Đạo Thần Chủ nhìn phía xa hang núi kia, hít một tiếng sau đó lại đột nhiên biến mất rồi, chỉ để lại một tia nhàn nhạt thời không khí tức, nhìn dáng dấp thuấn di chỗ rất xa. Ta mang bọn ngươi đi tìm Sương Nhi các nàng đi, Lạc Cửu Dương nói. Tiêu Tường Lâm vốn là dự định hỏi một chút phân thân chú văn sự tình, nhưng không nghĩ tới Sáng Đạo Thần Chủ đi được nhanh như vậy, lập tức đã không thấy tăm hơi, cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Thẩm Tường nhìn thấy Tần Sương, Bành Tuyền Phỉ cùng Long Tuyết Di các nàng ba cái. Long Tuyết Di biết được Tiêu Tường Lâm thu rồi một con cửu vĩ hồ làm đồ đệ, rất là chờ mong đi gặp thấy con kia Tiểu Bạch Hồ, nàng cảm thấy lấy sau chính mình lại thêm một người bạn chơi. Tần Sương mấy người các nàng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, các nàng hiện tại có thể muốn hướng về Tiêu Tường Lâm học tập Sáng Đạo chú văn. Chúng ta trước tiên đi Sáng Đạo cổ địa nhìn. Thẩm Tường nói, xuyên qua tảng đá kia, liền có thể đi đến một mảnh rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm kia vẫn là rất an toàn. Cổ Đồng nói, chúng ta đi vào, nhị ca canh giữ ở bên ngoài. Được, Lạc Cửu Dương nói. Cổ Đồng mở ra khối cự thạch này bên trong chú văn, sau đó cùng Tống Long Hiên còn có Thẩm Tường đi vào, liền đến Sáng Đạo cổ địa. Sư thúc, chúng ta có thể ở đây phát triển mà. Ngược lại bọn họ, không vào được. Tống Long Hiên nói, nơi này chất chứa năng lượng muốn so với trước nhiều chỗ quá hơn nhiều. Này cũng không phải an toàn nhất. Thẩm Tường nói, bởi vì chỉ có Băng Ngọc Tông biết nơi này, nhiều năm qua cũng chỉ là Băng Ngọc Tông chính bọn hắn thử nghiệm đánh tan kết giới. Nếu là những tông môn khác cũng biết, hợp lực công kích nơi này, liền khó nói. Không sai. Băng Ngọc Tông khẳng định cho rằng trong này có bảo vật gì, vì lẽ đó sẽ không nói cho cái khác sáu phái. Bất quá trước làm ra động tĩnh lớn như vậy, Băng Ngọc Tông khẳng định ẩn giấu không được bao lâu. Cổ Đồng nói, đại ca trước hắn đã nói, này Sáng Đạo bảy phái cả ngày đều tại tính toán đối phương, đề phòng lẫn nhau, không có làm lộn tung lên là lo lắng đại ca đến trả thù bọn họ, đến lúc đó không có giúp đỡ. Từ bên trong đi ra ngoài đúng là rất dễ dàng. Thẩm Tường nói, đây là Tiêu Tường Lâm nói cho Thẩm Tường. Có đúng không? Ngươi muốn đi ra ngoài? Cổ Đồng hỏi. Hừm, ta muốn đem cái kia hạt đan đưa cho sư muội ăn, nàng còn chờ ở bên ngoài ta đây. Thẩm Tường nói, nàng rất sớm đã muốn rời đi Sáng Đạo cổ địa, ta nghĩ làm cho nàng nhanh lên một chút đi xem chuyện bên ngoài. Tốt lắm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cổ Đồng vỗ vỗ Thẩm Tường vai, Thẩm Tường tu vi không bằng hắn, cũng gọi hắn vì là tiền bối. Nhưng hắn nội tâm đối Thẩm Tường vẫn tương đối kính nể. Ta cũng muốn cùng đại ca đồng thời. Tống Long Hiên thầm nói. Sau đó sẽ có cơ hội, ngươi cẩn thận cùng Lạc tiền bối học nhiều ít đồ. Thẩm Tường cười nói. Ta nhất định sẽ cố gắng học. Tống Long Hiên trọng trọng gật đầu. Như vậy cáo từ. Thẩm Tường hướng về Cổ Đồng cùng Tống Long Hiên nói lời từ biệt sau đó, cũng sắp bộ chạy về phía một mặt khác tường cao. Hắn lần trước tiến vào cái kia diện tường cao khẳng định có người bảo vệ, hắn sẽ không lại đi bên kia. Lao ra sau tường cao, vẫn còn đang Băng Ngọc Tông bên trong, hắn sau khi đi ra, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là người đi tới đi lui, ngạo thế thần cảnh đỉnh phong rất nhiều người, đều là Băng Ngọc Tông đệ tử. Cũng may không có ngạo thế truyền thuyết cảnh, bằng không Thẩm Tường so giá dễ dàng bị phát hiện. Nhân dịch không có truyền thuyết cảnh tại phụ cận,
Thẩm Tường nhanh chóng rời đi Băng Ngọc Tông, dọc theo đường đi đều phi thường thuận lợi. Rời đi Băng Ngọc Tông, Thẩm Tường thông qua Xích Hỏa Thần Long đi cảm ứng Tiểu Bạch Hồ vị trí, sau đó cưỡi lấy Lục Đạo Thần Kính nhanh chóng phi hành đi qua. Sáng Đạo Thần Chủ lại luyện chế có một hạt đan, xem ra vẫn là rất cổ xưa. Tiêu Tường Lâm nhìn kỹ cái kia hạt đan, bên trong còn có Ngạo Thế đan văn. Lẽ nào là hắn trước đây luyện chế? Thẩm Tường không có nhìn kỹ cái kia hạt đan liền cho Tiêu Tường Lâm. Hẳn là, ta suy đoán hắn dự liệu được sau đó mảnh này sáng đạo, cổ địa sẽ có không ít như Tiểu Bạch Hồ loại này tốt chú văn thú. Hắn cũng dự định để mấy cái chú văn thú rời đi sáng đạo cổ địa, hoặc là gia nhập hắn trận doanh. Tiêu Tường Lâm nói, này sáng đạo thần chủ sức mạnh tựa hồ rất yếu nha. Thẩm Tường nói, bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm giúp đỡ, trực tiếp đánh vào đến rồi. Ta cũng có cái cảm giác này. Tiêu Tường Lâm nói, chúng ta đi hỏi một chút Thạch Thúc liền biết rồi. Tiểu Bạch Hồ chính mình ở tại một cây đại thụ trong hốc cây, chờ Thẩm Tường cùng Tiêu Tường Lâm. Nàng mới không đợi mấy ngày, Thẩm Tường cùng Tiêu Tường Lâm liền đến tìm nàng. Nàng nhìn thấy trong tay cái kia mảnh Xích Hỏa Thần Long vảy rồng phát sáng, rất là kích động. Nàng đi ra hốc cây, liền cảm ứng Thẩm Tường cùng Tiêu Tường Lâm đến rồi. Sư phụ sư huynh, Tiểu Bạch Hồ làm đúng hô. Tiểu Bạch Hồ nhảy lên Lục Đạo Thần Kính, nhào tới Tiêu Tường Lâm trong lòng. Nàng rất là lo lắng Thẩm Tường cùng Tiêu Tường Lâm không trở lại. Tiêu Tường Lâm ôm Tiểu Bạch Hồ, cười nói, Tiểu Bạch Hồ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể mang ngươi rời đi sáng đạo cổ địa, chúng ta đã tìm tới biện pháp. Này quá tốt rồi. Tiểu Bạch Hồ rất là vui mừng. Long Tuyết Di cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ cái kia chín cái đẹp đẽ đuôi, nàng liền hai mắt phát sáng, chạy tới khẽ vuốt. Tiểu Bạch Hồ cũng biết Long Tuyết Di sự tình, đây là Phong Khả Nhi nói cho nàng, cho nên nàng nhìn thấy Long Tuyết Di cũng không cảm thấy xa lạ, hơn nữa còn gỡ xuống đuôi cho Long Tuyết Di chơi đùa. Long Tuyết Di đem một cái đuôi cáo đặt ở chính mình hậu vệ, cười cợt nói, ta cũng là tiểu hồ ly tinh. Thẩm Tường vỗ một cái tát nàng cái kia mềm mại tiểu thí thí, người này tiểu thí long, ngươi vui đùa một chút là được, có thể đừng nghĩ để sư muội đem đuôi đưa ngươi. Ta liền vui đùa một chút. Long Tuyết Di đem đuôi đặt ở chính mình cổ tương đương khăn quàng cổ, đối Thẩm Tường le lưỡi một cái. Tiểu Bạch Hồ tựa hồ rất yêu thích Long Tuyết Di này nghịch ngợm bạch long, hai người lập tức liền chơi nháo lên. Tiêu Tường Lâm cũng bắt các nàng không có cách nào. Chúng ta trở về đi thôi. Ta phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa ở chỗ này được thu hoạch. Tiêu Tường Lâm nói, hiện tại có chí tôn chú văn, ta sau đó phải đánh thời gian giúp ngươi làm ra Ngạo Thế đan văn đến. Khổ cực ngươi, ta mỹ lệ sư phụ. Thẩm Tường cười nói. Hừ, ngươi trên đường trở về cẩn thận, nhớ tới đi tìm Thạch Thúc, đem nhìn thấy sáng đạo thần chủ sự tình nói cho hắn. Tiêu Tường Lâm dặn dò, sau đó trở lại U Giao Sơn Trang bên trong. Thẩm Tường cưỡi lấy Lục Đạo Thần Kính, đi tới khoảng cách cự thạch trận tương đối gần khu vực an toàn, sau đó phóng thích huyễn thể đi tìm Thạch Thúc. Thạch Thúc, ta gặp được sáng đạo thần chủ. Thẩm Tường nói. Nhìn thấy là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi có thể đi vào cái kia đường nối. Ngươi năng lực thực sự là làm người kinh ngạc, coi như là ta đều không nhất định có thể thành. Thạch Thúc thở dài nói. Thẩm Tường đem nhìn thấy sáng đạo thần chủ trải qua nói cho Thạch Thúc. Xem ra hắn vẫn là như cũ, như vậy cẩn thận, hắn còn có thể tìm tới giúp đỡ là tốt rồi. Thạch Thúc thở dài một hơi, hắn hiện tại không thể đi ra ngoài hỗ trợ sáng đạo thần chủ, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Thạch Thúc, sáng đạo thần chủ thực lực thật giống hơi yếu, hắn có phải là bị thương? Thẩm Tường hỏi. Đương nhiên không phải. Thực lực của hắn vẫn luôn là như vậy, nói thật, đơn đả độc đấu, 10 cái hắn đều không phải là đối thủ của ta. Thạch Thúc cười nói, thế nhưng mà, hắn lợi hại nhất chính là luyện đan luyện khí bày trận, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Ta có thể cái kia diện mạnh mẽ, đều là nhờ có ăn hắn đan. Vậy tại sao bản thân hắn không mạnh đây? Hắn có thể ăn đan để cho mình trở nên mạnh mẽ nha. Thẩm Tường không nghĩ tới sáng đạo thần chủ lại là cái luyện đan cao thủ nha, bằng không trước hắn nhất định sẽ cố gắng thỉnh giáo một phen. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta hỏi qua hắn, nhưng hắn chỉ là cười không đáp. Nếu là hắn tự thân có đủ thực lực, lúc trước thì sẽ không bị cái kia 7 cái bán ta sáng đạo thần chủ phong ấn. Thạch Thúc cũng không hiểu chuyện này. Thạch Thúc, ta muốn rời khỏi sáng đạo cổ địa, cũng không biết lúc nào trở lại, thật hy vọng có thể cùng ngươi gặp gỡ. Thẩm Tường nói, ta cũng rất hy vọng gặp gỡ ngươi, sau đó khẳng định có cơ hội, ngươi trên đường cẩn thận. Thạch Thúc cười nói, hừm, tạm biệt. Thẩm Tường thông qua huyễn thể, hướng về Thạch Thúc cáo biệt. Thẩm Tường cưỡi lấy Lục Đạo Thần Kính, nhanh chạy như bay tại trong tầng trời thấp, trở về Chiến Huy Thành. Tiểu Bạch Hồ tại U Giao Sơn Trang bên trong rất hoạt bát, chủ yếu là bởi vì Long Tuyết Di mang theo nàng chơi. Tiểu Bạch Hồ phân ra 2 cái phân thân, tổng cộng thì có 3 cái Tiểu Bạch Hồ, mỗi cái Tiểu Bạch Hồ đều có 9 cái đuôi, đây là Long Tuyết Di vui mừng nhất địa phương.
Tiểu Bạch Hồ đã học được phân thân chú văn, nàng tiếp đó sẽ cùng Tiêu Tương Lâm cùng nhau nghiên cứu ngạo thế đan văn, bởi vì nàng có hai cái phân thân, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Chiến Huy Thành, Thẩm Tường đã trở thành nơi này truyền kỳ, Dương Căn Minh Dương danh chiến đội cũng là tiếng tăm rất lớn chiến đội. Hoa Ly Tình được sự giúp đỡ của Dương Căn Minh, mở ra một cái rất lớn cửa hàng, nàng trong tay có rất nhiều phương pháp luyện đan, lại có sáng đạo thánh tinh, vẫn là Thẩm Tường người ở bên cạnh, vì lẽ đó mời chào rất nhiều luyện đan sư. Hoa Ly Tình như cách hỏa đan các như thế, chỉ cần luyện đan sư huyết thệ không tiết lộ nàng cung cấp phương pháp luyện đan, nàng liền cho các nàng luyện chế. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hoa Ly Tình cửa hàng thì có âm thanh có sắc, mà nàng cũng không lo lắng có người đến gây sự, bởi vì ở đây không chỉ có Phượng Lam Y cái này ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả, còn có một cái liệt đao chiến thần. Liệt đao chiến thần ăn Thẩm Tường cho lượng lớn Ly Tình viêm tâm đan, đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, hắn lúc này cũng nợ Thẩm Tường một bút sáng đạo thánh tinh. Hắn mặc dù trả hết nợ, sau đó vẫn là sẽ tiếp tục theo Thẩm Tường. Loại này luyện đan sư bắp đùi không phải như vậy tùy tùy tiện tiện thì có đến ôm. Thẩm Tường hiện tại ngay ở trong phủ thành chủ, cùng Dương Căn Minh uống rượu. Trầm lão bản, ngươi nhưng là để ta đố kỵ chết rồi, bên người lại có hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh giúp đỡ. Dương Căn Minh một mặt ước ao, cười nói, luyện đan sư chính là lợi hại. Đúng rồi Trầm lão bản, ngươi tựa hồ có thể khiến người ta bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh thần đan, vậy ngươi lúc nào đột phá? Có thể hay không đột phá, đến xem người, chính ta liền không thích hợp loại này đan. Thẩm Tường than thở. Phượng Lam Y cùng liệt đao đều là dùng hỏa, ngươi cũng là dùng hỏa, đều có điểm đặc trưng chung nha. Dương Căn Minh cao mày nói, tại sao ngươi không được chứ? Của ta hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải ta chủ tu sức mạnh, ta còn sửa đường cái khác sức mạnh. Thẩm Tường tu luyện có nhất định lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian, hơn nữa còn là rất nhiều năm. Thì ra là như vậy. Dương Căn Minh thở dài một hơi. Yên tâm, nếu là ta làm ra loại này đan, ta nhất định sẽ để thành chủ ngay lập tức nếm thử tiên. Thẩm Tường cười nói. Ta liền biết Trầm lão bản nhất định sẽ chăm sóc của ta. Dương Căn Minh cười ha ha, sau đó cho Thẩm Tường rót rượu. Đúng rồi thành chủ, khoảng thời gian này bảy phái có hay không động tĩnh gì? Thẩm Tường hỏi, hắn hiện tại đã biết sáng đạo, cổ địa bên trong ẩn giấu đi bảy đại phái sức mạnh mạnh nhất. Không có. Dương Căn Minh cao mày nói, bình tĩnh đến đáng sợ. Như vậy có hay không một tên gọi Yến Cửu ông lão tìm đến ngươi? Hắn là bằng hữu của ta. Ta gặp phải hắn, để hắn tìm đến ngươi. Thẩm Tường lại hỏi, Yến Cửu? Không có. Dương Căn Minh lắc lắc đầu. Thẩm Tường trước cùng Yến Cửu đã nói, để Yến Cửu đến Chiến Huy Thành tìm Dương Căn Minh, nhưng không có đến. Thành chủ, ngươi muốn cảnh giác bảy đại phái. Thẩm Tường trầm giọng nói, ta biết, ta sống lâu như vậy. Ta có thể cảm giác được, này bảy đại phái tựa hồ đang ấp ủ chuyện gì, bọn họ khoảng thời gian này những việc làm đều vô cùng khác thường, ta phái người nhìn bọn hắn chằm chằm khoảng thời gian này đến, bọn họ ở bên ngoài hoạt động thiếu rất nhiều. Dương Căn Minh nói, bọn họ đột nhiên trở nên rất biết điều. Bởi vì bên ngoài sáng đạo tà tổ duyên cớ, khoảng thời gian này mọi người với bên ngoài sự tình đều không biết. Thẩm Tường thấp giọng nói, thành chủ, ngươi khả năng không biết, sáng đạo băng sơn cũng không phải sáng đạo tà tổ hủy diệt. Mà là sáng đạo băng sơn băng ngọc tông chính mình gây nên. Ồ, đây là vì sao? Nếu như không phải Thẩm Tường nói, Dương Căn Minh khẳng định không tin, hắn rõ ràng hủy diệt một tòa sáng đạo, sơn mang ý nghĩa sẽ bị chết bao nhiêu sinh linh, mà băng ngọc tông nhưng làm loại chuyện này. Sáng đạo băng sơn bên trong thì có kết giới, mà khi đó sáng đạo tà tổ vừa đi đến sáng đạo băng sơn. Thẩm Tường nói, Dương Căn Minh nghe xong, cao mày nói, bọn họ muốn giết sáng đạo tà tổ. Nhưng chưa thành công, bọn họ vì giết sáng đạo tà tổ liều lĩnh, trong này khẳng định có cái gì ẩn tình. Ta chỉ biết là sáng đạo tà tổ đã sớm chết, bên ngoài cái kia cũng không phải sáng đạo tà tổ, lúc trước bị bọn họ phong ấn nhiều năm, mà thất sơn thần đảo cũng không phải dùng sáng đạo tà sơn luyện chế mà thành. Thẩm Tường nói, lúc trước chuyện này đều là bảy đại phái tự mình nói, vì lẽ đó ai cũng không biết. Dương Căn Minh nhưng là một cái lão hoạt đầu, hắn vừa nghĩ liền có thể rõ ràng trong đó sự tình, mẹ kiếp. Bảy đại phái bọn họ là muốn đem kẻ thù của chính mình tạo thành sáng đạo tà tổ, sau đó để chúng ta căm hận, ngộ nhận là sáng đạo tà tổ, lại để chúng ta cùng cái này mạnh mẽ ra hỏa là địch, cuối cùng đánh cho cái một mất một còn, thực sự là quá ác. Dương Căn Minh rất tin tưởng Thẩm Tường, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, bây giờ thất sơn thần đảo liền phi thường đóng kín, bọn họ với bên ngoài sự tình không biết gì cả, mà người bên ngoài cũng không cách nào đi vào, tự nhiên sẽ bị bảy đại phái che đậy. Trầm lão bản, ngươi là làm sao biết chuyện này? Dương Căn Minh hỏi. Yến Cửu nói cho của ta. Hắn vốn là Viêm Sơn Môn đệ tử, ta tại sáng đạo cổ địa bên trong gặp phải hắn. Hắn khi đó bị Viêm Sơn Môn truy sát.
Tại sáng đạo cổ địa nơi sâu xa, liền ẩn giấu đi 7 đại phái chân chính sức mạnh mạnh nhất. Thẩm Tường đem Dương Căn Minh sợ hết hồn. Chẳng lẽ nói, cái kia 7 cái sáng đạo thủy tổ đều ở bên trong? Dương Căn Minh sắc mặt nghiêm túc, ta trước liền hoài nghi, sáng đạo cổ địa chính là Thất Sơn thần đảo, bên trong chất chứa nhiều nhất thiên tài địa bảo địa phương. Thẩm Tường cùng Dương Căn Minh nói tới rất nhiều có liên quan với 7 đại phái bí ẩn, để Dương Căn Minh đối chuyện sau này có chuẩn bị, bởi vì đón lấy cũng không ai biết sẽ xảy ra như thế nào sự tình. Trầm lão bản, ngươi đi vào sáng đạo cổ địa bên trong dĩ nhiên có thể biết nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết trong tương lai, Thất Sơn thần đảo rất có thể sẽ đối mặt đại chiến. Dương Căn Minh nói. Thẩm Tường chưa hề đem hắn nhìn thấy sáng đạo thần chủ sự tình nói cho Dương Căn Minh, hắn biến mất rất nhiều không thể nói. Thất Sơn thần đảo bị những kia bán tà sáng đạo thủy tổ chiếm lấy, tại không lâu sau đó, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nô dịch chúng ta, vì lẽ đó sáng đạo thần chủ có hay không xuất hiện, trong tương lai, đều rất có khả năng biến thành chiến trường. Thẩm Tường nói. Dương Căn Minh gật gật đầu, ta hiện tại phải bắt đầu làm chuẩn bị. Ta cũng là, ta đi về trước, ta đến nhanh lên một chút nghĩ biện pháp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Thẩm Tường xích hỏa thần long rất mạnh, chỉ là bởi vì tu vi của hắn quá yếu, dẫn đến hắn không cách nào vung ra xích hỏa thần long sức mạnh đến. Thẩm Tường rời đi phủ thành chủ, trở lại bên trong cửa hàng. Hoa Ly Tình lúc này chính đang bắt chuyện tới mua đan dược khách hàng, Tương Nhi Lâm Nhi cũng đang giúp đỡ. Cửa hàng này tổng cộng có 20 tầng lâu cao, bên trên có thật nhiều luyện đan sư tại luyện đan, mà Thẩm Tường trụ sở của bọn họ nhưng là tại cửa hàng hậu viện. Liệt Đao chủ yếu phụ trách cửa hàng trật tự, phòng ngừa có người đến gây sự. Thẩm Tường sau khi trở về, liền từng nói với hắn, nếu là có người tại cửa hàng sằng bậy, liền trực tiếp đánh một trận tơi bời, sau đó ném đến bên ngoài. Phượng Lam Y nhưng là hầu ở Hoa Ly Tình bên người, Hoa Ly Tình lúc này là cửa hàng trưởng quỹ, là trong cửa hàng nhân vật trọng yếu. Phượng Lam Y lo lắng Mộc Sơn phái người ghi hận trong lòng, đến tìm Hoa Ly Tình trả thù, cho nên nàng đến bảo vệ Hoa Ly Tình. Thẩm Tường lúc này nhưng là ở phía sau viện trong một gian mật thất. Tiêu Tường Lâm nắm giữ Tiểu Bạch Hồ hai loại chí tôn chú văn sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu sáng chế ngạo thế đan văn, cái này cũng là Thẩm Tường mong đợi nhất. Thẩm Tường từ sáng đạo cổ địa trở về trên đường, thì có một ít thiên, mà khoảng thời gian này Tiêu Tường Lâm đều tại thời gian trong trận bàn nghiên cứu ngạo thế đan văn, lúc này đã sắp muốn thành công. Thẩm Tường tại trong mật thất không ngốc bao lâu, Tiêu Tường Lâm liền từ thời gian trong trận bàn đi ra. Rốt cục làm ra đến rồi, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Đây là ta mượn phi thăng đan văn làm ra đến rồi, ta gia nhập Tiểu Bạch Hồ áp lực chú văn cùng tụ khí chú văn này hai loại chí tôn chú văn. Đương nhiên, tái sinh cùng diễn sinh này hai loại sáng đạo chú văn cũng toàn bộ ở bên trong, toàn thể tới nói khá là phức tạp. Tiêu Tường Lâm đưa cho Thẩm Tường một khối to lớn thủy tinh, bên trong chính là nàng vừa làm ra đến ngạo thế đan văn. Người đã nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, học lên hẳn là sẽ không quá khó khăn, có thể quấy nhiễu ngươi chắc là chỉ có những chí tôn đó chú văn. Tiêu Tường Lâm nói, ta thử một chút xem. Thẩm Tường nói, sư phụ, loại này ngạo thế đan văn thế nào cũng phải có cái tên chứ. Ừm. Tiêu Tường Lâm trầm ngâm một chút, nói, gọi là hóa cảnh đan văn đi. Ta cảm thấy hiệu quả nhất định phải so phi thăng đan văn được, kém cỏi nhất cũng là tương đương với phi thăng đan văn như thế. Chí ít người bán ra thời điểm, không cần lo lắng Viêm Sơn Môn đến gây sự, bởi vì đây là chính ngươi độc nhất ngạo thế đan văn. Thẩm Tường có thật nhiều ngưng có khắc phi thăng đan văn ngạo thế hóa thần đan, nhưng mấy cái đan cũng không thể bán ra. Chủ yếu là bởi vì bên trong có phi thăng đan văn, hắn chỉ có thể trong bóng tối bán cho Dương Căn Minh. Không biết đến thời điểm đan linh có thể hay không tiến hóa đi ra. Thẩm Tường nhìn cái kia phi thường phức tạp hóa cảnh đan văn, hắn không biết còn có thể hay không thể như học tập phi thăng đan văn thời điểm như vậy nhanh. Không biết ta ở bên trong đã gia nhập tái sinh chú văn. Nếu là không thể, ngươi cũng chỉ có thể khổ cực luyện chế. Tiêu Tường Lâm nói, ta đến hiện tại đều không làm rõ đan linh huyền bí chỗ. Đan linh đều là một loại đan cao nhất phẩm chất hình thái, lại trải qua một loạt bước đi mới dựng dục ra đến, quá trình khá là phức tạp hơn nữa khó khăn. Vậy ta hiện tại trước tiên đi nhìn thử một chút này hóa cảnh đan văn. Thẩm Tường tiến vào trong mật thất, bắt đầu luyện chế. Lục đạo thần kính cùng thời gian trận bàn đều cho Tô Mị Giao các nàng sử dụng, các nàng hiện tại muốn tu luyện, muốn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Thẩm Tường tại trong mật thất, lấy ra thiên sáng đỉnh lô, thả vào luyện chế ngạo thế hóa thần đan dược liệu. Sau đó như thường ngày bắt đầu luyện chế. Khi hắn vận dụng xong diễn sinh pháp sau đó, sắp ngưng đan lúc, hắn liền bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Nếu là tại trước đây, hắn khẳng định trước tiên, ở trong hư không ngưng khắc thành công ngưng khắc hóa cảnh đan văn lại bắt đầu luyện đan, mà hiện tại hắn trực tiếp luyện đan, chủ yếu là vì có thể càng thêm quen thuộc ngưng đan thời khắc vào hóa cảnh đan văn. Bởi vì chưa quen thuộc loại này hóa cảnh đan văn,
Thẩm Tường tại ngưng khắc hóa cảnh đan văn vừa bắt đầu liền thất bại. Thất bại là thất bại, nhưng hắn có thể từ thất bại bên trong tích lũy quý giá kinh nghiệm. Xem ra ta không có khống chế tốt ngưng đan cùng ngưng khắc hóa cảnh đan văn hướng về thời cơ tốt nhất. Thẩm Tường chỉ là vừa bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn liền thất bại, này chủ yếu là dược tinh thể xuất hiện điểm vấn đề, dược tinh thể còn quá lớn, khá là tơi, ngưng khắc hóa cảnh đan văn lúc bản thân liền cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, dược tinh thể chứa đựng không được, liền xuất hiện vấn đề. Lần thứ hai thời điểm, Thẩm Tường đem dược tinh thể ngưng khắc đến khá là kiên cố thời điểm, mới bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Cũng không biết này hóa cảnh đan văn có thể hay không như trước phi thăng đan văn, như thế sẽ tiêu hao ta lượng lớn sinh mệnh lực lượng cùng huyết dịch. Thẩm Tường trước ngưng khắc phi thăng đan văn thời điểm, liền vô cùng nguy hiểm, nếu không là hắn U Giao Sơn Trang bên trong giúp đỡ nhiều, hắn nhất định sẽ tại ngưng khắc phi thăng đan văn thời điểm có chuyện. Lần này, hắn ngưng khắc hóa cảnh đan văn vô cùng thông thuận. Thật không hổ là sư, phụ, ngượn phi thăng đan văn, nhưng xem ra nhưng không có phi thăng đan văn cái bóng, nhưng ta quen thuộc phi thăng đan văn. Tại ngưng khắc này hóa cảnh đan văn thời điểm, liền phi thường quen thuộc, sư phụ vẫn là bảo lưu nhất định phi thăng đan văn thần vận, để ta ngưng khắc hóa cảnh đan văn thời điểm càng thêm nhanh. Tiêu Tương Lâm quả thật có ý nghĩ như thế, có thể nàng không nghĩ tới Thẩm Tường tại học tập này, hóa cảnh đan văn thời điểm sẽ nhanh như thế. Thẩm Tường lúc này ngưng khắc lần thứ nhất tiếp xúc hóa cảnh đan văn, có thể nói là làm liền một mạch, không có cảm thấy cái gì trở ngại, lại như hắn ngưng khắc phi thăng đan văn như thế thông thuận. Hắn cũng có thể nhìn ra này, hóa cảnh đan văn so sánh phi thăng đan văn biến hóa rất lớn, nhưng hắn không có cảm giác đến khó, phi thường dĩ nhiên là ngưng khắc đi ra. Dùng ngạo thế đan văn luyện đan, khó nhất một trong chính là ngưng khắc phi thăng đan văn. Yến Cửu trước học tập phi thăng đan văn nhưng là học rất lâu, đều không có cái gì tiến triển, nếu là không thể nắm giữ ngạo thế đan văn, như vậy cũng đừng hy vọng có thể luyện chế ra đan văn thần đan. Thẩm Tường hiện tại rất dễ dàng liền vượt qua giai đoạn này, hắn loại này nắm giữ ngạo thế đan văn thiên phú, nhưng là phải so Tiêu Tương Lâm, loại này chú văn thiên sư học tập chú văn nhanh quá hơn nhiều. Thẩm Tường đến giai đoạn này thời điểm, thả ra nhị trọng thời gian trận pháp, như vậy hắn thì sẽ không bế quan quá lâu, bởi vì bên ngoài cửa hàng nói không chắc sẽ có chuyện gì, hắn không thể luyện đan lập tức luyện quá lâu. Ta lần này lại xích hỏa thần long, hẳn là sẽ không chật vật như vậy. Thẩm Tường nghĩ thầm, hắn lần thứ nhất để phi thăng đan văn thời điểm thức tỉnh liền vô cùng nguy hiểm, không còn nửa cái mạng. Muốn bắt đầu truyền vào sinh mệnh lực lượng. Thẩm Tường tại chính mình thần hải bầu trời ngưng ra 9 cái tái sinh chú văn, điều này có thể để hắn thần hải bên trong nước biển nhanh chóng tái sinh. Nước biển liền mang ý nghĩa hắn hùng hậu ngạo thế lực lượng, nếu là tiêu hao quá nhanh, hắn cũng có thể thông qua chú văn nhanh chóng bổ sung trở về. Thẩm Tường thông qua Tiêu Tương Lâm luyện chế một cái trận pháp, đem hắn ngạo thế lực lượng rót vào bên trong sau đó, liền có thể ngưng ra lượng lớn sinh mệnh lực lượng, sau đó đem sinh mệnh lực lượng truyền vào hóa cảnh đan văn bên trong. Hắn phóng thích lượng lớn sinh mệnh lực lượng rất thông thuận truyền vào hóa cảnh đan văn bên trong, nhưng mấy cái canh giờ sau, hắn cảm giác được không đúng lắm. Hấp thu sinh mệnh lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh nha. Thẩm Tường đột nhiên cảm giác được cái kia hóa cảnh đan văn chính là động không đáy, điên cuồng nuốt ăn sinh mệnh lực lượng. Không tốt. Chuyện gì thế này? Này hóa cảnh đan văn rất không thành thật. Thẩm Tường cảm giác được thân thể mình tinh lực chính đang trôi qua, hắn cũng không có bắt đầu lấy máu, cũng không có ý niệm như vậy. Thế nhưng hóa cảnh đan văn, nhưng có thể ngăn cách thiên sáng đỉnh lô trực tiếp thôn phệ thân thể hắn tinh lực. Sư muội, mau ra đây giúp ta. Thẩm Tường vội vàng hô, để Tiểu Bạch Hồ từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đồng thời để Mỹ Cảnh tỷ muội thuyên chuyển U Giao Sơn Trang, bên trong hết thảy hoa cỏ cây cối sinh mệnh lực lượng truyền vào trong thân thể của hắn. Tiểu Bạch Hồ sau khi đi ra, tường mặt ngoài thân thể da rẻ khô trứ cực kỳ, nhất thời hoảng hốt. Vội vã phân ra hai cái phân thân, sau đó đem tay đè tại Thẩm Tường phần lưng. Ba cái tiểu bạch hồ cho Thẩm Tường rót vào tái sinh lực lượng, để Thẩm Tường thân thể máu tươi nhanh chóng tái sinh, bằng không Thẩm Tường liền muốn bị hấp thành người khô. Sư muội, nhờ có ngươi. Thẩm Tường cảm giác được thân thể tốt lên, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bạch hồ nhưng là ngạo thế truyền thuyết cảnh, đồng thời ba cái phân thân, vận dụng 9 cái tái sinh chú văn phóng thích tái sinh lực lượng, rất nhanh sẽ mang Thẩm Tường khôi phục như cũ. Sư huynh, ngươi luyện đan cũng thật là nguy hiểm nha. Tiểu Bạch Hồ vừa nãy cũng bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì Thẩm Tường lại như là đèn cạn dầu như thế, thân thể tràn đầy tử khí. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ có thể nói sư phụ dằn vặt đi ra hóa cảnh đan văn quá lợi hại, ta có thể gặp phải, loại này hóa cảnh đan văn nhất định có thể làm, cho thần đan nắm giữ mạnh mẽ công hiệu. Thẩm Tường trong lòng mừng như điên không ngớt. Tiểu Bạch Hồ trước đối thần đan không khái niệm gì, nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong cũng chỉ là tình cờ từ 7 đại phái đệ tử trong miệng nghe nói, từ khi nàng ăn cái kia hạt sáng đạo thần chủ cho thần đan,
nàng liền biết thần đan chỗ lợi hại. Sư muội, ngươi có hay không cảm thấy khá là tẻ nhạt? Thẩm Tường hỏi, bởi vì Tiểu Bạch Hồ tại bên người nàng đã mấy cái canh giờ. Đương nhiên sẽ không, có thể cùng sư huynh sư phụ cùng nhau, làm sao sẽ không tán gẫu? Tiểu Bạch Hồ cười duyên nói, nàng ba cái phân thân mỗi thời mỗi khắc đều cho Thẩm Tường chuyển vận lượng lớn tái, sinh lực lượng. Hóa cảnh đan văn không chỉ hấp thu sinh mệnh lực lượng, còn hấp thu Thẩm Tường rất nhiều tinh lực, tốc độ hấp thu là phi thăng đan văn gấp mấy chục lần. Điều này cũng có một chỗ tốt, chính là đan văn thức tỉnh thời gian không cần dài như thế. Sư huynh, nếu như ngươi luyện chế ra này hạt đan, ăn đi sau đó sẽ có công hiệu gì? Tiểu Bạch Hồ hỏi. Ta tạm thời không biết, tác dụng rất lớn là được rồi. Thẩm Tường cảm thấy có thể so với dùng phi thăng đan văn luyện chế ngạo thế hóa thần đan tốt, đối ngạo thế truyền thuyết cảnh hẳn là không tác dụng quá lớn, đúng là đối ngạo thế thần cảnh người mới có lợi. Thẩm Tường cảm thấy đến thời điểm ăn mấy hạt loại này đan, liền có thể trực tiếp bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, nếu như đúng là như vậy, loại này đan nhất định sẽ có thật nhiều ngạo thế thần cảnh, hậu kỳ người cướp phá đầu cũng phải mua. Thẩm Tường cửa hàng bên ngoài, có thật nhiều người vây quanh cửa lớn miệng, thành chủ Dương Căn Minh cũng ở nơi đây, Hoa Ly Tình đứng môn miệng, Liệt Đao cùng Phượng Lam Y đều tại Hoa Ly Tình phía sau, biểu hiện nghiêm túc. Mộc Sơn Phái, các ngươi phân biệt vô liêm sỉ, ngươi cho ta nói rõ, tiệm chúng ta phô cái gì phương pháp luyện đan lấy trộm các ngươi. Hoa Ly Tình phi thường sinh khí, Mộc Sơn Phái quả nhiên đến gây sự. Trước Thẩm Tường thì có loại này lo lắng, bởi vì Mục Dịch Kính cái này Thanh Mộc Chiến Đội ông chủ, chính là Mộc Sơn Phái bên trong nhân vật trọng yếu. Nói không chắc vẫn là biết sáng đạo cổ địa bên trong bí mật tông môn người. Mục Dịch Kính tổn thất Thanh Long Chiến Đế tốt như vậy giúp đỡ, mà bây giờ đao bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, tức giận đến không được, cho nên mới tới. Chính là ngạo thế hóa thần đan. Thẩm Tường trước tại sáng đạo Mộc Sơn trải qua, hơn nữa còn làm ra rất nhiều đại sự đến. Hắn khi đó tham gia chúng ta Mộc Sơn phái ngoại môn tổ chức thi đấu, chính là dùng ngạo thế hóa thần đan thu được số 1, được một cái thời gian trận bàn cùng một hạt sáng đạo thánh tinh làm vì là khen thưởng. Mà căn cứ chúng ta Mộc Sơn phái bên ngoài quy định, thu được thi đấu thắng lợi người, nếu là muốn được khen thưởng, thắng lợi thần đan phương pháp luyện đan liền quy Mộc Sơn phái hết thảy. Mục Dịch Kính mạch lạc rõ ràng, cười lạnh nói, lúc trước bởi vì ngoại môn trưởng lão kiêng kỵ Thẩm Tường thực lực, vì lẽ đó nắm Thẩm Tường hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem khen thưởng cho Thẩm Tường. Hiện tại chúng ta Mộc Sơn phái nội môn biết được việc này, vì lẽ đó có lý do đến đòi lời giải thích. Nói hưu nói vượn. Hoa Ly Tình đương nhiên biết Thẩm Tường là làm sao chiếm được thời gian trận bàn, đây quả thật là như vậy, chỉ là không có phương pháp luyện đan quy Mộc Sơn phái điểm ấy. Yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là quý điếm không cho phép tái xuất thụ ngạo thế hóa thần đan. Thẩm Tường thực lực mạnh như vậy, chúng ta cũng không tốt hướng về hắn đòi hỏi phương pháp luyện đan. Mục Dịch Kính nói, ngạo thế hóa thần đan không có ngưng khắc phi thăng đan văn, công hiệu cũng mạnh phi thường sức lực, có thể làm cho ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong người một đan hóa thần. 10 cái sáng đạo thánh thạch một hạt là trong cửa hàng tốt nhất bán, cũng là bán đến quý nhất. Nếu là cửa hàng không cho phép bán ra, như vậy thu vào nhất định sẽ giảm thiểu rất nhiều. Đầu tiên, các ngươi Mộc Sơn phái muốn xuất ra chứng minh đến, chứng minh các ngươi Mộc Sơn phái thi đấu có loại này quy tắc. Dương Căn Minh nói, kỳ thực cũng rất dễ dàng chứng minh, liền để phụ trách thi đấu người, hoặc là Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo đi ra, phát một cái huyết thệ, chứng minh ngươi vừa nãy nói tới quy tắc không giả là được. Mục Dịch Kính cười lạnh nói, ta làm sao có khả năng dễ dàng phát huyết thệ. Lại mà, Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo bởi vì cùng sáng đạo tà tổ giao tay, đã trọng thương, những trưởng lão kia càng là tử thương nặng nề. Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo khẳng định không có trọng thương, Dương Căn Minh tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng một đạo Mục Dịch Kính là đang nói dối, hắn bất quá là đang tìm lấy cớ để nơi này hồ đồ. Tốt lắm, chúng ta có thể để cho Trầm lão bản phát một cái huyết thệ, hắn lúc trước tham gia cái kia thi đấu. Cũng không có trái với thi đấu quy tắc. Dương Căn Minh lại nói, ta tin tưởng Trầm lão bản khẳng định đồng ý làm sáng tỏ chính mình, phát như vậy một cái huyết thệ cũng là dễ dàng. Người vây xem liền vội vàng gật đầu, nếu là Thẩm Tường chịu phát huyết thệ, như vậy Mục Dịch Kính chính là tại hồ đồ, liền muốn chịu đến trừng phạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đám người có người hô, vậy ngươi còn nói trước Mộc Sơn phái trưởng lão kiêng kỵ Thẩm Tường thực lực, cho nên đối với Thẩm Tường không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để Thẩm Tường rời đi. Câu nói này không khó lý giải, các ngươi khẳng định báo cho Thẩm Tường, nhưng Thẩm Tường thái độ cứng rắn, các ngươi không thể làm gì khác hơn là để hắn đi, mà hiện tại ngươi còn nói Thẩm Tường không biết cái này quy tắc. Chính là, các ngươi không đem quy tắc nói với người ta rõ ràng, cũng làm người ta mơ mơ hồ hồ dự thi, sau đó sau trận đấu sẽ đem quy tắc nói ra, này không phải tại bẫy người sao? Các ngươi thi đấu bản thân thì có vấn đề, không coi là mấy. Mọi người dồn dập kêu to. Quần chúng vây xem cũng không ngốc, lập tức ở giữa có thật nhiều lỗ thủng.
Các vị, người này là thanh mục chiến đội sau lưng ông chủ. Cũng không biết ai ở trong đám người hô. Mọi người nhất thời kinh hãi, bởi vì những kia đại chiến đội ông chủ, bình thường đều phi thường thần bí, bây giờ lại có thể người. Biết được người này là thanh mục chiến đội ông chủ sau, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đám tỉnh kích phẫn, dồn dập hô to để Dương Căn Minh xử lý cái này gây sự. Mục Dịch Kính, người như còn chưa cút, thì đừng trách ta không khách khí. Liệt Đao lạnh lùng nói. Liệt Đao từng ở thanh mục chiến đội trải qua, lúc này nói lời như vậy, cũng làm người cảm thấy bất ngờ, mọi người suy đoán. Liệt Đao có thể đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Ngươi Mộc Sơn phái, nếu muốn cấm chỉ tiệm chúng ta phô bán ra ngạo thế hóa thần đan cũng được, các ngươi liền lấy ra đầy đủ mạnh mẽ chứng cứ, để chứng minh ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan quy các ngươi Mộc Sơn phái, không có bất kỳ chứng cứ nào, liền dựa vào một cái miệng ba nói lung tung, ai sẽ tin ngươi? Hoa Ly Tình tức giận nói, ngươi này nói rõ chính là muốn gây chuyện. Mục Dịch Kính cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Dương Căn Minh cùng Hoa Ly Tình, hắn xác thực không chứng cứ gì. Hắn chính là một là giận dữ liền đến, hắn cũng không hy vọng có thể thành công, đã nghĩ đến làm ồn ào. Các ngươi cửa hàng Trầm lão bản vì sao còn không ra? Hắn có phải là chột dạ? Mục Dịch Kính cười khẩy nói, nơi này đều nháo thành như vậy, hắn đều không đi ra. Một đạo trong lòng hắn có quỷ, ta là không bỏ ra nổi chứng cứ. Nhưng hắn đây, vì sao không dám đi ra cùng ta đối chất nhau? Mục Dịch Kính, ngươi vừa nãy nói cái gì thi đấu, này bản thân liền trăm ngàn chỗ hở. Mọi người đều có thể, người này nói rõ chính là tại gây sự. Phượng Lam Y lạnh lùng nói, lão bản chúng ta đang bế quan luyện đan, hắn hiện tại không ra cũng là bình thường sự tình. Mục Dịch Kính cười ha ha, này đều là các ngươi đang từ chối, Thẩm Tường không dám đi ra, chính là chột dạ. Rất rõ ràng, Mục Dịch Kính dự định nháo trò đến cùng, cũng không để ý hậu quả gì, hắn cảm giác mình thực lực không sai, là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ, muốn so với Phượng Lam Y cùng Liệt Đao loại này mới vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Người mới cường. Mặc dù là Dương Căn Minh, cũng chỉ là cùng hắn cân sức ngang tài. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này đánh tới đến, nhất định sẽ đem cả tòa thành thị đập nát. Hắn nhận định Dương Căn Minh sẽ không xuất thủ, bằng không đã sớm động thủ. Người đây chính là cố tình gây sự, khóc lóc om sòm lăn lộn. Hoa Ly Tình cắn ngọc nha, nàng dễ, cái minh biểu hiện nghiêm nghị, nắm đấm nắm rất chặt, rất rõ ràng đang cực lực khắc chế. Hoa Ly Tình đối Dương Căn Minh nháy mắt ra dấu, truyền âm cho hắn, để hắn tạm thời không muốn ra tay. Tất cả chờ Thẩm Tường đi ra lại nói. Ha ha, Thẩm Tường không dám đi ra, đúng không? Mục Dịch Kính ha ha trào phúng cười to. Ai nói ta không dám đi ra? Thẩm Tường âm thanh truyền đến, Mục Dịch Kính tiếng cười nhất thời đình chỉ. Mục lão bản, ta bất quá là giết chết ngươi Thanh Long chiến đế cùng huyết y chiến thần, thắng đi ngươi hơn 1000 sáng đạo thánh tinh sao? Tất yếu như thế nhằm vào ta sao? Thẩm Tường mỉm cười nói. Thanh Long chiến đế cùng huyết y chiến thần đều là chuẩn bị bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, có thể nói là quý giá cực kỳ, hơn 1000 sáng đạo thánh tinh đúng là thứ yếu, hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh vậy thì tương đương với muốn Mục Dịch Kính hai cái cánh tay. Mục Dịch Kính tường cợt nhả nhấc lên việc này, hơn nữa còn rào rạt đắc ý, tức giận đến sắc mặt bắp thịt đánh nhảy. Ngươi không cho tái xuất thụ ngạo thế hóa thần đan. Mục Dịch Kính tức giận đến cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này đến. Sự tình ta đại khái hiểu rõ. Ngươi rất rõ ràng chính là tại gây sự. Thẩm Tường thở dài một hơi. Mục lão bản, ngươi kính xin hồi đi, ta vừa luyện đan đi ra, hơi mệt chút, liền không tính toán với ngươi. Hừ, ta chính là đến gây sự, vậy thì thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta nhưng là Mộc Sơn phái hạt nhân trưởng lão, các ngươi khả năng không biết ta Mộc Sơn phái mạnh mẽ, nhưng ta cho ngươi biết. Mục Dịch Kính nói tới chỗ này, cũng cảm giác được khí tức không đúng, bởi vì tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện ba tên ăn mặc quần trắng, nửa mặt già xa nữ tử. Này ba cái nữ tử, thực sự là Tiểu Bạch Hồ cùng nàng phân thân. Nàng đã đem đuôi ẩn đi, nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong lâu như vậy, cũng bị Mộc Sơn phái người truy sát quá, Thẩm Tường tạm thời còn không muốn để cho nàng bị nhận ra. Tiểu Bạch Hồ cùng nàng phân thân, tuy rằng bán che mặt xa, nhưng cũng có thể đây là ba cái dung mạo tương tự nữ tử, con mắt lông mày cái trán cùng mặt hình đều giống như đúc, dường như ba bào thai. Hắn vừa nãy đã thừa nhận là đến gây sự. Cái kia không có cách nào. Động thủ. Thẩm Tường nói. Tiểu Bạch Hồ chỉ là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng nàng có ba cái. Hơn nữa còn có thể vận dụng trí tôn chú văn. Mặc dù là bản thân nàng đơn độc một cái. Vận dụng trí tôn chú văn. Thực lực cũng có thể sánh vai trong truyền thuyết kỳ. Mục Dịch Kính lập tức cũng cảm giác được này ba cái giống như đúc cô gái mặc áo trắng rất mạnh. Chờ hắn muốn phản kháng thời điểm. Phát hiện có đến bản thân bốn phương tám hướng áp lực. Đem hắn đè ép đến trôi nổi lên. Mục Dịch Kính bị ba cái Tiểu Bạch Hồ phóng thích áp lực nhốt lại, đồng thời bị giơ lên trôi nổi lên, này khiến Mục Dịch Kính trong lòng kinh hãi,
bởi vì hắn tại áp lực bên trong, mặc kệ phóng thích rất mạnh sức mạnh, đều không thể phá tan Tiểu Bạch Hồ phóng thích áp lực. Tiểu Bạch Hồ dùng áp lực chú văn thời điểm, nhưng là hòa vào tăng cường chú văn, vì lẽ đó áp lực càng mạnh hơn càng đáng sợ. Lam Y, đem người mạnh nhất Phượng Hoàng Hỏa thả ra ngoài, đánh về phía Mục Dịch Kính là được. Thẩm Tường cho Phượng Lam Y truyền âm. Phượng Lam Y cũng không biết Thẩm Tường lúc nào lại tìm tới ba cái mạnh mẽ nữ tử, muốn so với nàng cùng Liệt Đao cường rất nhiều, bằng không cũng không thể lập tức liền hạn chế Mục Dịch Kính. Dương Căn Minh Lăng sững sờ, Thẩm Tường đi tới một chuyến sáng đạo cổ địa trở về, lại tìm tới ba cái xinh đẹp như hoa mạnh mẽ nữ tử. Phượng Lam Y song trưởng quay về Huyền Không Mục Dịch Kính, khẽ kêu một tiếng, từng con tiểu lam hỏa phượng hoàng từ lòng bàn tay của nàng không ngừng bốc lên, bay về phía Mục Dịch Kính. Tiểu Bạch Hồ cảm nhận được Phượng Lam Y loại này thú loại hỏa diễm, trong lòng thất kinh, dù sao cái kia là phượng hoàng, cũng là thú bên trong vương giả một trong. Ngọn lửa màu xanh lam bị Tiểu Bạch Hồ dùng dung hợp chú văn hòa vào áp lực bên trong, sau đó đem này cỗ đến thuần lam phượng hoàng hỏa, thông qua tuyệt cường áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép hướng về Mục Dịch Kính. A, Mục Dịch Kính không ngừng kêu thảm thiết, cái kia bỏng hỏa diễm đã chui vào trong thân thể của hắn bộ, khiến cho hắn cả người bỏng không ngớt. Đây chính là đến ta cửa hàng gây sự hậu quả. Thẩm Tường hô to, sau đó, chỉ bên trong lam quang bùng lên, Mục Dịch Kính trong nháy mắt nổ tung, bởi vì có Tiểu Bạch Hồ từ bốn phương tám hướng phóng thích áp lực vây quanh, vì lẽ đó nguồn sức mạnh này không có tiết lộ mảy may, khiến cho người thán phục liên tục. Mục Dịch Kính chết rồi, kinh hãi nhất chính là Dương Căn Minh, bởi vì hắn đối Mục Dịch Kính biết gốc biết rễ, biết Mục Dịch Kính thực lực, mà trước mắt Mục Dịch Kính lại bị người làm như vậy đi, một điểm sức phản kháng đều không có. Tiểu Bạch Hồ cũng nhanh chóng lùi vào bên trong cửa hàng, lúc này nàng cũng lĩnh giáo đến thuật phân thân cho nàng mang đến sức mạnh. Mục Dịch Kính là ngạo thế truyền thuyết cảnh, vẫn là một cái chiến đội ông chủ, bản thân lại là Mộc Sơn phái bên trong nhân vật trọng yếu, nhưng bây giờ lại bị lập tức giết chết. Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì ở trong mắt bọn họ, ngạo thế truyền thuyết cảnh đều là rất mạnh, có thể mới vừa rồi bị ba người đồng thời công kích, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, liền bị hóa thành tro. Mặc dù là ngạo thế truyền thuyết cảnh người, cũng cho là mình khó có thể bị giết chết, nhiều lắm cũng chỉ có thể bị thương nặng chạy trốn, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có loại ý nghĩ này, bọn họ cũng không biết vừa nãy ba cái Tiểu Bạch Hồ dùng sức mạnh nào, dĩ nhiên có như thế uy lực. Tiểu Bạch Hồ xem ra ngây thơ mà quyến rũ, có thể nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong như vậy năm, đối mặt quá nhiều như vậy truy sát, bản thân nàng cũng sẽ thỉnh thoảng tham gia chiến đấu, thực lực của bản thân nàng liền không yếu, hơn nữa nàng còn có chí tôn chú văn. Liền ngay cả Thẩm Tường đều không nghĩ tới nàng có thể lập tức thuấn sát Mục Dịch Kính. Cửa hàng tiếp tục doanh nghiệp, kính xin các vị quang lâm nhiều hơn, chúng ta bảo đảm lần sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Thẩm Tường cười nói, sau đó cũng tới đến hậu viện. Phượng Lam Y cùng sau lưng Thẩm Tường, nàng muốn nhìn một chút cái này tân đồng bọn đến cùng là ai. Lam Y, đây là sư muội của ta, Tiểu Bạch Hồ. Thẩm Tường cười nói, sau đó cũng giới thiệu Phượng Lam Y cho Tiểu Bạch Hồ nhận thức, nàng là Phượng Lam Y. Là một con lam hỏa phượng hoàng. Quả nhiên là phượng hoàng, chẳng trách. Tiểu Bạch Hồ hơi mỉm cười nói, cùng Phượng Lam Y chào hỏi. Sư muội. Phượng Lam Y đúng là không nghĩ tới Thẩm Tường đột nhiên sẽ thêm ra một sư muội đến, thực lực còn đáng sợ như vậy. Đúng. Thẩm Tường cười cợt nói, rất lợi hại đúng không? Phượng Lam Y gật gật đầu. Tiểu Bạch Hồ thực lực xác thực rất mạnh, nàng cũng là đi tới hậu viện, mới biết. Cái kia cũng không phải ba bào thai, mà là chỉ có một người. Vừa nãy nàng nhìn thấy mặt khác hai cái đều là phân thân. Phân thân sau đó còn có thể mạnh như vậy, điểm ấy liền làm nàng cảm thấy khó mà tin nổi, nàng cũng không biết phân thân chú văn sự tình. Sư muội, ngươi nếu là không có chuyện gì, cũng tại trong cửa hàng, ta sẽ an bài Lam Y dẫn ngươi đi đi dạo. Thẩm Tường nói, Tiểu Bạch Hồ từ sáng đạo cổ địa bên trong đi ra, chính là vì muốn kiến thức này thế giới bên ngoài. Bây giờ nàng đi ra, nhưng Thẩm Tường nhưng vẫn không có dẫn nàng đi chơi. Ừm. Tiểu Bạch Hồ gật đầu nở nụ cười, nàng cũng vô cùng nghĩ đến nơi nhìn. Hoa Ly Tình còn ở bên ngoài vội vàng, Thẩm Tường Phượng Lam Y, chờ một chút đem Tiểu Bạch Hồ giới thiệu cho nàng cùng Liệt Đao nhận thức, sau đó hắn liền tiến vào trong mật thất. Hắn đã thành công đem hóa cảnh đan văn ngưng khắc vào một hạt ngạo thế hóa thần đan bên trên, bây giờ này hạt ngạo thế hóa thần đan phẩm chất như thế nào hắn cũng không biết, bởi vì hắn không có ăn. Hắn đúng là đem này hạt đan cho Giang Tư Lệ, lúc này Giang Tư Lệ còn tại nhìn cái kia hạt đan. Loại này đan độ khó luyện chế rất lớn, Giang Tư Lệ cũng không nỡ ăn, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cầm đan, đi cảm ứng trong đó sức mạnh, nhìn có thể hay không để cho nàng tiến hóa. Giang Tư Lệ rất nhanh có kết quả. Không thể. Giang Tư Lệ nói, nàng đem đan trả lại Thẩm Tường. Trầm đại ca, ta cũng không biết là nguyên nhân gì, nói chung chúng ta không cách nào ăn loại này đan tiến hóa. Trước cũng từng thử không thể,
Sau đó hắn tại ngạo thế hóa thần đan bên trong gia nhập tái sinh chú văn, liền thành công. Có phải là cùng trước cái kia dùng phi thăng đan văn luyện chế ngạo thế hóa thần đan, như thế? Thẩm Tường hỏi. Không phải, ta cũng không biết là tại sao, ta chỉ là có thể cảm giác được ta ăn loại này đan, không thể tiến hóa, bởi vì bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh ta không cách nào thông qua ta lúc này, tu vi ngưng đi ra. Giang Tư Lệ lắc lắc đầu. Được rồi, ta chỉ có thể chính mình luyện chế. Thẩm Tường có thể xác định chính là tại, trong tay hắn đan công hiệu nhất định sẽ rất tốt, còn tốt bao nhiêu, hắn còn phải chính mình nếm thử xem mới sẽ biết. Thẩm Tường nhìn, trong tay cái kia hạt mặt ngoài tràn đầy các loại đan văn màu vàng viên thuốc, những kia đan văn phi thường đẹp đẽ, để hắn có chút nhịn ăn, ngay ở hắn muốn kiêm chức đưa vào trong miệng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Này hạt đan chắc là không thích hợp ta ăn. Thẩm Tường nói, sau đó hắn nhìn một chút U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử, lại đều bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, các nàng đều là thông qua thời gian trận bàn, sau đó ăn lượng lớn thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan mới đột phá. Đi tìm Tương Nhi. Thẩm Tường lập tức chạy ra mật thất, đem Tương Nhi đưa vào trong mật thất. Tương Nhi cùng Thẩm Tường một chỗ một thất, phương tâm ám động, nàng mặc dù biết Thẩm Tường là cái tiểu bại hoại, nhưng trong nội tâm vẫn là rất chờ mong, mà chủ nhân của nàng Tiêu Tương Lâm tựa hồ cũng không phản đối. Trước Tiêu Tương Lâm đã nói muốn đem này đối nha hoàn tỷ muội đưa cho Thẩm Tường. Tương Nhi, ngươi ăn này hạt đan. Thẩm Tường đem cái kia hạt dùng hóa cảnh đan văn luyện chế ra đến ngạo thế hóa thần đan, đưa cho Tương Nhi. Tương Nhi mơ tưởng viển vông đồng thời, tiếp nhận Thẩm Tường truyền đạt đan. Ăn sau đó, nói không chắc có thể cho ngươi bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Thẩm Tường lặng lẽ cười đạo, sau đó nặn nặn Tương Nhi cái kia tiếu mỹ mặt đỏ thắm trứng. Có thật không? Tương Nhi là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, nàng cũng là ăn Thẩm Tường đan, vẫn đột phá tới. Thế nhưng nàng biết, nếu là muốn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, cần ăn càng nhiều thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan mới được, cho nên nàng lúc này có chút không dám tin tưởng. Thử một chút xem không đi, ta cũng không xác định, nếu như không được, vậy ít nhất cũng sẽ để ngươi có tiến bộ rất lớn. Thẩm Tường nói. Tương Nhi gật gật đầu, sau đó đem đan ăn. Thẩm Tường đối với nàng triển khai một cái tam trọng lĩnh vực thời gian, chờ ở bên ngoài nàng, tam trọng lĩnh vực thời gian có thể làm cho trong lĩnh vực cùng bên ngoài chênh lệch thời gian cự càng to lớn hơn. Thẩm Tường chờ ở bên ngoài một đoạn ngắn thời gian, Tương Nhi tại lĩnh vực thời gian bên trong hô, Trầm lão bản, thành công, ta đột phá. Thẩm Tường lập tức đem lĩnh vực thời gian bỏ chạy. Ngươi luyện hóa bao lâu? Thẩm Tường hỏi. 20 ngày khoảng chừng, trái phải đi. Tương Nhi rất là vui mừng, nàng không nghĩ tới chính mình như vậy nhanh liền vấn đỉnh ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Nếu như không có Thẩm Tường đan, nàng hiện tại còn tại ngạo thế thần cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ đây. Khà khà, này đều nhiều hơn thiệt thòi các ngươi đại tỷ, nàng ngạo thế đan văn phi thường lợi hại. Thẩm Tường cười nói. Đại tỷ chính là lợi hại, bất quá Trầm lão bản cũng rất lợi hại, bằng không cũng luyện chế không ra loại này đan đến. Tương Nhi, cười ngọt ngào nói. Miệng Nhi thật ngọt, thật muốn hôn nhẹ. Thẩm Tường cười xấu xa nói. Vậy thì thân đi. Tương Nhi mặt một đỏ, khẽ sẵn giọng. Thẩm Tường cười xấu xa một tiếng, vừa có ý tưởng này, đã nghĩ đến Tiêu Tương Lâm. Tuy nói Tiêu Tương Lâm trước đã nói muốn đem nha hoàn đưa cho hắn, nhưng cũng không biết có phải là chuyện cười thoại. Vì lẽ đó hắn bỏ đi ý nghĩ, chỉ là hôn một cái Tương Nhi xinh đẹp mặt. Người nói cho Lâm Nhi, chờ ta luyện chế ra hạ một hạt, liền để nàng ăn, đến lúc đó nàng cũng có thể giống như ngươi đột phá. Thẩm Tường nói, hừm, lão bản ngươi thật tốt. Tương Nhi ngọt ngào nở nụ cười, sau đó đi ra Thẩm Tường mật thất. Thẩm Tường hiện tại đã xác định loại này đan công hiệu, có thể khiến người ta từ ngạo thế thần cảnh hậu kỳ bước vào đỉnh phong. Hắn đem đặt tên là Thần Phong Thần Đan. Rốt cục có thể bán ra đan văn thần đan. Thẩm Tường cũng không biết có thể bán bao nhiêu, bất quá hắn đến đầu tiên cho Dương Căn Minh một ít, đồng thời cũng làm cho Dương Căn Minh đến kiến nghị bán ra giá cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Tương Lâm hai cái phân thân còn tại cảm ngộ cái kia hai cái truyền thuyết chú văn, bản thể đúng là thanh nhàn không ít, bởi vì nàng hiện tại đã cho Thẩm Tường làm ra ngạo thế đan văn đến. Sư phụ, ngươi giúp ta luyện chế một cái tốt một chút lò luyện đan. Cứ dựa theo thiên sáng đỉnh lô luyện chế cái giống như đúc. Thẩm Tường nói, hắn hiện tại có sáng đạo thánh tinh, mà Tiêu Tương Lâm nắm giữ các loại chú văn, nhất định có thể luyện chế trừ rất tốt lò luyện đan cho hắn. Không thành vấn đề, ta để Tiểu Khả Nhi giúp ta, chúng ta rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Tiêu Tương Lâm nói, nàng tại thời gian trong trận bàn, nhất định sẽ rất nhanh. Buổi tối, cửa hàng đóng cửa, Phượng Lam Y mang theo Tiểu Bạch, hồ một cái phân thân ở trong thành đi dạo một cả ngày mới trở về. Thẩm Tường đi tới Hoa Ly Tình gian phòng. Ly Tình tỷ, luyện chế tạo nguyên thần đan tạo nguyên tử chúc ngươi cho tới hay chưa?
Thẩm Tường hỏi, hắn đi sáng đạo cổ địa trước, liền để Hoa Ly Tình nghĩ biện pháp đi thu mua tạo nguyên tử trúc, cùng với một ít thượng phẩm sáng đạo thần dược. Đã có tiến triển, có người đã đáp ứng ta, sẽ cho ta làm ra, chắc là tại trong 2 ngày này liền có thể đến. Hoa Ly Tình khẽ cười nói, Tường Nhi nói với ta, ngươi luyện chế ra một loại đan mới, có thể làm cho nàng trực tiếp bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, gọi là gì đan? Thần phong thần đan. Ly Tình tỷ, ngươi cảm thấy vậy đại khái có thể bán bao nhiêu sáng đạo thánh tinh? Thẩm Tường nói, tại nhưng là đan văn thần đan. Ngươi dự định bán? Chẳng lẽ nói bên trong ngạo thế đan văn cũng không phải phi thăng đan văn? Hoa Ly Tình mừng rỡ không thôi. Đúng, là sư phụ của ta vừa làm ra đến hóa cảnh đan văn. Thẩm Tường cười nói, ta cảm thấy đây có thể lấy sáng đạo thánh tinh giá cả bỏ ra thụ. Thẩm Tường trước bán ra thượng trung hạ phẩm một tổ ngạo thế hóa thần đan, cho Dương Căn Minh, cũng chỉ là 5 cái sáng đạo thánh tinh, tuy rằng rất cao, nhưng này trong đó có 2 cái là khắc vào ngạo thế đan văn. Cái này khó nói, nhưng ta cảm thấy cao bao nhiêu đều sẽ có người đến mua. Hoa Ly Tình cau mày suy tư, bởi vì cũng không phải ai đều có thể thiên phú bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, căn cứ của ta điều tra. Ở đây thì có rất nhiều ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ông lão sắp đèn cạn dầu, mà những lão giả này khẳng định có nhất định tích trữ, nếu là bọn họ vẫn chưa thể bước vào đỉnh phong, cái kia nhất định sẽ tuổi thọ tiêu hao hết. Nói như vậy, nhóm người này chính là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Thẩm Tường nói, đúng, ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người tuổi thọ rất dài, bọn họ khẳng định tích góp không ít sáng đạo thánh tinh, hoặc là các loại của cải. Hoa Ly Tình nói, nếu như số lượng lớn, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng kiếm được rất lớn một bút sáng đạo thánh tinh. Sáng đạo thánh tinh chỗ dùng lớn nhất chính là có thể dự trữ lượng lớn năng lượng, cần dùng gấp thời điểm hiệu quả tốt vô cùng, tỉ như trước hắn đã tiêu hao rất nhanh, thế nhưng thả mấy hạt tiến vào thần hải trong nước biển, hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Cụ thể ta lại điều tra xem, chỉ cần ta biết rõ, đám người kia đại khái có thể chịu đựng giá cả, đến thời điểm chúng ta liền có thể chuẩn xác định giá. Hoa Ly Tình nói. Sau đó sẽ đi hỏi một chút thành chủ, loại này đan hắn khẳng định cần không ít. Tiểu Bạch Hồ ngày hôm nay cũng chơi đủ rồi, xem như là thấy được sáng đạo cổ địa thế giới bên ngoài, nàng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, cùng Long Tuyết Di ở bên trong chơi đùa. Ngươi muốn lò luyện đan luyện chế được rồi. Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra, lấy ra một cái thiên sáng đỉnh lô, cùng Thẩm Tường hiện tại giống như đúc. Tiêu Tương Lâm cũng không biết Thẩm Tường dùng để làm gì. Thẩm Tường chỉ là lo lắng cho mình luyện đan quá mạnh. Đến thời điểm thiên sáng đỉnh lô bị làm hỏng, vì lẽ đó để Tiêu Tương Lâm luyện chế một cái cho hắn đồ dự bị. Trước tiên luyện chế thần phong thần đan, như vậy cũng có thể quen thuộc hóa cảnh đan văn, chờ tạo nguyên thần đan dược liệu đúng chỗ, luyện chế tạo nguyên thần đan ngưng khắc hóa cảnh đan văn liền dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Tường là như thế dự định, ngược lại hắn cảm thấy hiện tại thần phong thần đan nhất định có thể bán một cái, không sai giá cả. Luyện chế thần phong thần đan cần thiết thời gian tương đối dài, tại Tiểu Bạch Hồ dưới sự giúp đỡ. Thẩm Tường cũng cần một năm này mới có thể luyện chế ra một hạt, bất quá hắn cảm thấy này vẫn tương đối nhanh. Hắn một hơi luyện chế hơn 10 hạt, mới từ lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp đi ra. Đều là như thế luyện chế xuống, hắn cảm thấy rất muộn, bất quá Tiểu Bạch Hồ đúng là cảm thấy không có gì, bởi vì nàng khá là yêu thích cùng Thẩm Tường sống chung một chỗ, nghe Thẩm Tường đánh trống làng. Mục Dịch Kính bị giết chết, náo động Thất Sơn Thần Đảo mỗi bên thành phố lớn cùng tông môn, ngạo thế truyền thuyết cảnh bị trước mặt mọi người giết chết. Chuyện như vậy trước đây cũng từng có, chỉ là đều sẽ bùng nổ ra rất chiến đấu kịch liệt, không giống lần này, lập tức liền bị người giết chết. Mộc Sơn Phái tạm thời không động tĩnh gì, nhưng bọn họ nhất định sẽ trả thù. Bây giờ Mộc Sơn Phái cũng không thể nói cái gì, bởi vì lúc trước Mục Dịch Kính nhưng là thừa nhận chính mình là đi gây sự. Chiến Huy Thành quy tắc ai cũng rõ ràng, đi gây sự bị người giết chết chỉ do bình thường, huống hồ Dương Căn Minh người thành chủ này cũng ở đây lên. Thẩm Tường đi tới phủ thành chủ. Trầm lão bản, bên cạnh ngươi cũng thật là nhân tài đông đúc nha. Dương Căn Minh thở dài nói, hắn nhìn một chút Thẩm Tường phía sau, không nhìn thấy 3 người kia bán che mặt xa nữ tử, Thẩm Tường là một người đến. Tiểu Bạch Hồ cùng nàng 2 cái phân thân nhưng là để Dương Căn Minh trong lòng sợ hãi, bởi vì thực lực của hắn cùng Mục Dịch Kính tương đương, chuyện này ý nghĩa là 3 cái Tiểu Bạch Hồ giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Các nàng không có tới, tại cửa hàng đây. Thẩm Tường cười nói, thành chủ, ta nhưng là mang đến thứ tốt. Thẩm Tường luyện chế ra 11 hạt thần phong thần đan, cho một hạt Lâm Nhi, làm cho nàng ăn đột phá. Lần thứ 2 nghiệm chứng thần phong thần đan công hiệu, hắn mới tìm đến Dương Căn Minh. Dương Căn Minh làm vì là thành chủ, tại Chiến Huy Thành giao thiệp vẫn là rất rộng, rất nhiều lúc đều có thể giúp đỡ không ít việc. Trước hắn liền giúp Hoa Ly Tình thu mua đến rất nhiều thượng phẩm sáng đạo thần dược. Vật gì tốt? Dương Căn Minh vội vàng hỏi. Thẩm Tường đem thần phong thần đan lấy ra, thần bí cười nói.
Thành chủ, đây là thần phong thần đan, chỉ cần ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ăn, luyện hóa đại khái 20 ngày khoảng chừng, trái phải, liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, đây là thứ tốt đi. Dương Căn Minh hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc gật đầu nói, vâng vâng vâng. Không nghĩ tới Trầm lão bản thật sự làm ra loại này đan đến rồi, đây nhất định có thể đại bán, hơn nữa còn có thể cho ngươi tiếng tăm càng to lớn hơn. Ta này có 10 hạt, là ta đầu tiên cho thành chủ chuẩn bị. Thẩm Tường cười nói, lấy ra 10 hạt thần phong thần đan đưa cho Dương Căn Minh, giá cả mà, thành chủ chính ngươi quyết định là được. Dương Căn Minh rất rõ ràng thần phong thần đan mang đến hiệu ích, đầu tiên là có thể khiến người ta nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Tuy rằng rất nhiều người đều thường thường đi thần phong đấu trường vây xem chiến đấu, nhưng ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người cũng không phải quá nhiều. Nếu như hắn có thể làm cho ngạo thế thần cảnh, hậu kỳ người nhanh chóng bước vào đỉnh phong, như vậy những người này trong tương lai, nhất định sẽ giúp hắn kiếm được càng nhiều sáng đạo thánh tinh, kiếm lời hồi mua thần phong thần đan phí dụng. Cho, Dương Căn Minh đưa cho Thẩm Tường một cái túi đựng đồ. 100 sáng đạo thánh tinh một hạt. Thẩm Tường nhìn thấy bên trong có 1.000 hạt sáng đạo thánh tinh, có chút bất ngờ, bởi vì trước Hoa Ly Tỉnh đã nói với hắn, 50 hạt sáng đạo thánh tinh khoảng chừng, trái phải là đại đa số ngạo thế thần cảnh đỉnh phong có thể chịu đựng đạt được. Dương Căn Minh mỉm cười nói, Trầm lão bản, ngươi đàn hoàn toàn đáng giá cái giá này, ngươi không tin ngươi công khai bán ra nhìn. Ta chỉ là hiện nay còn không cần nhiều như vậy, hơn nữa trong tay cũng có chút liền, bằng không ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Dương Căn Minh có thể thoải mái đưa ra cái giá này, chứng minh hắn phi thường rõ ràng cái giá này có thể hay không bán đi. Ngươi không biết một cái ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người, có thể phát huy ra bao lớn giá trị đến. Bị vây chết tại ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người lượng lớn, mà những thứ này có không ít đều là nắm giữ sáng đạo thánh tinh. Dương Căn Minh lắc đầu thở dài, mặc dù là ta trước bồi dưỡng quá người, có thể có không ít trước sau đều không thể bước vào. Ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, mặc dù ăn đan cũng cần ăn thời gian rất lâu, cần thiết sáng đạo thánh tinh vượt xa 100. Thẩm Tường gật gật đầu, nói như vậy, ta sau đó liền bán 100 sáng đạo thánh tinh một hạt. Hắn sau khi trở về, phải cùng Hoa Ly Tình thương lượng một chút. Thành chủ, ngươi trước tiên đi thử xem này thần phong thần đan đi. Ta trước chỉ ở hai người trên người từng thử, ta nghĩ nhìn có phải là tại tuyệt đại đa số người trên người đều hữu hiệu. Thẩm Tường nói, nếu là không có đạt đến hiệu quả, ta sẽ đem sáng đạo thánh tinh trả lại cho ngươi. Ta tin tưởng nhất định có thể thành. Dương Căn Minh đối Thẩm Tường vô cùng tin tưởng, hắn đem Thẩm Tường đưa ra phủ thành chủ sau đó, liền vội vàng đi sắp xếp người thử nghiệm. Thẩm Tường trở lại cửa hàng, tìm Hoa Ly Tình nói rồi một hồi chuyện này. Hoa Ly Tình cũng không định đến Dương Căn Minh, lại dùng 100 sáng đạo thánh tinh mua một hạt, nàng hiện tại cũng quyết định, liền bán 100 sáng đạo thánh tinh. Hoa Ly Tình cho Thẩm Tường mấy chục loại thượng phẩm sáng đạo thần dược. Thẩm Tường đem sáng đạo thần dược giao cho Hà Phượng Viện, để Hà Phượng Viện từ bên trong chọn, nhìn có hay không có thể cùng tạo nguyên tử trúc dung hợp, hắn cũng không thể trực tiếp dùng tạo nguyên tử trúc luyện chế tạo nguyên thần đan, này rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện, vì lẽ đó hắn cần tăng thêm cái khác sáng đạo thần dược. Tạo nguyên tử trúc cũng đã tới tay, ngón tay bình thường bé nhỏ, như là màu tím thủy tinh, tổng cộng có 9 tiết, Thẩm Tường đem giao cho Mỹ Cảnh tỉ muội đi trồng trọt. Tiểu Bạch Hồ lúc này cũng có thể giúp đỡ rất nhiều vội vàng, nàng vận dụng diễn sinh chú văn cùng tái sinh chú văn, có thể làm cho dược liệu nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa nàng đệ nhị chí tôn chú văn, tụ khí chú văn cũng đưa đến rất lớn công hiệu. Hà Phượng Viện phối hợp phương pháp luyện đan cần thời gian, Thẩm Tường trong khoảng thời gian này bên trong lại luyện chế hơn 10 hạt thần phong thần đan, đây chỉ là đi qua hơn một canh giờ mà thôi. Hắn từ thời gian trong trận pháp đi ra, Hoa Ly Tình nhìn thấy hắn đi tới cửa hàng trong sảnh, vội vàng đi tới, cho hắn truyền âm, thành chủ tìm ngươi, hắn nói có chí tôn chú văn bắn ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi đi hỏi một chút hắn. Thẩm Tường lập tức đi ra cửa hàng, vội vàng đi tìm Dương Căn Minh. Trầm lão bản, ngươi thần phong thần đan thực sự là kỳ hiệu nha. Dương Căn Minh đã thời gian sử dụng trận bàn, để hắn mấy cái bộ hạ bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Vậy thì tốt. Thành chủ, ngươi nói có chí tôn chú văn bắn ra, tình huống cụ thể thế nào? Thẩm Tường hỏi. Loại này chí tôn chú văn gọi là huyết diễn chú văn. Chỉ cần làm ra loại này chú văn, liền có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, ngưng ra mạnh mẽ dòng máu đến. Dương Căn Minh nói, giới thiệu lên là nói như vậy. Theo ta được biết, luyện chế đan văn thần đan thời điểm, cần tiêu hao rất nhiều máu dịch. Đúng, xem ra này sẽ có thật nhiều người ra tay tranh mua nha. Thẩm Tường nói, này chí tôn chú văn đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hắn mỗi lần luyện chế đan văn thần đan, đều cần phóng thích lượng lớn máu tươi, nếu là hắn để Tiêu Tương Lâm, đem huyết diễn chú văn hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong, như vậy hắn luyện đan thời điểm, chỉ cần cung cấp năng lượng là được đến thời điểm ngươi không đủ sáng đạo thánh tinh, ta có thể cho ngươi mượn.
Dương Căn Minh nói, khoảng cách mở bán còn có 3 ngày đi, sẽ dùng bán đấu giá phương thức bỏ ra thụ. 3 ngày. Được, Thẩm Tường chỉ có 3 ngày thời gian đến chuẩn bị sáng đạo thánh tinh, hắn cảm thấy chắc là không là vấn đề, nhiều lắm chính là sẽ buồn tẻ điểm. Ta có thể cho ngươi mượn lưỡng vạn sáng đạo thánh tinh. Dương Căn Minh nói, đây là ta hiện nay có thể sử dụng. Đa tạ. Thẩm Tường gật gật đầu, sau đó vội vàng trở về cửa hàng, đem chuyện này nói cho Hoa Ly Tình, sau đó cho nàng 10 hạt thần phong thần đan. Trước tiên bắn này 10 hạt, ta sẽ lục tục luyện chế ra đến. Thẩm Tường cảm giác mình cùng Tiểu Bạch Hồ nếu là liều mạng, tại thời gian trong trận pháp không gián đoạn luyện chế, một ngày luyện chế 100 hạt thần phong thần đan cũng không là vấn đề. 3 ngày luyện chế ra 300 hạt thần phong thần đan, một cái sáng đạo thánh tinh một hạt, liền có thể được 3 vạn sáng đạo thánh tinh. Hơn nữa Dương Căn Minh mượn tới lưỡng vạn, Thẩm Tường cảm thấy chắc là đủ bắt huyết diễn chú văn. Ông chủ, nếu không này 10 hạt ta trước tiên bán 150 cái sáng đạo thánh tinh một hạt. Nếu là không ai mua, ta sẽ đem giá cả hạ xuống được. Hoa Ly Tình nói, chúng ta hiện tại ai cũng không thể xác định loại này đan giá cả, ta cảm thấy chắc là từ cao đi xuống. Cũng được. Thẩm Tường gật gật đầu, ta đi luyện đan, ta sẽ lục tục cung cấp loại này đan cho các ngươi bán ra. Thẩm Tường dự định được huyết diễn chú văn sau đó, liền để Tiêu Tương Lâm đem hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong, sau đó sẽ đi luyện chế tạo nguyên thần đan, hắn có thể hay không? Bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, liền xem tạo nguyên thần đan. Trầm lão bản cửa hàng tại Chiến Huy Thành, có thể nói là nổi danh nhất đan dược cửa hàng, vì lẽ đó Hoa Ly Tình tuyên bố thần phong thần đan sau đó, lập tức gây nên rất lớn náo động, đặc biệt những kia bị vây ở ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người, đều hỏa tốc tới rồi, chỉ là không bao lâu, lối vào cửa hàng đều đầy ắp người. Hoa trưởng quỹ, nói mau giá cả nha. Mọi người đến rồi rất nhiều, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mua bao nhiêu nói thẳng đi, chúng ta mua không nổi cũng sẽ không nói cái gì. Mấy vạn năm, trong tay ta có không ít sáng đạo thánh tinh, ta cũng không muốn mang theo mấy cái sáng đạo thánh tinh đi chết, mau mau nói giá cả. Trong tay ta hiện nay chỉ có 10 hạt, chờ một chút ta sẽ dùng rút thăm phương thức bỏ ra thụ cho mọi người. Hoa Ly Tình nhìn thấy mọi người như vậy nhiệt tình, trong lòng rất là cao hứng, hơi mỉm cười nói, hiện nay giá cả là 150 cái sáng đạo thánh tinh một hạt, tiệm chúng ta Phô Tín Dự mọi người đều rõ ràng, nếu là không có hiệu quả, chúng ta gấp đôi đổi sáng đạo thánh tinh. 150 cái sáng đạo thánh tinh, tất cả mọi người trầm mặc, sau đó thấp giọng thảo luận, loại này đan nói quý cũng không mắc, toán tiện nghi cũng không rẻ, bất quá rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng giá, có thể khiến người ta phá tan bình cảnh, đột phá một cảnh giới, điều này có thể làm người càng mạnh hơn, tuổi thọ càng dài, tương đương với sống lại. Muốn mua, có thể tiến vào tiệm chúng ta Phô phòng khách chờ đợi rút thăm. Hoa Ly Tình nói, sau đó có vài tên đầy mặt tử khí ông lão vội vàng đi tới. Tiếp theo mười mấy người cũng đi vào cửa hàng. Cuối cùng tiến vào cửa hàng thì có hơn 100 người. Hoa Ly Tình cảm thấy hết sức hài lòng, bởi vì có thể đi tới nơi này, chỉ là một số ít người, nếu là những thành thị khác người biết được, nhất định sẽ có càng nhiều người đến. Rút thăm sau khi kết thúc, Hoa Ly Tình rất nhanh sẽ cầm trong tay 10 hạt thần phong thần đan bắn ra, thu được 1,500 sáng đạo thánh tinh. Này làm nàng âm thầm kích động, sau đó sẽ có càng nhiều sáng đạo thánh tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Sơn phái Mục Dịch Kính bị giết chết sau đó. Mộc Sơn phái tại Chiến Huy Thành bên trong triệt để sa sút, tại trước đây, Mộc Sơn phái tại Chiến Huy Thành bên trong còn có trên cửa hàng, nhưng hiện tại toàn bộ đóng cửa. Bây giờ Thẩm Tường cửa hàng bán ra thần phong thần đan, càng là gây nên toàn thành náo động, đã có không ít thế lực trong bóng tối hướng về Hoa Ly Tình lấy lòng, dồn dập đến đây tặng lễ, thần phong thần đan tuy rằng chỉ có 10 hạt, nhưng công hiệu rất nhanh sẽ tìm được chứng minh, đây chính là có tính lẫn lộn thần đan nha, có thể làm cho ngạo thế thần cảnh hậu kỳ trực tiếp bước vào đỉnh phong. Dương Căn Minh biết được Hoa Ly Tình bán 150 sáng đạo thánh tinh một hạt, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì này vốn là đáng giá cái giá này. Thẩm Tường tại thời gian trong trận pháp ở lại, sững sờ một ngày, vượt qua 100 năm, một hơi cùng Tiểu Bạch Hồ liên tục luyện chế ra 100 hạt thần phong thần đan, hắn đem giao cho Hoa Ly Tình bán ra. Từ khi mở thụ thần phong thần đan sau một ngày, những thành thị khác đều dồn dập chạy tới, có nhưng là vận dụng truyền tống trận. Hoa Ly Tình rất nhanh sẽ đem ngày hôm nay 100 hạt thần phong thần đan bán sạch, mà rất nhiều người cũng không mua được, rất là tiếc nuối. Hoa Ly Tình nói cho bọn họ biết, loại này đan hội liên tục bán ra 3 ngày. Thần phong thần đan tại trong mắt rất nhiều người thuộc về cấp rất cao đan, có thể liên tục bán ra 3 ngày, này xem như là phi thường hiếm thấy, phải biết có thật nhiều bên trong cửa hàng quý giá đan, đều là dùng cho bán đấu giá. Thẩm Tường có thể luyện chế ra lượng lớn đến, tự nhiên sẽ lập tức bán nhiều hơn chút. Thẩm Tường có Tiểu Bạch Hồ hỗ trợ. Bằng không chính hắn một người căn bản không thể như vậy nhanh luyện chế ra đến, Tiểu Bạch Hồ không chỉ có thể thả ra lượng lớn tái sinh lực lượng đi kích hoạt hóa cảnh đan văn,
còn có thể ngưng đan thời điểm phóng thích áp lực đi áp xúc, điều này có thể tăng nhanh tốc độ. Còn có chính là hóa cảnh đan văn, tuy rằng tiêu hao rất lớn, bất quá tốc độ hấp thu phi thường nhanh, vì lẽ đó có thể tăng nhanh ngưng đan tốc độ. Tô Mị Giao chính mình tại U Giao Sơn Trang, bên trong cũng học tập luyện chế thần phong thần đan, nàng có Phong Khả Nhi cùng Mỹ Cảnh tỷ muội hỗ trợ, nàng cũng có thể đảm nhiệm được, khó chính là nắm giữ hóa cảnh đan văn, nàng có thể không giống như Thẩm Tường, có thể như vậy dễ dàng nắm giữ ngạo thế đan văn, cũng may nàng cho tới nay đều vận dụng thiên luyện thuật luyện đan. Dùng thiên luyện thuật luyện đan, bản thân liền có thể tăng lên không ít luyện đan thiên phú, nàng học tập ngạo thế đan văn tuy rằng chậm, nhưng có thể học được biết, chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi. Thẩm Tường liên tục luyện chế 300 hạt thần phong thần đan, cảm giác được rất mệt mỏi, đem cuối cùng luyện chế ra một nhóm thần phong thần đan giao cho Hoa Ly Tình sau đó, hắn liền vù vù đại ngủ lên. Tiểu Bạch Hồ đúng là phi thường ung dung, không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại đi cùng Long Tuyết Di cười vui vẻ chơi đùa. Thẩm Tường tỉnh lại, từ thời gian trong trận pháp đi ra, Hoa Ly Tình đem kiếm được sáng đạo thánh tinh đều bị giao cho hắn, có 4.000.000 sáng đạo thánh tinh, hắn lập tức đi tìm Dương Căn Minh. Trầm lão bản, đến thời điểm ngươi tốt nhất dịch dung sau đó, dùng cái giả danh đi tham gia buổi đấu giá. Dương Căn Minh mượn cho Thẩm Tường 25.000 sáng đạo thánh tinh. Được, ở nơi nào tổ chức? Thẩm Tường hỏi, hắn có 70.000 sáng đạo thánh tinh, hắn cảm thấy chắc là được rồi. Ta dẫn ngươi đi. Dương Căn Minh nói. Dương Căn Minh mang theo Thẩm Tường đi tới một đống trên lầu cao diện, nơi này chỉ có hơn 100 người, muốn đi vào nơi này, cần chuẩn bị chí ít 30.000 sáng đạo thánh tinh cho hội trường người kiểm tra mới được, bằng không sẽ không có tư cách, vì lẽ đó có tư cách người tiến vào không nhiều, mà Dương Căn Minh làm vì là thành chủ, tự nhiên có thể đi vào, hắn cũng chỉ là đến xem trò vui. Ngày hôm nay bán đấu giá đồ vật chỉ có như thế, chính là huyết diễn chú văn. Thẩm Tường sau khi đi vào, đợi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng coi như bắt đầu rồi. Chỉ thấy phụ trách người mang lên một cái màu vàng nhạt tinh hạch, nhìn thấy cái này tinh hạch, Thẩm Tường liền biết đây là tới bản thân về phía chú văn thú. Nói cách khác, bán ra chí tôn chú văn có thể rất dễ dàng nắm giữ, chỉ cần ăn tinh hạch là có thể. Điều này cũng mang ý nghĩa giá cả sẽ rất cao. Bán ra này tinh hạch người khẳng định không cần này chí tôn chú văn, dĩ nhiên sẽ lấy ra bán ra. Thẩm Tường thầm nghĩ, bán đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, có người nói giao dịch thời điểm, bán ra sẽ phát huyết thệ, bảo đảm chí tôn chú văn là thật sự. Bán đấu giá bắt đầu, trước hết ra giá người hô 10.000 sáng đạo thánh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể thiếu về phía 1.000 sáng đạo thánh tinh. Sau đó ở chỗ này người đều không ngừng tăng giá, đều là 1.000 thêm, chỉ là không bao lâu, liền đạt tới 40.000. Lúc này ra giá người dần dần thiếu, cũng chỉ có Thẩm Tường cùng mấy cái ông lão đang tiếp tục. 40.000 sáng đạo thánh tinh đối Thẩm Tường tới nói không có chút nào quý, bởi vì này huyết diễn chú văn nếu như có thể thành công hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong, hắn sau đó luyện đan sẽ nhanh hơn càng thêm nhanh và tiện. Thẩm Tường đã dùng hóa cảnh đan văn luyện chế mấy trăm hạt đan, nhưng hắn đến hiện tại cũng không thể không cách nào một mình đi luyện chế. Nếu là có huyết diễn chú văn, vậy hắn là có thể không cần Tiểu Bạch Hồ hỗ trợ cũng có thể hoàn thành. 40.000 Thẩm Tường hô. 40.800 50.000 50.001 Hiện tại chỉ có 3 người tại tăng giá, Thẩm Tường cùng 2 cái ông lão. Không có ra giá người, quá nửa là trong tay sáng đạo thánh tinh không đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người khác cạnh tranh. 60.600 Một ông già do dự một chút, âm thanh có chút trầm chậm. 60.700 Thẩm Tường âm thanh vững vàng, hô. Chỉ có hắn cùng ông lão kia tại cạnh tranh. Sau đó trong chốc lát, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Vẫn không có ai ra giá. Bán đấu giá chủ trì hô. Sau đó đều không có ai ra giá. Cuối cùng Thẩm Tường thu được này huyết diễn chú văn, này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong tay hắn cũng chỉ có hơn 70.000 một điểm sáng đạo thánh tinh. Nếu là tiếp tục tranh cướp xuống, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Người tới nơi này, đều là dịch dung quá, vì lẽ đó ai cũng không quen biết ai. Thẩm Tường đi tới trong một gian mật thất tiến hành cuối cùng giao dịch. Hắn nhìn thấy cái kia bán ra, trên mặt mang theo mặt nạ, ăn mặc đại áo bào đen, không nhìn ra hắn ai tới. Hơn nữa khí tức trên người hoàn toàn không có. Chúc mừng ngươi, thu được huyết diễn chú văn, đây chính là vô cùng tốt sáng đạo chú văn. Ngươi dùng nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh mua, nói rõ ngươi là cái biết hàng người. Người đeo mặt nạ kia dùng thanh âm trầm thấp nói, sau đó phát huyết thệ, bảo đảm này huyết diễn chú văn là thật sự. Thẩm Tường đem 60.000 cái sáng đạo thánh tinh cho hắn, để hắn kiểm kê. Người đeo mặt nạ rất nhanh sẽ xác nhận sáng đạo thánh tinh đều là thật sự, hơn nữa con số đầy đủ, hắn gật gật đầu. Thẩm Tường cũng không hỏi nhiều cái gì, hỏi đối phương cũng sẽ không nói, nói chung đối phương vô cùng thần bí. Được tinh hạch sau đó, Thẩm Tường lập tức giao cho Tiêu Tương Lâm, để Tiêu Tương Lâm đi ăn.
Điều này có thể làm cho nàng rất nhanh nắm giữ huyết diễn chú văn. Thẩm Tường trước đã ăn qua một cái, nắm giữ huyễn thể chú văn. Vì lẽ đó hắn trong thời gian nhất định là không thể ăn nữa. Người đeo mặt nạ cho Thẩm Tường một loại rất kỳ quái cảm giác. Cái cảm giác này hắn cũng nói không rõ ràng. Sau khi giao dịch thành công, người đeo mặt nạ đem nhất định sáng đạo thánh tinh giao cho buổi đấu giá. Sau đó liền rời đi. Tên kia thật giống là chú văn thú. Tiểu Bạch Hồ nói, ta vốn là cũng không xác định. Nhưng ở vừa nãy ta cố ý phóng thích một điểm khí tức đi ra. Hắn cảm ứng được hơi thở của ta sau, có nhất định phản ứng. Hắn tại sao cũng có thể từ sáng đạo cổ địa đi ra. Chú văn thú đến bắn ra chú văn tinh hạch. Thẩm Tường hiện tại đã biết rõ tại sao hắn cảm thấy loại cảm giác đó là lạ. Nguyên lai đối phương cũng không phải là loài người. Thẩm Tường tìm một cái địa phương bí ẩn biến trở về dáng dấp của chính mình, sau đó trở lại cửa hàng. Ly Tình tỷ, khoảng thời gian này ta trước tiên không luyện chế thần phong thần đan, ngươi trước tiên công bố ra ngoài, để tránh khỏi mỗi ngày đều có người ở chỗ này chờ. Thẩm Tường nói, hắn dự định chờ Tiêu Tương Lâm làm ra tân hóa cảnh đan văn đến. Tiêu Tương Lâm ăn cái viên này tinh hạch, rất nhanh sẽ nắm giữ huyết diễn chú văn, cho nên nàng hiện tại đã tại bắt đầu cải tiến hóa cảnh đan văn. Nàng tại thời gian trong trận bàn tiến hành, Thẩm Tường ở bên ngoài không cần chờ bao lâu. Cải tiến hóa cảnh đan văn đối Tiêu Tương Lâm cái này chú văn thiên sư, tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ, nàng rất nhanh sẽ hoàn thành. Thẩm Tường, ngươi dùng tân hóa cảnh đan văn luyện đan, kích hoạt đan văn thời điểm, cần thả vào sáng đạo thánh tinh mới được. Tiêu Tương Lâm nói, cái này huyết diễn chú văn hấp thu năng lượng tốc độ phi thường nhanh, muốn so với trước hóa cảnh đan văn nhanh quá nhiều, ngươi không phải ngạo thế truyền thuyết cảnh, khả năng lập tức sẽ bị hút khô. Được, Thẩm Tường nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài ra, ta còn cải tiến tái sinh chú văn cùng diễn sinh chú văn, này hai loại chú văn, cũng có thể hấp thu sáng đạo thánh tinh có thể phóng thích lượng lớn tái sinh lực lượng, đi kích hoạt hóa cảnh đan văn. Tiêu Tường Lâm nói, ngươi đến thời điểm chỉ cần tại thiên sáng đỉnh lô bên trong đặt sáng đạo, thánh tinh liền có thể, đến lúc đó không cần Tiểu Bạch Hồ, chính ngươi cũng có thể luyện chế. Này quá tốt rồi. Có cái chú văn thiên sư làm sư phụ chính là tốt. Thẩm Tường cười cợt nói, ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Thẩm Tường lo lắng tiêu hao sáng đạo thánh tinh rất nhiều. Hắn cảm thấy luyện chế thần phong thần đan, một hạt tiêu hao 50 sáng đạo thánh tinh vậy cũng có thể tiếp thu. Hắn bán 150 sáng đạo thánh tinh, còn có thể kiếm được 100. Trực tiếp dùng ngạo thế hóa thần đan ngưng khắc hóa cảnh đan văn là được. Điều này có thể tốc độ cực nhanh. Thẩm Tường trước chính là làm như vậy, khó chính là thức tỉnh hóa cảnh đan văn, cần chừng 1 năm. Thẩm Tường đem ngạo thế hóa thần đan thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, sau đó đem hóa cảnh đan văn ngưng khắc lên về phía sau, đan văn lập tức phát sáng, nhanh chóng hấp thu năng lượng. Thẩm Tường đã tại thiên sáng đỉnh lô bên trong đặt 100 hạt sáng đạo thánh tinh, hắn cẩn thận quan sát những sáng đạo đó thánh tinh. Hiện tại thật giống không ta chuyện gì nha. Thẩm Tường đột nhiên cảm thấy phi thường ung dung, chính mình căn bản không cần phải để ý đến, đan văn liền có thể tự mình hấp thu năng lượng thức tỉnh. Này quá tốt rồi. Thẩm Tường lập tức đem chuyện tốt như thế nói cho Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm chỉ là đắc ý cười cợt. Thẩm Tường lập tức đem một cái khác đồ dự bị thiên sáng đỉnh lô lấy ra, sau đó thả vào một hạt ngạo thế hóa thần đan, lại ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Chỉ cần hóa cảnh đan văn thành công thức tỉnh, chính là một hạt thần phong thần đan. Thẩm Tường cần làm cũng chỉ là ngưng khắc hóa cảnh đan văn mà thôi. Hắn chỉ cần làm xong bước đi này, kiên trì chờ đợi là được. Sau 1 tháng, Thẩm Tường cảm nhận được hai cái lò luyện đan đều bình tĩnh lại. Mang ý nghĩa đã thành công, hắn lập tức đi thăm dò xem. Quả nhiên, hai cái trong lò luyện đan đều mỗi người có một hạt thần phong thần đan, phẩm chất xem ra lại muốn so với trước khá một chút. Tiêu hao 30 sáng đạo thánh tinh, rất ít mà. Thẩm Tường rất là kinh hỉ, bởi vì hắn dễ dàng liền luyện chế ra 2 lô thần phong thần đan, cũng chỉ là tiêu hao sáng đạo thánh tinh mà thôi. Đương nhiên, nếu là hắn ngưng khắc hóa cảnh đan văn không đủ thông thạo, là không được hiệu quả như thế này. Ngưng khắc hóa cảnh đan văn cái này bước đi cực kỳ trọng yếu. Này huyết diễn chú văn mua đến mức rất đáng giá nha. Tiêu Tương Lâm cười nói, xem ra ta đón lấy phải cùng Tiểu Khả Nhi, cho ngươi luyện chế nhiều một chút lò luyện đan mới được. Lò luyện đan không cần quá tốt, chỉ cần rất cứng là được. Thẩm Tường cười nói, tốt nhất luyện chế 100 đi, ta muốn lượng lớn ra đan. Thẩm Tường vốn định một cái trong lò luyện đan đồng thời luyện chế nhiều hạt, nhưng hắn vẫn là có ý định từ bỏ. Bởi vì 2 hạt đan ở bên trong rất dễ dàng phát sinh bài xích, đến thời điểm nói không chắc còn có thể lãng phí sáng đạo thánh tinh. 3 cái Tiêu Tương Lâm cùng 3 cái Tiểu Bạch Hồ đồng thời luyện chế lò luyện đan, hơn nữa còn là tại thời gian trận bàn cùng lục đạo thần kính bên trong luyện chế, tốc độ này rất nhanh. Luyện chế lò luyện đan, mỗi cái chỉ cần dùng 10 cái sáng đạo thánh tinh là được. Tiêu Tương Lâm chỉ đạo Tiểu Bạch Hồ luyện chế,
chỉ cần ở phía trên ngưng khắc một ít sáng đạo chú văn, tăng cường lò luyện đan ổn định tính cùng kiên cố tính. 100 cái lò luyện đan rất nhanh hoàn thành, sau đó đổi Thẩm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp, trước hắn mua lại huyết diễn chú văn dùng không ít sáng đạo thánh tinh, hiện tại hắn cần hồi bản, hắn nhưng là nợ Dương Căn Minh hơn 2 vạn sáng đạo thánh tinh. Tốc độ nhanh gấp 10 lần, hơn nữa còn không cần chính ta đến xem, chuyện này quả thật quá dây. Thẩm Tường tại triệt để lĩnh giáo đến ngạo thế đan văn chỗ tốt. Thẩm Tường hướng về 100 cái trong lò luyện đan rót vào hỏa diễm, sau đó phân biệt thả vào ngạo thế hóa thần đan đi vào, lại từng cái đi ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Sau đó hướng về lò luyện đan mỗi bên thả vào 30 sáng đạo thánh tinh. Sau một tháng, hắn liền có thể được 100 hạt thần phong thần đan. Hắn ngưng khắc hướng về 100 lần hóa cảnh đan văn, cũng chỉ là thời gian một ngày mà thôi. Mẹ kiếp, như vậy một tháng sau, thật sự liền có thể được 100 hạt thần phong thần đan. Thẩm Tường chính mình cũng không thể tin được sẽ dễ dàng như vậy, đây chính là đan văn thần đan nha. Nếu như hắn có càng nhiều lò luyện đan, hắn còn có thể tiếp tục ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Sư phụ, ta muốn học phân thân chú văn. Thẩm Tường nói, ta kiến nghị ngươi trước tiên không muốn học, chờ ta nắm giữ mặt khác hai cái truyền thuyết chú văn lại nói. Tiêu Tường Lâm nói, nếu là cái khác hai cái truyền thuyết chú văn đối với ngươi luyện đan phi thường hữu dụng, mà ngươi vừa học tập truyền thuyết chú văn, đến lúc đó lại học tập cái khác truyền thuyết chú văn liền phi thường khó khăn, ngươi không nhìn thấy ta đến hiện tại đều không học được một cái truyền thuyết chú văn sao? Của ta phân thân cũng không biết tại thời gian trong trận pháp quá bao nhiêu năm. Thẩm Tường trước cũng là như thế dự định, hắn sau đó nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ dùng 3 cái phân thân lợi hại như vậy, chính mình cũng là dục già dục dịch, hiện tại hắn cũng chỉ có thể lại kiên trì các loại. Đợi thêm một quãng thời gian, ta liền có thể thành công. Tiêu Tường Lâm nói, được. Thẩm Tường đi ra thời gian trận pháp, mà thời gian trận pháp vẫn như cũ vận hành. Hắn lợi dụng thời gian trong trận pháp ở ngoài thời gian kém cùng, chờ ở bên ngoài một lát lại đi vào, thời gian trong trận pháp liền đi qua một tháng. Bởi vậy, hắn liền thu hoạch 100 hạt sáng đạo thánh tinh, này trước sau đều không có tác dụng bao nhiêu thời gian, bên ngoài thời gian cũng chỉ là đi qua gần như 2 canh giờ mà thôi. Ha ha ha. Thẩm Tường nhìn cái kia 100 hạt phẩm chất vô cùng tốt thần phong thần đan, không khỏi bật cười, hắn vội vàng cầm cho Hoa Ly Tình bán ra, hắn luyện chế đám này thần phong thần đan, đã đem sáng đạo thánh tinh dùng gần hết rồi. Hoa Ly Tình rất kinh ngạc, Thẩm Tường lại như vậy nhanh liền luyện chế ra 100 hạt sáng đạo thánh tinh, so với trước nhanh nhiều như vậy. Này đều là sư phụ của ta cùng huyết diễn chú văn lợi hại. Thẩm Tường đối Hoa Ly Tình cười cợt đạo, tỉ mỉ ta sau đó sẽ nói cho người biết, ta hiện tại thiếu sáng đạo thánh tinh. Hiện tại càng ngày càng nhiều người tràn vào Chiến Huy Thành, chính là vì mua thần phong thần đan. Nếu là lấy sau rất nhiều người đều có, chúng ta đến cân nhắc xuống giá, như vậy lại sẽ có một nhóm người lớn tới mua. Hoa Ly Tình nói, ông chủ, nếu là xuống giá, có thể tiếp thu sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Tường cười nói, hắn hiện tại luyện chế này thần phong thần đan, quả thực quá dễ dàng, chỉ cần không thua kém 50 sáng đạo thánh tinh, hắn thì có kiếm lời. Nếu là như trước như vậy, luyện chế một hạt đều cần 3 cái tiểu bạch hồ cùng cả năm thời gian, vậy thì không quá kiếm lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.